Y đạo quan đồ. chương 151, nắm đấm phẫn nộ. Lương Bách Xuyên lui về thủ thế khóa hai bên sườn lại, hình ý quyền rất coi trọng căn cơ và sự vận động di chuyển, mắt đi đâu, chân là chiến mã, hai tay là binh khí, vô luận tiến công hay phòng thủ, tất cả đều di chuyển vững vàng có lực kín kẽ không hề sơ hở. Trương Dương thầm khen một tiếng, Lương Bách Xuyên lại xuất ra một quyền, hình ý thất quyền diễn ra liên miên bất tuyệt nhắm ngực Trương Dương mà đánh tới. Qua đòn giao thủ đầu tiên, Trương Dương đã lĩnh giáo nội lực hùng hậu của Lương Bách Xuyên, Trương Đại Quan Nhân cũng thẩm đoán đó chưa phải là 10 phần công lực của hắn cho nên cho rằng lấy cứng đối cứng không phải là thượng sách. Hiện tại Lương Bách Xuyên liên tiếp xuất thủ, Trương Dương sử dụng các thế đòn như trong không minh quyền để tiếp quyền của Lương Bách Xuyên đồng thời chấp cơ hội để phản công. Cả hai công và thủ xen kẽ nhau rất tốt, Lương Bách Xuyên cũng không để sơ hở cho Trương Dương nắm được mà phản kích, hai người cứ như thế liên tục khoảng tầm 50 chiêu, Thủy Trung vẫn là Lương Bách Xuyên công chủ yếu. Trương Dương chủ yếu thủ, nhưng dù như thế Trương Đại Quan Nhân vẫn nhàn nhã nhẹ nhàng chứ không hề rơi vào thế hạ phong. Audio điện tử võ tấn bền Trúc Khánh Dân đứng đó xem không khỏi lo lắng, hắn nhập môn đã lâu, tu vi võ học tự nhiên hơn xa các sư đệ khác, theo sư phụ đi luận võ không ít, nhưng chưa bao giờ thấy chẳng diện như hôm nay. Trước kia đều là sư phụ hậu phát chế nhân, chỉ ra vài chiêu đã có thể khống chế được người khác, thế nhưng ngày hôm nay lại hoàn toàn chủ động tiến công Trương Dương liên tục, mà Trương Dương Thủy Trung vẫn chỉ ở thế phòng thủ. Điều này không khỏi khiến cho Trúc Khánh dân hãi than không ngớt, lại xem cước bộ của Trương Dương như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng mà liên miên bất tuyệt, sư phụ thì vẫn cương mãnh tiến công liên tục nhưng không thể hạ thủ được. Nếu cứ tiếp tục duy trì như vậy sớm muộn gì thể lực của sư phụ cũng sẽ giảm sút rất nhiều, mà Trương Dương vẫn có thể bảo tồn thể lực, hơn nữa hắn còn trẻ thể lực sung mãn, cứ như thế thì thế cục rất không lạc quan chút nào. Lương Bách Xuyên hiển nhiên cũng nhìn ra dụng tâm của Trương Dương, hắn từng bước từng bước ép Trương Dương lùi tới gần mép đoạn đất bằng phẳng này. Mặt trời lúc này đã lên khá cao và vị trí của Trương Dương là ngược hướng mặt trời. Cao thủ chân chính không phải chỉ cần biết tấn công bằng quyền cước, tấn công vào tâm lý, mà còn phải biết lợi dụng hoàn cảnh xung quanh, cái đó gọi là có thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì mới chắc thắng. Lương Bách Xuyên chính là muốn ép Trương Dương vào khu có ánh nắng khiến cho Trương Dương bị ảnh hưởng. Trương Đại Quan Nhân từ lúc nãy đã để ý kỹ xung quanh, lúc này nhìn ra ý đồ của Lương Bách Xuyên, đồng thời tính toán từ lúc đó tới giờ cũng đã tiêu hao được không ít thể lực của đối thủ. Lúc này Trương Dương bất ngờ toàn lực xuất ra một quyền chuyển từ thế thủ sang công, một quyền long chiến vu đã trong thăng long quyền như sấm sét đánh về phía Lương Bách Xuyên. Trong khoảng thời gian ngắn Trương Dương chuyển từ thủ sang công đầy bất ngờ, hơn nữa một quyền đánh ra với khí thế như rời non lấp bể khiến cho Lương Bách Xuyên dù thân trải trăm trận nhưng vẫn không khỏi âm thầm kinh hãi, hắn vội vàng dơ hai quyền lên nghênh đỡ. Song quyền tam thủ tiếp xúc nhau, một cỗ khí lực bạo phát chấn động cả xung quang, một tiếng, bồng, với âm hưởng nặng nề như nện vào màng nhĩ người ta vậy. Quyền phong khiến cho quần áo hai người căng phồng, bụi đất dưới chân bốc mù mịt. Thân thể Trương Dương không chút sức mẻ gì, Lương Bách Xuyên cũng vẫn vững vàng đứng đó, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy một cỗ kinh lực cực kỳ cường đại tấn công vào trong cơ thể hắn, ngực bị ép như búa nện chúng. Lương Bách Xuyên hừ nhẹ một cái, loạn choang lùi mấy bước, mặt trắng bệch khắt không ra giọt máu nào, cảm trong trong ngực khí huyết nhộn nhạo, huyết mạch đau đớn không chịu nổi. Trương Dương cũng không có tiến tục tấn công, khí định thần nhàn đúng đó, hai tay ung dung nhét vào túi quần. Trúc Khánh Dân thấy thế vội vàng cuống quyết chạy đến đỡ sư phụ. Lương Bách Xuyên đẩy hắn ra, hắn mắt nhìn thẳng Trương Dương, qua hồi lâu mới thấp giọng nói ta đã thua. Có thể thản nhiên thừa nhận bản thân mình không bằng người cũng có thể coi là có một chút phong phạm của bậc cao nhân. Trương Dương mỉm cười, lương sư phụ, cái gì mà thắng với bại? Ta thắng là thắng ở tuổi trẻ tráng lực, người kém hơn là vì tuổi đã cao. Có câu luận võ sợ kẻ trẻ tuổi mà, tính chiêu thức ta cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lúc nãy trước khi đánh ta nói đều là bậy cả, người đã hơn 50 tuổi, so với ta mới ngoài 20 đương nhiên là bất lợi rất nhiều. Lương Bác Xuyên lúc này đã hoàn toàn tâm phục, hắn minh bạch bản thân tuyệt đối chưa thể là đối thủ của Trương Dương, người ta nói như vậy căn bản là để lại cho hắn một chút mặt mũi. Hắn cảm khái nói, Trương Trưởng Phòng, sự tình, trước thật sự là nếu có gì hiểu nhầm nhau, mong bỏ quá cho. Người ta đã biểu hiện khí độ như thế, tuyệt đối không phải là một kẻ càn rỡ, như vậy thì sự tình lần này khả năng hẳn là đồ đệ của hắn sai. Trương Dương sở dĩ biểu hiện khoan hồng độ lượng như thế là bởi vì hắn không muốn phiền phức, không muốn lại một cái đoạn ân oán với đám lương Bách Xuyên, cũng không muốn làm cho sự tình trở lên lớn, cho nên mới chủ động thay đổi địa điểm. Từ góc độ của lương Bách Xuyên mà nhìn, thì Trương Dương làm như vậy cũng hoàn toàn là vì hắn, nếu như hắn thua thì địa vị trong làng võ thuật sẽ xuống dốc không phanh, lương Bách Xuyên cũng là một người biết thể diện, người ta làm vậy là để mặt mũi cho hắn, thì hắn cũng phải cảm ơn. Trương Dương cười nói với Trúc Khánh Dân, Chúc Bí Thư, sự tình ngày hôm nay chưa từng xảy ra ha. À. Nói xong hắn xoay người rời đi. Lương Bách Xuyên nhìn theo bóng lưng Trương Dương rời đi mà không khỏi cảm khái, thực sự là một kẻ kỳ lạ. Không ai biết kết cục ả à cuộc luận võ của Trương Dương và Lương Bách Xuyên. Trong mắt nhiều người, họ cho rằng cả hai vì e sợ đối thủ mà không tới. Cũng có người nói rằng Bí Thư Đảng ủy xã Hắc Sơn tử Trúc Khánh Dân là người đứng giữa hòa giải mâu thuẫn. Bất quá đa phần khuynh hướng mọi người đều cho rằng Trương Dương là vì sợ. Trương Dương thì chẳng quan tâm tới người khác nhìn hắn thế nào, dù sao hắn cũng không phải là người theo con đường võ nghiệp, nên người ta nói thế nào hắn mặc kệ. Cái hắn quan tâm hiện tại chính là công tác của mình, làm sao cho mau chóng kiếm được chính tích, mau chóng thăng quan. Công trình tu bổ cổ trường thành rốt cuộc cũng xác định được là do tập đoàn Thịnh Thế của Phương Văn Nam phụ trách, đương nhiên tập đoàn Thịnh Thế chỉ là phụ trách đầu tư phụ trách thi công thì chuyên môn mời riêng một đội thi công chuyên nghiệp của một kiến trúc sư có danh tiếng ở Bắc Kinh chuyên môn tu bổ các công trình cổ, nghe đâu như đội thi công này cũng từng tham gia tu kiến từ Cấm Thành và Miếu Khổng Tử. Một công trình cổ không thể giao cho một đội thợ phổ thông làm được. Cải tạo con đường chợ lao động cũng tiến hành đồng bộ, công trình này thì hoàn toàn cho tập đoàn thịnh thế chịu trách nhiệm, kế hoạch là quy hoạch xây dựng 3 đường vòng bao quanh khu vực thị ủy, đồng thời cải tạo mở rộng các con đường khác. Chuyện này Bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ và Thường vụ phó thị trường Lý Trường Vũ đều nhất trí, bất qua thị trường Tả Viên Chiêu trong chuyện này thật sự có phần không bằng lòng, nhưng Cố giai Đồng tham dự vào chuyện này thật ngoài dự liệu của hắn. Tả Viên Chiêu lúc này mới ý thức được Lý Trường Vũ lợi hại, Cố giai Đồng tham gia vào công trình này không phải là vì lợi ích kinh tế gì mà chủ yếu là Lý Trường Vũ muốn đảm bảo công trình này không xảy ra biến hóa gì ngoài ý muốn. Tả Viên Chiêu tay cầm điếu thuốc hút một hơi, trên khuôn mặt lộ ra một vẻ cười khổ minh kiện a à. nghĩ không ra tỷ tỷ ngươi đối với cái địa phương giang thành này cũng có hứng thú cố minh kiện lần này tới giang thành là để dự lễ tạ thần của nam lâm tự lúc biết tỷ tỷ tham gia vào công trình đường vòng bao khu vực thụy ủy thì trong lòng cực kỳ khó chịu hắn hầu như có thể kết luận tỷ tỷ tham gia vào đó nguyên cớ là vì trương dương vì có tả viên chiêu bên cạnh nên cố minh kiện cũng không dám tỏ thái độ bất mãn ra mặt hắn từ lâu cũng cảm thấy được tỷ tỷ và tiểu tử trương dương kia có quan hệ bất tầm thường nhưng là vì quan hệ máu ngủ tình thâm nên hắn không muốn rõ ràng để cho kẻ khác biết chuyện hắn tỏ vẻ bình thản nói tỷ của ta là một doanh nhân xuất sắc một cơ hội mà nàng nắm được thì đương nhiên sẽ không bỏ qua đâu tả viên chiêu thở dài đường vòng bao quanh khu vực thị ủy là công trình trọng điểm có thể nói là một phần bộ mặt của giang thành đối với sự phát triển của hiển thành mang ý nghĩa không nhỏ ta tuyệt không nghi ngờ năng lực của cố tiểu thư, nhưng bất quá ta nghĩ tiểu thư tham gia vào dự án này có đúng là đơn thuần mục đích không? Cố Minh Kiện nhíu mày, thấp giọng nói, ý của tả thị trưởng là. Tả viên chiêu cười nói, chỉ là muốn người nói với cố tiểu thư một chút, nhất định chuyện này phải cẩn trọng, không nên để cho kẻ khác lợi dụng. Cố Minh Kiện trong lòng rõ ràng, người khác cần lợi dụng nhất đó chính là lực ảnh hưởng của lão gia tử hắn. Có thể nói chính đàn giang thành thực sự là rắc rối phức tạp, Tả Viên Chiêu là thị trưởng, hắn thân thuộc với Minh Kiện cũng chính là mượn hơi của cố bí thư. Đối thủ nặng ký của Tả Viên Chiêu là Lý Trường Vũ thực lực cũng không tầm thường. Công trình đường vòng bao quanh thị ủy là ví dụ điển hình, mà Lý Trường Vũ và Trương Dương có quan hệ là điều không cần phải bàn. Việc cố gia đồng tham gia vào công trình này khiến cho Tả Viên Chiêu rơi vào một tình huống có thể nói là cực kỳ xấu hổ. Hắn thậm chí tới dũng khí phản kháng cũng không có. Cố Minh Kiện cho rằng thời gian tới phải nhắc nhở tỷ tỷ một chút. An Ngữ Thần bị bệnh, Tần Thanh và Sở Yên Nhiên thay phiên nhau chăm sóc cho nàng. Qua chuyện này, An Ngữ Thần và Sở Yên Nhiên cư nhiên là bớt đi sự căng thẳng, thân thiết nói chuyện với nhau nhiều hơn, mà cả hai đúng là không hề ít chủ đề để nói tới, chỉ vài ngày mà tình cảm hai người tiến triển rất tốt. Sở Yên Nhiên mấy ngày nay bởi vì cùng Tần Thanh bàn bạc chuyện xây dựng khu suối nước nóng Xuân Hy cho nên cũng không có nóng lòng ly khai vội. An Ngữ Thần vì xử lý phiền phức tại Thanh Vân Trúc Hải nên cũng không rời khỏi tự nhiên cơ hội gặp mặt của hai người cũng tăng thêm. Nguyên bản hai người hẹn Trương Dương buổi tối đi ăn, nhưng sắp tới tầm giờ tan tầm thì tại công trình cổ trường thành xảy ra một chút vấn đề nhỏ, hắn phải tới đó xem xét công việc cho nên có chút chậm trễ. Lúc An Ngữ Thần và Sở Yên Nhiên ăn cơm tối, thấy Trương Dương vẫn chưa tới, liền gọi điện trực tiếp bảo hắn tới Hoàng gia. Tô Tiểu Hồng vì buổi tối có việc cho nên cũng không có tới Hoàng gia, bất quá từ sớm đã an bài cho các nàng, hai người An Ngữ Thần và Sở Yên Nhiên đều là người thích náo nhiệt, tiến vào lập tức hai người chọn một bàn ở gần sân khấu để có thể thoải mái xem biểu diễn. An Ngữ Thần và Sở Yên Nhiên không có chú ý, trong đám khách ngồi ở tầng 2 có người đang nhìn các nàng. Bởi vì phát sinh xung đột với Trương Dương, nên viên lập ba bị sư phụ Lương Bách Xuyên khiển trách không ít, hai ngày nay trong lòng hắn thực sự là hết sức phiền muộn, hứa ra vì chuyện này cũng ấy náy nên mời hắn tới hoàng gia uống rượu giải sầu. Thật sự là chẳng ngờ được oan ra bất thụ đầu. Bọn họ không biết sở yên nhiên nhưng an ngữ thần thì không thể không biết. Viên lập ba nhìn an ngữ thần dưới lầu mà nghiến răng. Nàng ta cư nhiên cũng tới đây a. À. Hứa ra dũng thở dài vỗ vỗ vai viên lập ba quên đi. Chớ có chọc vào phiền phức. Viên lập ba cười lạnh nói ta ở Giang Thanh bao lâu nay chưa bao giờ chịu một cái ủy khuất lớn như vậy. Trương Dương không phải là lợi hại lắm sao. Để hôm nay ta cho hắn biết thế nào là lợi hại. Hứa ra dũng nhíu mày, sự tình hôm đó xảy ra khiến cho hắn một lần nữa nhận thức được thực lực của Trương Dương, đồng thời cũng hối hận vì xung động của bản thân. Thân là một trí thức được đi học ở nước ngoài về, lại là con cháu thế gia, có thể coi là thành phần trí thức cao cấp, bản thân vẫn luôn cho rằng tự thân viên lập ba xuất thủ thật là quá mức thấp hèn. Nhưng viên lập ba không cho là như vậy, hắn cho rằng bản thân hắn muốn lấy lại thể diện, hắn nói với hứa gia dũng, chuyện này không có vấn đề gì, người yên tâm, tự ta giải quyết nói xong hắn liền rút điện thoại ra bấm một dãy số hứa ra dũng bỗng a à một tiếng nhỏ hắn trông thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong đại sảnh hoàng gia đó là cố minh kiện nghĩ không ra lại có thể gặp được minh kiện tại giang thành này cố minh đức và hai trợ lý của hắn thì hứa ra dũng không nhận ra nhưng cố minh kiện thì hắn biết cố minh kiện ngồi xuống một bàn ở tầng một ánh mắt hắn tập trung hướng vào vị trí an nữ thần và sở yên nhiên đang ngồi cố minh kiện mặc phát trên phương diện tình cảm nam nữ hỏng bét ra cả, thế nhưng cũng phải công nhận là hắn có chút phong lưu, đối với hắn theo đuổi mỹ nữ chưa bao giờ là điều cần phải che giấu. Hắn tuy rằng là hợp tác với An Đức Hằng nhưng lại chưa từng gặp qua An Nữ Thần, sợ yên nhiên hắn cũng chưa bao giờ gặp mặt. Thấy hai vị cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc ngồi đây thật sự là khó kiềm lòng được, hắn gọi bồi bàn tới nói nhỏ vài câu gì đó. An ngữ thần và sở yên nhiên đang vui vẻ nói chuyện thì bồi bàn bê tới một đĩa hoa quả và hai chai nước nói, nhị vị tiểu thư, vị tiên sinh ở bàn kia mời các ngươi. Hai người quay lại nhìn cố minh kiện một chút, cố minh kiện rất tiêu sái tay nâng ly rượu lên hướng hai người làm một cái động tác mời. Sở yên nhiên nhàn nhạt cười, hướng tên bồi bàn nói, người đem mấy thứ này trả lại vị tiên sinh ấy cho ta, giúp cho ta đa tạ hảo ý của hắn. Tên bồi bàn có chút ái ngại thì an ngữ thần chừng mắt nhìn hắn khiến hắn đành phải bưng trở lại chỗ cố minh kiện. Cố minh kiện có chút ngượng ngùng cười cười, bất quá vẫn biểu hiện ra rất có phong độ, uống cạn ly rượu trong tay rồi lại nhìn lên sân khấu. Bất quá phải công nhận dung mạo của hai người sở yên nhiên và an ngữ thần thực sự xuất sắc, cố minh kiện vừa ngồi xem, vừa uống rượu, thì thoảng ánh mắt vẫn liếc sang chỗ hai người. Hứa ra dũng ngồi phía trên quan sát hết được những điều đó, khóe môi không khỏi lộ ra chút cười cười, hắn vẫy vẫy tay với Viên Lập Ba, sau đó nói khẽ điều gì đó với Viên Lập Ba. Viên Lập Ba đầu tiên là kinh ngạc mở to con mắt, sau đó cười gật đầu. Sở Yên Nhiên cảm giác được ánh mắt của Cố Minh Kiện không khỏi có chút khó chịu, nàng nhìn lại đồng hồ một chút, hiện đã là 9 giờ mà vẫn chưa thấy Trương Dương từ công trường trở về, nàng nói với An Ngữ Thần, chúng ta vào phòng ăn chờ hắn đi. An Ngữ Thần đang uống nói, ở bên ngoài nghe nhạc một chút cũng tốt chứ sao? đi vào trong phòng ăn ngồi buồn chết. Vừa nói xong thì nàng lại để ý thấy ánh mắt cố minh kiện. Có chút khó chịu an ngữ thần lập tức chừng mắt nhìn hắn, hướng cố minh kiện mà giơ ngón tay giữa lên. Cố minh kiện bật cười, hắn thấp giọng lầm bầm, có tính cách, ta thích. Cố minh kiện đứng dậy đi vào toilet đi tiểu, vừa vào toilet thì bất thình lình từ phía sau có kẻ xông tới chùm bao tải lên người hắn. Cố minh kiện còn chưa có kịp phản ứng đã bị đẩy ngã ra mặt đất, sau đó bị gậy đập liên tiếp liên tiếp hắn kêu thảm thiết không ngớt, lúc này một thanh âm lạnh lùng nói, cho người biết thế nào là khổ, cư nhiên dám chọc vào tàu tử ta. Cố Minh Kiện bị trùm bao tải quá nửa người, cái gì cũng không trông thấy, chỉ có biết rên gì kêu la. Sở yên nhiên ngồi đây đã chán ghét những ánh mắt xung quanh, nàng nhẹ giọng nói tiểu yêu, đi thôi. Sở yên nhiên vừa đứng lên thì thấy một gã đại hán trong tay đang cầm một xô nước bẩn đang chạy tới hướng an ngữ thần chạy tới. Sở yên nhiên vội kêu lên một tiếng, An ngữ thần cũng lắc mình một cái thoát khỏi tập kích của đối phương, cả cái khu bàn đó thành một mớ hỗn độn. Tên kia chỉ thẳng vào mặt sở yên nhiên mắng, xú kỹ nữ. Cấp cho mặt mũi còn không biết xấu hổ à. Sau lưng hắn lập tức có hơn 10 tên tiến tới bao vây xung quanh an ngữ thần và sở yên nhiên. An ngữ thần và sở yên nhiên đều không thuộc loại nữ nhân nhu nhược mềm yếu, công phu an ngữ thần thì không cần phải bàn, lần trước một mình nàng đánh hạ hai chục thanh niên ở thôn thanh hạ oai phong chẳng kém trương đại quan nhân là mấy, sở yên nhiên cũng có học quá một ít đài quyền đạo. Bất quá đám côn đồ này tay đều là cầm thiết côn cả. Bảo an của hoàng gia nghe thấy tiếng hét đã vội chạy cả vào trong toilet. Đối với tình huống phát sinh trong phòng khách vừa xảy ra còn chưa kịp chạy tới. An ngữ thần chụp một cái ghế lên đỡ đòn một cây thiết côn đánh xuống, tung một cước vào tiểu phúc tên đó, tên kia lập tức hụp ngay xuống đất. Sở Yên Nhiên thấy bốn gã lưu manh hung thần ác sát hướng côn lao về phía mình, sợ hãi mà hét lên chạy lên phía sân khấu. Nàng mặc dù có chút võ thuật nhưng cũng chưa tới cái mức tay không đoạt đao nên vội né tranh tìm cách gọi điện cho Trương Dương. Lúc này Trương Dương đã đi đến cổng đại môn hoàng gia, thấy điện thoại đổ chuông hắn nhìn lại một chút thì ra là Sở Yên Nhiên gọi tới. Hắn lắc đầu cười nhưng cũng không có nghe máy mà vẫn tiếp tục bước đi vào trong, trong lúc đó điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông. Trương Dương đành phải nghe máy, uy, ta tới cửa rồi. Từ điện thoại truyền đến thanh âm thất thanh của sở yên nhiên, mau tới, có người tập kích chúng ta. Hai mắt Trương Dương trợn tròn, cúp điện thoại xong lập tức chạy vào, dưới ngọn đèn mờ mờ một kẻ sông lên muốn ngăn cản Trương Dương lập tức bị hắn cho một quyền gục tại chỗ. Trên sân khấu, sở yên nhiên vẫn đang vừa chạy vừa núp phía sau những chướng ngại vật, bốn gã kia vẫn bám đuổi theo không ngừng, phía dưới thì an ngữ thần vẫn đang vất vả chống trả sự vây công của những gã còn lại. Trương Dương thấy tình cảnh trước mặt, trong lòng nộ hỏa trùng thiên, hắn xài bước chạy tới. Chạy tới đoạn còn cách sân khấu chừng ba thước, Trương Đại Quan Nhân đạp chân lên bàn tung người nhảy lên thẳng trên phía sân khấu. Thân thể giữa không trung lao tới như hùng ưng xà xuống, một cước đá trúng cắm tên đang ở gần sợ yên nhiên nhất. Dưới sự tức giận của Trương Đại Quan Nhân, một cước xuất ra há một kẻ bình thường có thể chịu đựng nổi tên lưu manh bị ăn đòn bay cả người về phía sau và sập cả cái cột trống phía sau sân khấu rồi lăn lông lốc trên mặt đất, bụi bay mù mịt. Ba gã còn lại thấy khí thế trương đại quan nhân như thiên thần dáng thế, sợ so tới hồn phi phách tán, vội ném thiết côn trong tay, bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Trương Dương nhặt một cái thiết côn lên đáp chúng lên một tên, tên này hét lên đau đớn một tiếng, ngã gục úp mặt xuống đất. Mấy tên vây công an nữ thần thấy tình thế không ổn cũng vội buông vũ khí bỏ chạy. Trương Dương không thể đuổi kịp cả đám một lúc nên đành bỏ qua, hắn đi tới chỗ sở yên nhiên thân thiết hỏi, yên nhiên, người không sao chứ? Sở yên nhiên gật đầu, lao tới ôm chầm lấy hắn, có phần ủy khuất mà khóc nức nở lên. Dù sao kể cả một nữ nhân kiên cường đứng trước người mình yêu tự nhiên cũng sẽ yếu đuối đi nhiều. An ngữ thần lúc này mới hạ gục một tên bỏ chạy gần nhất, quay ra nhìn thấy sở yên nhiên và Trương Dương đang đứng trên sân khâu, trong lòng không khỏi sinh ra một chút tư bị phức tạp khôn tả. Trương Dương nhìn nàng cười, không có việc gì chứ. Ăn ngữ thần kiêu ngạo vinh mặt lên, tiện tay tung cái thiết khôn về phía Trương Dương. Lúc này cố minh kiện chật vật đi từ trong toilet đi ra bị ăn một trận đòn đau, dáng dấp hắn vô cùng chật vật, thế cho nên Trương Dương chưa có nhận ra hắn. Cố minh kiện thấy Trương Dương đứng ôm sở yên nhiên, cả người phẫn nộ gào lên, chỉ vào Trương Dương, chính là hắn, là hắn đánh ta. Trương Dương từ thanh âm này mới để ý tới cái tên như đầu heo, thật không ngờ cái cậu em vợ tiêu sái phong lưu lại ra cái dạng này, trong lòng thực sự là kinh ngạc tới cực điểm, không hiểu Cố Minh Kiện làm sao lại thành ra cái dạng này. Càng làm cho hắn khó hiểu chính là mình vừa mới đến, thế nào Cố Minh Kiện lại hét lên như thế. Trương Dương ý thức được ở đây nhất định có sự hiểu nhầm. Cố Minh Kiện vọt tới trước mặt Trương Dương, cái bộ dạng của hắn hiện tại có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Sở Yên Nhiên vội trốn ra đằng sau lưng Trương Dương. Cố Minh Kiện nghiên răng nghiến lợi nói, Trương Dương, người cũng dám sử dụng ám chiêu A. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hắn huy quyền đánh tới Trương Dương, Trương Dương nghiêng người né qua, dù sao với quan hệ của hắn và cố ra có chuyện gì cũng phải lưu cho Minh Kiện vài phần mặt mũi, Minh Kiện. Ngươi làm sao thế? Cố Minh Kiện lại tung một cước nhưng Trương Dương vẫn né được, hắn gào lên, cái loại người như ngươi, dám làm mà không dám nhận A. Hai lần công kích đều không động được vào một sợi lông của Trương Dương, hắn niên cuồng nhặt cái thiết côn lên vụt về phá Trương Dương. Trương Dương không khỏi có chút động nộ, trong khoảng thời gian vừa qua hắn đối với những hành vi của Cố Minh Kiện ít nhiều có phản cảm. Nếu như không phải là nể tình bắng hữu trước đây, không phải là nể quan hệ với Cố gia, đổi lại là kẻ khác thì Trương Dương nhất định đã cho hắn nếm mùi đau khổ. Trương Dương một tay túm chặt lại cái ống tuyết lạnh lùng nói, Cố Minh Kiện Ngươi thấy người khác nể ngươi thì ngươi tưởng người ta sợ ngươi sao? Tưởng ta không dám đánh ngươi à? Cố Minh Kiện nghiến răng nghiến lợi nói con mẹ nó. Ngươi thử xem. An ngữ thần thực sự là ngứa mắt với tên này, cống tới tung một cước trúng bụng Minh Kiện khiến hắn ngã lăn ra đất, vẻ mặt nàng đầy khinh bi, sư phụ. Dây dưa với loại phế thải này làm gì? Trương Dương nhìn cố Minh Kiện lăn lộn trên mặt đất có chút giở khóc giở cười, tiểu tử này thực sự là có phần xui xẻo quá mà. Hứa ra dũng ngồi trên tầng hai nhìn xuống, khóe miệng mỉm cười, hắn chậm rãi nhấc một ngụm rượu thấp giọng nói với viên lập ba viên tử nhìn thật là náo nhiệt a à. viên lập ba có chút hồ đồ hỏi cái tên bị đánh kia là ai công tử nhà bí thư tỉnh ủy viên lập ba nghe thấy thân thể cố minh kiện cả người ngây ngốc hẳn ra sống lưng hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh cả người không tự chủ được mà dùng mình một cái phải biết rằng đánh cố minh kiện chính là hắn an bài lão đồng học hứa ra dũng này cũng thật là âm hiểm chuyện này nếu bại lộ ra ngoài không chỉ bản thân hắn gặp chuyện mà ngay cả lão gia tử nhà hắn cũng liên lụy theo luôn. Hứa ra dũng nhìn ra viên lập ba có chút lo lắng liền vỗ vỗ vai hắn cười nói, đám người của ngươi kín miệng là được mà. Yên tâm, bọn chúng tuyệt sẽ không nói đâu. Viên lập ba nâng ly rượu lên uống một hơi cạn nuốt, trong lòng thực sự có chút phiền muộn, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã dính vào chuyện này. Tại một nơi như ba hoàng gia xảy ra ẩu đả thì cũng chẳng phải là việc đại sự gì, thế nhưng nạn nhân bị đánh là công tử nhà bí thư tỉnh ủy thì chuyện này lại trở nên cực kỳ nghiêm trọng thị trường tả viên chiêu biết chuyện lập tức nổi giận đùng đùng trong khoảng thời gian gần đây hắn và lý trường vũ cùng trương dương đối lập hoàn toàn hiện đang bị rơi vào thế hạ phong gặp phải chuyện như thế này không xả giận không được tả viên chiêu liền ném cái nàn đề này cho điền khánh long hắn biết điền khánh long và trương dương quan hệ không sai nhưng hiện tại là nhi tử của bí thư tỉnh ủy bị trương dương đánh lão điền ngươi phải chọn lựa mà thôi Cố Minh Kiện một mực khẳng định hắn bị Trương Dương đánh, hắn yêu cầu khám thương tích và đòi tống Trương Dương vào trại giam. Trương Dương mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn có chút thắc mắc thể nào Cố Minh Kiện lại bị đánh và cứ khẳng định là bị mình đánh. Cục trưởng Cục Cảnh sát Giang Thành Điền Khánh Long cũng cảm thấy chuyện này rất vướng chân vướng tay. Mặc dù hắn cho biết với bản tính của Trương Dương, có đánh người thì cũng chẳng có gì là lạ, nhưng điều khiến hắn thắc mắc là bằng vào quan hệ của Trương Dương với cố gia thì chuyện này có chút khó hiểu. Cố Minh Kiện kiên chỉ đòi nghiệm thương. Ăn ngữ thần và sở yên nhiên bây giờ mới biết cái tên tiểu tử khó chịu này là công tử của nhà bí thư tỉnh ủy. Qua điều tra sơ bộ, thì nguyên nhân sự tình bắt đầu từ việc Cố Minh Kiện mời rượu hai vị mỹ nữ này, hắn căn bản là chỉ muốn làm quen nói chuyện, nhưng không ngờ trong WC lại bị người khác đánh, đám người đó đã hiện bỏ đi hết cả. Cố Minh Kiện cho rằng những kẻ đó chính là do Trương Dương tìm tới về phần đám lưu manh kia chỉ là lần trước có xích mích với an ngữ thần tại Nhã Vân Hồ nên lần này tới đây đòi lại công đạo. Hai sự kiện này hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau. Trương Dương từ đầu tới cuối chưa hề xuất thủ với Cố Minh Kiệt, chỉ có chính nàng cho hắn ăn một cước, điều này thì mấy người ở đó đều có thể chứng minh. Nhưng Cố Minh Kiệt kiên quyết nói rằng chính Trương Dương đánh hắn, điều này thực sự có chút phiền phức. Điền Khánh Long kiến nghị hắn nói chuyện trực tiếp với Trương Dương nhưng Minh Kiệt kiên quyết từ chối. Trương Dương biết cố minh kiện kiên quyết làm như vậy, lạnh lùng nói cấp mặt mũi cho hắn mà hắn còn không biết điều. Hắn đã muốn thế thì theo hắn, Trương Dương cũng không dự định nói chuyện này cho cố giai đồng. Trong chuyện này thực sự là hắn chẳng có làm cái gì cả, cố minh kiện kia rõ ràng là cố tình gây sự. Điền Khánh Long thông cảm thở dài nhìn Trương Dương, Trương Dương, chuyện này ngươi nên cùng hắn nói chuyện một chút. Hiện tại hắn bị gãy mấy ngón tay, lại một mực khẳng định là ngươi, sợ rằng có chút phiền phức. Trương Dương khinh thường nói, loại chó điên. Điền Khánh Long nhẹ nhàng ho khan một chút nói, ngươi và tỷ tỷ của hắn quan hệ không phải là rất tốt hay sao? Có thể từ đó điều hòa chuyện này đi một chút. Trương Dương nhíu mày, điền cục, ngươi không phát giác ra chuyện này có chút kỳ quái sao? Cố Minh Kiện bên này ăn đó, An Ngữ Thần và Sở Yên Nhiên đằng này cũng bị công kích, chuyện này chắc chắn là có kẻ đứng đẳng sau giật dây. Cố Minh Kiện đúng là không có đầu óc, chịu đòn là đáng đời. Điền Khánh Long bật cười ha hả, chúng ta bắt được bốn tên, vẫn đang giam trong xe thùng, lát nữa thẩm vấn rõ ràng sẽ biết thôi. Trương Dương nói, để ta nói chuyện với bọn chúng có được không? Điền Khánh Long do dự một chút rồi gật đầu nói, ta nghĩ chuyện này ngươi nên sớm giải quyết một chút, nếu không thì sẽ phiền phức lắm. Bốn gã tham gia vây công an nữ thần thấy Trương Dương bước vào trong xe không khỏi cả kinh, sợ nhất chính là cái tên bị một cước của Trương Dương trúng cầm, bây giờ vẫn còn đang chảy máu trương dương vươn tay cho một tên gần nhất một cái tát như trời giáng ba tên còn lại thất thanh kêu lên bởi vì điền khánh long đã có nói trước nên đám cảnh sát bên ngoài coi như chẳng nghe thấy gì trương dương bị đám này kêu tới nhúc cả đầu đưa tay điểm huyệt một loạt cho bọn chúng ngậm miệng lại suốt trong bao ra ra một cây ngân châm nói ai phái các ngươi tới ta đếm tới ba không nói thì chịu chết đi mới chỉ đếm tới hai một tên tiểu tử đã sợ nhún cả người vội lên tiếng cầu xin đừng đều là tào cường bảo chúng ta tới hắn ở đâu bể bơi hồng tường coi như là ngươi thức thời trương dương vỗ vỗ lên mặt hắn sau đó giải khai huyệt đạo cho mấy người khác cười lạnh nói quên nói cho các ngươi lần này nhất định phải trừng phạt các ngươi thật đích đáng ta ghét nhất là đám lưu manh tự cho mình là nhất như các ngươi không giáo dục thì các ngươi không biết lợi biết hại trương dương lần này thực sự là rất tức giận đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua đơn giản hắn nhất định sẽ lôi cái tên đúng đằng sau vụ này ra. Chuyện tối nay nhất định là có kẻ chủ mưu, có người muốn lợi dụng chuyện này để kích khởi mâu thuẫn giữa hắn và cố minh kiện, mà cái tên ngu xuẩn minh kiện kia cư nhiên bị lừa. Đưa sở yên nhiên và an ngữ thần về khách sạn xong, Trương Dương đi thẳng tới bể bơi hồng tường. Bể này nằm ở phía bắc Giang Thành, gần khu vực nhà máy thép. Một tên gọi là Tào Cường nhận thầu ở đây từ năm ngoái, ở khu bắc Giang Thành này, Tào Cường cũng là một nhân vật có tiếng tam thường được người trong giang hồ gọi là cậu kiểm, mặt chó hắn và viên lập ba quan hệ không sai. Viên lập ba thường xuyên nhờ tới hắn để giải quyết phiền phức, mà trên phương diện sinh ý, viên lập ba cũng chiếu cố cho hắn không ít. Tào Cường thích tập thể hình, cạnh phòng tắm hắn có mở thêm một gian phòng tập thể hình chừng khoảng gần 100 mét vuông, lúc này đang cùng với hơn chục tên đồng bọn tập luyện tại đây. Trương Dương quần áo chỉnh tể bước vào nhìn trong phòng có hơn chục tráng hắn cao to lực lưỡng, hắn tủm tỉm cười ai là tào cường mặt chó một tên cao to lực lưỡng chặn trước mặt trương dương con mẹ nó mày là thằng nào đến tìm đòn à trương dương nhìn đối phương ngay trước mặt tên này phải cao khoảng tầm 1 m chín tức là hơn hắn gần nửa cái đầu cơ bắp trên người phải nói là cuồn cuộn hắn nhìn trương dương cười khinh sao hả thằng mố kia muốn ăn đòn phải không vừa nói dứt câu thì hắn bị một trưởng bổ chúng gáy lập tức cả thân thể mềm nhũn đổ xuống hơn 10 tên kia thấy thế đều có chút cả kinh, Trương Dương sau khi hạ gục tên đầu tiên thì vẫn ung dung tiến về phía trước. Một tên vơ lấy một thanh thiết côn gần nhất tiến lên đánh về phía Trương Dương. Trương Dương giơ một tay lên túm chặt lấy cái côn, tên kia cố sức rằng ra nhưng cây thiết côn không hề suy chuyển một chút nào. Bỗng Trương Dương đẩy mạnh một cái, cây thiết côn tuột khỏi tay tên tiểu tử kia đâm mạnh vào ngực hắn khiến hắn văng người ngã về phía sau, Trương Dương ném cây thiết công xuống đất và tiếp tục bước tới lúc này tên tiểu từ đang ngã dưới mặt đất cố vùng dậy túm chân trương dương để cho đám đồng bọn sông lên lợi dụng lợi thế trương dương nhấc chân đạp cho hắn một cước một gã định tiến lên đánh lén từ phía sau thì bị một quét chân ngã chổng vó trên mặt đất trương dương nhấc tay nhấc chân một cái đã hạ gục ba tên đám còn lại thấy tình hình như thế còn kẻ nào dám hung hăng lao lên trước ánh mắt trương dương nhìn vào một tên có cái mũi to miệng dày lại toàn răng chó thực sự là trông giống cái mặt chó không khỏi bật cười, ngươi là Tào Cường mặt chó. Tào Cường thấy Trương Dương nhận ra hắn, xoay người bỏ chạy ra hướng cửa sau, Trương Dương há có thể để hắn dễ dàng đào tẩu như thế, tiện tay nhật một miếng tạ sắt ném theo, Trương Dương khống chế lực đạo và độ chuẩn xác rất tốt, chứ nếu không cục tạ sắt đó đập vào đầu thì án mạng như chơi. Trương Dương tuy rằng tức giận nhưng còn chưa đến nỗi muốn giết người. Miệng tạ bay trúng mồm Tào Cường khiến hắn ngã gục xuống đất. Còn chưa kịp đứng dậy thì Trương Dương đã đi tới bên hắn, một tay nắm lấy cổ chân hắn nhấc ngược hắn lên, "Sự tình ở hoàng gia là ngươi làm phải không?" Biểu hiện của Tào Cường rất ngang ngạnh, "Ta làm đó thì sao? Một người làm một người chịu, có gan thì giết ta đi." Trương Dương cười cười vứt hắn xuống đất, lấy một cái lọ hoa bằng sứ đặt lên trên bàn tay hắn, sau đó một cước giẫm nát lọ hoa. Bàn tay Tào Cường bị đau đớn lại vừa bị những mảnh vỡ kia găm đầy tay. Hắn đau đớn gào lên thảm thiết toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh, Trương Dương lúc này nhấc bàn chân lên, cười đầy nham hiểm, giết người làm gì? Ta không muốn làm kẻ giết người, với lại giết người thì tiện nghi cho người quá rồi, tính tình ta thích hành hạ kẻ khác đau đớn sống không được chết không xong thôi. Âm điệu âm trầm lạnh nhạt của Trương Dương cộng hành động vừa rồi khiến cho Tào Cường cực kỳ sợ hãi. Trương Dương nhẹ nhàng điểm một huyệt ở thắt lưng hắn, cả thân thể Tào Cường cảm giác như ngàn vạn con côn trùng cắn xé thiêu đốt, hắn đau đớn quằn gấp nhiều lần lúc này, khuôn mặt chuyển từ đỏ gai sang trắng bệch. Trương Dương cười nói, vui vẻ mà thưởng thức đi, chưa hết đâu, hắn tiếp tục rút từ trong người ra một cây châm, vạch tay áo Tào Cường ra rồi chuẩn bị đâm cây châm vào mạch môn. Tào Cường nhìn cây châm sắp đâm vào tay mình, mặc dù đang đau đớn cùng cực, nhưng hắn vẫn cố gắng thều thào, đừng. Trương Dương lạnh lùng cười, cây châm này tiến vào mạch máu, nó sẽ theo mạch máu chảy về tim một cách từ từ, chậm rãi, đớn đau tới lúc cây kim đâm vào tim thì sao nhỉ hắc hắc cái con mẹ nó người thật có phúc khí a tào cường run rẩy ta nói ta nói là viên lập ba nhờ ta ta cũng không biết nguyên nhân không quan hệ gì tới ta viên lập ba là ai trương dương không hề có một chút ấn tượng nào với cái tên này hình như hắn cũng chưa từng quen hay đắc tội với một ai như thế cha hắn là phó thị trưởng giang thành viên thành tích trương dương nhíu mày viên thành tích thì đương nhiên hắn biết đó là phó thị trưởng phụ trách quản lý công tác về sản xuất nông nghiệp. Hắn và viên thành thích cũng không có giao tế gì, chuyện này thực sự là có phần mơ hồ. Đại 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 ca, cầu xin ngươi, tha cho ta đi. Tào Cường đang cực kỳ đau đớn, lại nghĩ đến cái kim kia mà chạy trong mạch máu mình thì quả thật sống không bằng chết. Đám các ngươi mà cũng dám tự xưng là xã hội đen à? Thật mất mặt quá đi. Nói xong Trương Dương liền đứng dậy ly khai khỏi chỗ này. Tào Cường lúc này mới run rẩy đứng lên. Một tên đàn em của hắn chạy tới tay sờ lên mạch môn trên cánh tay Tào Cường nói, đại ca, hình như cái kim vẫn ở trong tay người A. chương 152, siềng tay kiêu ngạo. Trương Dương theo thời gian trong quan trường tuy rằng tu vi tăng lên không ít, thế nhưng hắn vô pháp có thể học được cái thói ẩn nhẫn của kẻ quan trường, nhất là cái lúc hắn tìm được ra kẻ cố tình chơi mình thì hắn tuyệt đối không buông tha cho kẻ đó. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương mang theo hơn hai chục công nhân tới đại môn công ty vận tải xương cát. Hơn chục chiếc xe tải của công ty đang đậu trước đại môn, phụ trách chỗ này là một kẻ tên gọi Tống Nhật Đông, nguyên tưởng rằng là sở giao thông thành phố tới hỏi hắn, nhưng hỏi lại thì ra là sở du lịch, hắn liền không khỏi cảm thấy bực mình, bởi vì chỗ này là công ty của công tử nhà phó thị trưởng nên bình thường rất ít cơ quan chấp pháp tới hỏi. Thế nào hôm nay cục du lịch lại hỏi tới cửa không biết là cái việc gì? tống nhật đông vừa nhìn đã nhận thấy trương dương đích thị là người đứng đầu trong đám này hắn đi tới móc bao thuốc lá ra mời đại ca hút một điếu trương dương lạnh nhạt nói miễn đi công ty vận chuyển này là của ngươi hả tống nhật đông lắc đầu cười nói viên lập ba nói xong hắn nhỏ giọng bồi thân một câu nữa là nhi tử của phó thị trưởng tả viên chiêu trương dương gật đầu nói a vậy là đúng rồi tống nhật đông không hiểu hắn kêu đúng rồi cái gì trương dương phất phất tay nói các ngươi nghe cho rõ đây không để mấy chiếc xe tải này rời khỏi đây công ty vận tải cát xương này tồn tại rất nhiều vấn đề ngoặc kép tống nhật đông có chút nổi giận cái thằng nhãi kia đã biết đây là công ty của công tử nhà phó thị trưởng mà còn dám làm như thế chính là không để viên lập ba vào mắt không coi viên thành thích ra cái gì cả đám này hắn là muốn gây chuyện gì đây tống nhật đông mỉm cười nói đại ca hình như công ty vận chuyển của chúng ta không có liên quan gì tới sở du lịch a à? trương dương liếc nhìn tống nhật đông người làm gì ở đây có tư cách nói chuyện không ta là quản lý ở đây được ta hoài nghi công ty vận chuyển các người trộm văn vật quốc gia lợi dụng cái mắc vận chuyển hàng hóa để tiến hành vận chuyển tiêu thụ người phụ trách ở đây hả đợi một chút nữa cục công an tới đây đừng có đi đâu tống nhật đông vừa nghe mấy lời này trong lòng không khỏi nao nao cái con mẹ nó chuyện này là thế nào? Trộm văn vật quốc gia, cái tội danh này không nhẹ một chút nào a. À. hắn hiểu viên lập ba, thường ngày hắn cũng có buôn lậu kiếm một chút sinh ý, nhưng chưa từng phạm vào cái chuyện như thế này bao giờ. Bất quá hắn cũng chỉ là một kẻ làm thuê, biết đâu lại có những việc mà viên lập ba không nói cho hắn. Tống Nhật Đông cuống quýt nói, ta chỉ là người làm thuê, ta không biết gì hết. Để ta gọi điện cho lão bản. Hắn hoang mang lo lắng chạy đến phòng làm việc gọi điện cho viên lập ba. Viên lập ba lúc này vẫn còn đang ngủ, nghe được Tống Nhật Đông báo hắn cũng không khỏi ngơ ngác, sở du lịch tới kiểm tra công ty vận chuyển của hắn vì nghi ngờ buôn lậu văn vật quốc gia. Ta kháo, chuyện này rốt cuộc là thế nào chứ? Tối qua Trương Dương một mình tới bể hồng tường dẹp loạn, Tào Cường thật sự không dám nói chuyện này cho viên lập ba, nếu viên lập ba biết bị hắn bán đứng, có tha cho hắn mới là lạ. Cho nên tới tận bây giờ viên lập ba vẫn chưa biết chuyện này, Tự nhiên là vẫn yên tâm chẳng có chuẩn bị gì. Viên Lập Ba hỏi rõ ràng ra được kẻ đến là Trương Dương, lập tức đoán được chuyện tối qua nhất định bị Trương Dương nắm được điều gì. Tuy rằng đã có kiến thức về khả năng đon đả độc tấu của Trương Dương hắn, nhưng Viên Lập Ba cũng không có sợ, bây giờ là xã hội pháp trị, làm việc phải có lý lẽ chứng cứ. Viên Lập Ba trước khi ra khỏi nhà gọi điện cho đại ca hắn Viên Lập Cương hiện đang là phó đội trưởng đội cơ động nghe được có người tới công ty vận chuyển của đệ đệ gây sự, viên lập cương lập tức xuất lĩnh đội đi tới. Viên lập ba chạy tới sân công ty vận chuyển của hắn thì đã thấy Trương Dương chỉ huy công nhân kiểm tra lục soát đám xe tải. Tống Nhật Đông trông thấy hắn thì cuống quyết chạy tới kêu khổ, sở du lịch tìm đến nói rằng nghi ngờ chúng ta ăn cắp văn vật quốc gia, nên kiểm tra xe vạn tải của chúng ta. Viên lập ba hừ lạnh một tiếng, hắn đi tới chỗ Trương Dương lên tiếng chào Trương trưởng phòng, Trương Dương ngay cả liếc mắt nhìn sang cũng không thèm, chỉ huy đám dân công nói: đem tất cả biển số của những xe này kiểm tra một lần giấy phép thông hành các loại, xem xem có đầy đủ giấy tờ thủ tục không. Xem cái bộ dạng hắn chỉ huy cực kỳ là giống cán bộ sở giao thông công chính. Viên lập ba không nhịn được châm chọc, Trương trưởng phòng lúc nào đã được tới sở giao thông thế? Trương Dương quay sang nói: Tống quản lý, mở toàn bộ container, chúng ta muốn kiểm tra. Tống Nhật Đông vội nhìn sang viên lập ba cầu cứu. Viên lập ba bị cái thái độ của Trương Dương làm cho tức giật, hắn cả tiếng nói, người có vấn đề gì thì nói với ta, ta là lão bản ở đây. Trương Dương lúc này mới nheo mắt lại quan sát viên lập ba, vậy ngươi là lão bản à? Mở container ra đi, ngoặc kép. Ngươi là ai? Cho rằng ngươi là cảnh sát hay người của sở giao thông? Có lệnh khám xét không? Trương Dương tủm tỉm cười, ta là sở du lịch sở du lịch thì có quyền quản công ty vận chuyển sao? Người tưởng làm quan thì muốn làm gì thì làm à? Viên lập ba kiêu ngạo nói. Trương Dương tươi cười đi đến một chiếc xe tải, rốt cuộc vẫn là không chịu hợp tác. Các ngươi lập tức dừng lại, ta nói cho các ngươi biết, kẻ nào dám ta liền báo cảnh sát. Viên lập ba giận dữ hét lên. Trương Dương cười nói tốt, có cần ta đưa điện thoại cho không? Trương Dương tiếp một cây thiết côn từ tay một gã công nhân, trực tiếp áp sát vào cái container, hưa côn lên một cái, một tiếng kim loại va chạm nhau chói tai vang lên, cái khóa container vỡ đoạn. Viên lập ba thấy hắn như vậy cũng không kiềm chế được cơn tức, tiến lên chỗ Trương Dương. Còn chưa kịp xuất thủ đã bị cái côn trong tay Trương Dương xoay ngược lại một đòn trúng ngực, hắn thất tha thất thểu đau đớn ôm ngực lui lại mấy bước. Trương Dương lập tức giật cửa container ra, bên trong container toàn là máy móc linh kiện khai thác mỏ. Trương Dương tấm tắc nói, linh kiện A, vậy là không phải xe rồi. Trương Dương nói tiếp với đám công nhân, đem toàn bộ những container này bở hết ra. Trách nhiệm một mình ta gánh. Đám công nhân nghe thấy vậy lập tức hùng hổ thực hiện, cả hiện trường thành một mảnh hỗn loạn, viên lập ba mặc dù tức tối nhưng đành nhịn, trong tâm thầm nói đợi đại ca ta tới sẽ thu thập các ngươi. Hơn 10 chiếc container bị mở ra, Trương Dương đi nhìn từng cái một. Trong đó có một chiếc container bên trong chứa một phần của cái gồm nước cũ, Trương Dương cười lạnh gõ gõ cây côn lên cửa chiếc container này, người A. Cư nhiên dám trộm văn vật quốc gia, viên lập ba bị hắn làm cho hồ đồ, chỉ thấy bên trong có mấy cái bánh xe gỗ với viên đá gì gì, lẽ nào đó là văn vật là Trương Dương nói. Trương Dương xuất ra máy ảnh chụp lại. Viên lập ba gào lên, con mẹ nó ngươi vu hãm ta. Viên lập ba còn chưa nói xong đã bị Trương Dương cho một cái tát đau điếng. Trương Dương nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, đã ăn cắp văn vật quốc gia lại còn nói năng thô tục. Viên lập ba bị hắn đánh rất đau, nhưng lập lức gào lên định lao đến liều mạng nhưng căn bản chỉ là châu chấu đá xe, Trương Dương một cước đạp hắn ngã lăn ra đất, tới sư phụ của hắn còn chưa là đối thủ của Trương Đại Quan Nhân thì cỡ như hắn có là gì. Lúc này tiếng còi xe cảnh sát đã hú lên, gần chục chiếc xe cảnh sát chạy vào trong sân công ty, đám cảnh sát tiến hành không chế hiện trường đang hỗn loạn, viên lập cương tiến lại chỗ Trương Dương và viên lập ba đang rằng co viên lập cương một thân cảnh phục uy nghiêm lẫm lẫm hắn nhìn thẳng trương dương nói chuyện gì xảy ra ở đây sở du lịch các người tới đây làm loạn à trương dương cũng không biết người đứng trước mặt này là đại ca của viên lập ba hẳn chỉ chỉ vào chiếc container nói ta là trưởng phòng khai thác du lịch thuộc sở du lịch giang thành hiện tại phụ trách công trình cổ trường thành tối qua khí tài tại công trường bị mất trộm một số lượng không nhỏ hiện tại có người báo công ty xương cắt vận chuyển văn vật bị mất cắp nên tới đây để ngăn cản Viên Lập Cương nhìn kỹ Trương Dương một lượt, đối với cái tên này hắn đã không ít lần nghe tiếng, ngày hôm nay rốt cuộc cũng được gặp mặt. Viên Lập Ba nhìn mấy viên gạch mà hoang mang, hắn căn bản chả biết gì về mấy vị thứ này tại sao lại có trên xe của hắn, bất quá có đại ca là chỗ dựa, tự nhiên cũng bớt lo lắng đi, cả tiếng nói ta căn bản không biết mấy cái này, mấy viên gạch cái gì mà văn vật chứ. Viên Lập Cương lặng yên liếc mắt nhìn Đệ Đệ, đệ đệ của hắn hẳn là không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Tuy rằng chi là mấy viên gạch cùng bánh xe gỗ cũ nát, nhưng nó là trong công trình cổ trường thành đang được bảo hộ. Nói như vậy thì mấy cái thứ kia là văn vật cũng không quá đáng, huống chi trước đó vài ngày vì vụ án xá lợi Phật cho nên hiện tại tất cả mọi việc liên quan tới văn vật đều rất rõ ràng và nghiêm cấm. Trương Dương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, Viên Lập Cương thậm chí không loại trừ khả năng là hắn vu oan cho đệ đệ mình. Hắn lạnh lùng nói, chuyện này giao cho ta xử lý sở du lịch của các ngươi có vẻ tự cho mình nhiều quyền hạn qua đó ngoặc kép trương dương cười nói xin hỏi đại danh vị cảnh quan này viên lập cương do dự một chút rồi đáp viên lập cương trương dương nhíu mày lập tức liên tưởng đến tên viên lập ba kia thảo nào mà nhìn hai người quanh con nửa ngày thì ra là huynh đệ với nhau trương dương lắc đầu nói chuyện này thật sự là không thể giao cho các ngươi được hai người các ngươi là huynh đệ ta biết là trong ngành công an có quy định không tiếp thụ các vụ liên quan đến người thân a viên lập cương cả giận nói ta mong muốn ngươi nên tự rõ ràng chức trách của ngươi một chút đừng nên cố tình gây sự mấy viên gạch cũ này thì nói rõ được cái vấn đề gì trương dương cười lạnh ngươi rõ ràng là muốn bao che hắn mà vài tên công nhân lại có phát hiện trương trưởng phòng có chiếc xe có vấn đề sắc mặt viên lập cương lập tức trở nên nghiêm trọng sự tình ngày hôm nay xem chừng nghiêm trọng nếu như không ngăn cản lại, xem chừng đệ đệ hắn sẽ rơi vào phiền phức lớn, viên lập ba quát bắt hết tất cả lại, mang về cục xét hỏi. Hơn hai chục tên cảnh sát bắt đầu tiến lại. Trương Dương đi tới chỗ chiếc xe mà đám công nhân vừa nói, bên trong đều là xe máy tay ga của hãng nào đó, người tinh minh lập tức nhìn ra đây là xe buôn lậu. Công ty vận chuyển xương cát trước giờ vẫn có hoạt động buôn lậu, tuy nhiên ỷ là công ty của công tử nhà phó thị trường nên chẳng ai hỏi đến, nên làm mọi việc rất hiên ngang nhưng thật không may cho hắn là hôm nay lại đụng phải trương đại quan nhân trương dương âm thầm mừng rỡ trong lòng xem ra lần này viên lập ba có nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch tội viên lập ba cũng đầu cố sống cố chết muốn ngăn cản trương dương kiểm tra container là vì trong đó có những chiếc chứa xe buôn lậu nhưng bây giờ đã bị phát hiện hắn có muốn cũng không thể che giấu được nữa trương dương tràn ngập đắc ý nhìn huynh đệ họ viên viên cảnh quan mong muốn như lời ngươi nói xử lý mọi chuyện theo lẽ công bằng viên lập ba cả tiếng nói những thứ này đều là ủy thác của đối tác không quan hệ tới ta ngươi căn bản rõ ràng là muốn vu hãm ta xe là của ngươi hàng hóa cũng của ngươi hôm nay ta xem xem ngươi giải thích sao nào viên lập cương giận dữ được rồi người hiện đang quấy dày người chấp pháp đó mang tất cả chúng đi hai gã cảnh sát đi tới chỗ trương dương trương dương nhìn ra rõ ràng Viên lập cương căn bản là muốn thiên vị cho đệ đệ hắn. Trương đại quan nhân cả tiếng, ta là cán bộ quốc gia, các ngươi có quyền động tới ta sao? Viên lập cương cũng nổi giận, người nghĩ mình là ai? Ta kháo, ta muốn xem xem là cục cảnh sát giang thành là cơ quan chấp pháp hay sở du lịch các ngươi nào? Hai gã cảnh sát rút súng ra, không khí lúc này trở lên cực kỳ căng thẳng. Cả đám công nhân thấy cảnh sát có vũ trang đầy đủ, nào có kẻ nào dám động đậy tất cả đều thành thành thật thật ngồi xổm cuống đất đưa tay lên đầu. Trương Dương thì chẳng một chút hoang mang, lúc này hắn cư nhiên rút một chiếc điện thoại ra gọi cho cổ kính ngôn, cổ cục trường, ta bị bắt rồi a, à, người tới sở cảnh sát bảo lãnh cho ta. Cúp máy bỏ điện thoại vào túi quần xong, Trương Dương tươi cười giơ hai tay ra, mặc cho viên lập cương tiến lên còng tay hắn, Trương Dương mỉm cười nói, ta nói viên cảnh quan, muốn đeo lên thì dễ nhưng tháo ra khó lắm a. À viên lập cương cũng không có ý thức được hàm nghĩa những lời này của Trương Dương. Hắn còn chưa có kịp giải Trương Dương lên xe, sở trưởng sở cảnh sát phân cục Hồ Thiết Phong đã gọi điện tới tiểu viên. Xảy ra cái chuyện gì thế? Nghe nói người phát sinh xung đột với các đồng chí sở du lịch. Chuyện không nên làm to, tận lực giải quyết hòa bình. Viên lập cương thấp giọng nói, bọn họ cản trở chấp pháp, xông vào công ty người khác, phá hoại tài sản cá nhân, nhiễu loạn nghiêm trọng trị an hồ thiết phong chính là đã nhận được điện thoại của cổ kính ngôn sau đó mới điện thoại cho viên lập cương viên lập cương mặc dù là thuộc hạ của hắn nhưng mà thường ngày tiểu tử này cậy thế là con trai của phó thị trưởng nên cực kỳ cuồng ngạo chẳng thèm coi hồ thiết phong ra gì hồ thiết phong nghe hắn nói vậy chắc là cũng nắm đủ chứng cử đạm nhiên nói mọi người đều là bạn cả có chuyện gì thì thương lượng một chút cho nhau một chút mặt mũi viên lập cương sau khi cúp máy mới áp giải trương dương lên xe Viên Lập Ba Nhân cơ hội này đi tới bên cạnh đại ca hắn nói, tên hỗn đại này rõ ràng là cố ý vu hãm ta. Tên này là một tên không ra gì, tối hôm qua hắn còn đánh công tử nhà bí thư tỉnh ủy Cố Minh Kiện. Viên Lập Cương minh bạch ý tứ của đệ đệ, chuyện Cố Minh Kiện tối qua bị đánh có thể nói là kinh động toàn Giang thành, Viên Lập Cương vốn không biết Trương Dương là thủ phạm chuyện này, hiện tại nắm rõ chuyện này thì càng thêm nắm chắc. Trương Dương nhà ngươi chỉ là một tên trưởng phòng quèn trong cái sở du lịch có năng lực gì mà uy hiếp người khác. Cư nhiên dám đánh cả nhi tử nhà Cố bí thư, hiện tại lại còn quậy phá công ty của đệ đệ, chuyện này hôm nay để ta xem ngươi làm sao. Mỗi người đều đã có cái gọi là tình cảm thân nhân, dám đánh nhi tử của bí thư tỉnh ủy, thử hỏi làm sao hắn có thể đối chọi lại với một thế lực như thế đây. Lúc Trương Dương bị áp lên xe cảnh sát, vừa lúc chiếc Jeep Bắc Kinh đỏ cũng chạy tới. Sáng nay hai nàng tới công trình cổ trường thành tìm hắn, nghe nói công trình bị mất trộm văn vật mà tình nghi công ty vận chuyển xương cát có liên quan nên Trương Dương chạy tới đó xem sao. Nghe nói vậy hai nàng cũng chạy tới xem náo nhiệt, không nghĩ ra tới nơi này lại thấy chàng diện Trương Dương bị cho lên xe cảnh sát. Sở yên nhiên đi tới trước mặt viên lập cương, người dựa vào cái gì mà bắt hắn. Hắn phạm tội gì, ăn ngữ thần cũng căm tức nói, ta xem các người kẻ nào dám bắt sư phụ ta. Trương Dương cười nói, hai người các ngươi chạy tới đây làm loạn làm gì. Người ta là cảnh sát, chọc giận vào sợ rằng lại liên lụy thêm đó hai người các ngươi cứ đi chơi đi chuyện công tác của ta không nên tham gia vào trong lòng thằng nhãi này sớm đã có chuẩn bị cho nên biểu hiện ra vẫn vui vẻ tươi cười sở yên nhiên cả giận bắt người phải có lệnh bắt phải có chứng cứ người dựa vào cái gì mà đòi bắt người người cho rằng người muốn làm gì thì làm sao viên lập cương cả giận nói hai người các ngươi đám cản trở người thi hành công vụ ta bắt các ngươi luôn an ngữ thần bật cười tốt ta đợi các ngươi a à. Trương Dương cười lạnh, ta nói viên cảnh quan, làm việc gì cũng đừng nên thái quá, viên lập ba tuy là đệ đệ ngươi, nhưng hắn ăn cắp văn vật quốc gia, lại còn buôn lậu, như thế đều là phạm tội không nhẹ. Huynh đệ tình thâm ta hiểu, nhưng thân làm cán bộ quốc gia, làm bất cứ chuyên gì ngươi cũng đều phải nghĩ tới lợi ích quốc gia. Viên lập cương lạnh lùng nói, không cần ngươi phải nhắc, có chuyện gì tới sở công an nói. An ngữ thần mỉa mai nói, sở công an thì sao? ngày hôm nay ta muốn nhìn xem thế nào gọi là cái công chính của ngươi. Lúc bọn họ nói chuyện, sở yên nhị yên đã chạy sang một bên rút điện thoại ra gọi. Trương Dương đúng là có chút giờ khóc giờ cười, việc này hắn đã lên kế hoạch rồi, thế nào cũng cho cả viên lập ba lẫn viên lập cương một vố. Cơ mà thật sự không thể ngờ ra an ngữ thần cùng sở yên nhiên lại tới đây, cả hai nàng đều nỗ lực giúp hắn không để cho hắn bị giải đi. Có an ngữ thần và sở yên nhiên đứng đó, đám công nhân kia cũng bắt đầu ồn ào, có kẻ lớn tiếng, cảnh sát cái gì mà không bắt kẻ buôn lậu mà lại bắt cán bộ quốc gia. Có người lại nói, cảnh phỉ một nhà, rắn chuột một ổ. Hiện trường càng ngày càng trở lên hỗn loạn. Viên Lập Cương lo lắng càng để lâu sự tình càng phiền phức, muốn nhanh chóng đưa Trương Dương đi, để thời gian cho đệ đệ mình xử lý. Nhưng An Ngữ Thần và Sở Yên Nhiên cùng đám công nhân kia lại vây xung quanh xe cảnh sát không chịu rời đi. Viên Lập Cương không thể nhịn được nữa, rút súng lục ra bắn chỉ thiên một cái khiến cho cả đám công nhân vội vàng im miệng ngồi thụp xuống cả. Trương Dương mỉa mai nói với viên lập cương, uy phong thật. Sát khí đằng đằng, người làm ta sợ quá. Viên lập cương giận dữ hết, tất cả mau tránh ra, kẻ nào dám cản trở người thi hành công vụ ta lập tức bắt lại. Trong đôi mắt đẹp của sở yên nhiên lóe lên một chút hàn quang, người có lệnh bắt không? Có chứng cứ không? Không có thì đừng hòng đưa hắn đi. Viên lập cương cười lạnh nói, tiểu nha đầu, đừng có ngông cuồng như thế. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng xe jeep quân dụng và những chiếc xe tải chở lính. Từ đó có thể nhìn ra đó là xe của quân đội tới. Một gã quan quân từ trên chiếc xe jeep đi đầu bước xuống, theo sau đó là khoảng 4 năm chục gã binh sĩ nhảy xuống, lập tức xếp thành đội ngũ, súng đạn chĩa nòng nhắm về hướng tràng diện bên trong. Viên lập cương sửng sốt, đây là đóng phim sao? Loại trang diện này bình thường cũng xuất hiện sao?" Viên quan quân kia lạnh lùng hỏi, "Vừa rồi là ai nổ súng?" Sở Yên Nhiên và An Ngữ Thần đồng thời chỉ về phía Viên Lập Cương, "Là hắn." Viên Lập Cương có chút hơi sửng sốt, "Việc hôm nay thực sự là kỳ quặc, bất quá hắn cũng không phải kẻ ngu si, vừa rồi có trông thấy Sở Yên Nhiên gọi điện đi đâu đó, cái này chắc là có liên quan tới nàng ta." Viên Lập Cương tiến tới chào hỏi, "Xin chào, ta là đội phó đội hình cảnh phân khu này." hiện đang chấp hành nhiệm vụ viên quan quân kia lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn không nói câu gì đi tới chỗ sở yên nhiên nhẹ giọng yên nhiên là ai buôn lậu sở yên nhiên chỉ chiếc xe chở container đằng kia an ngữ thần thì đúng là người chỉ sợ thiên hạ không loạn thấy tràng diện càng lúc càng lớn thì lại càng hưng phấn nàng đi tới bên cạnh sở yên nhiên nói các người tới thật là đúng lúc a à. đám bọn họ cảnh phỉ một hội cấu kết với nhau buôn lậu a à. Viên lập cương giờ khóc giờ cười nói, đây là án hình sự địa phương, cùng với quân đội có liên quan gì a? À? Viên quan quân kia nhếch mép, cười trả lời, nơi này là lãnh thổ nước Cộng hòa Trung Hoa, chỉ cần có bất kỳ sự ảnh hưởng nào tới lợi ích quốc gia thì chúng ta có trách nhiệm bảo vệ. Hiện tất cả mọi người ở đây giữ nguyên vị trí, trước khi mọi chuyện rõ ràng không một ai được phép ly khai. Hắn dừng lại một chút rồi nói, ta là thiếu tá quách trí hàng phụ trách tiểu quân khu Giang Thành. Viên lập cương sửng sốt, cái tên quách trí hàng chẳng nhẽ hắn lại không biết hắn là nhi tử của ủy viên bộ tư lệnh quân khu quách lượng tuy rằng nói chính phủ và quân đội không can thiệp vào chuyện trong hệ thống của nhau thế nhưng khi có việc khẩn cấp thì chuyện này cũng không có gì là lạ hai bên có quan hệ tương tác lẫn nhau là điều dễ hiểu sở yên nhiên kia có thể một cuộc điện thoại điều đến một thiếu tá tiểu khu chứng tỏ địa vị của nàng ta cao ngoài sức tưởng tượng của hắn xem chừng chuyện ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài khống chế của hắn rồi hắn trước hết là nghĩ tới chuyện chiếc container buôn lậu, để để hắn làm ăn buôn lậu hắn cũng biết một thời gian, cũng từng nhắc nhở qua, thế nhưng ỉ lại vào thế lực gia đình cùng lợi nhuận lớn nên hắn cứ liều, ngày hôm nay e rằng là không được rồi. Trợ thủ viên lập cương là đường vĩ nhìn tình thế, thấp giọng nhắc nhở hắn một chút, xem có nên điện cho lý cục một chút hay không. Viên lập cương gật đầu bảo đường vĩ điện cho lý cục, sau đó chính mình điện cho phụ thân một chút. Bình thường thì mấy chuyện không hay ho này con cái chẳng bao giờ muốn cha mẹ biết, nhưng khi sự tình nháo đại tới mức không thể tự giải quyết được thì chẳng còn cách nào khác ngoài các đó cả. Lúc Viên Lập Cương gọi điện, Phó thị trưởng Viên Thành Tích đang chủ trì một hội nghị về phát triển nông nghiệp, nghe Viên Lập Cương nói qua sự tình, hắn vội vội vàng vàng nói qua loa vài câu xong kết thúc cuộc họp luôn. Viên Thành Tích nghĩ đến Điền Khánh Long, quân đội và cảnh sát trước giờ vẫn luôn đối chọi lẫn nhau, sự tình này hắn là hắn có thể đứng ra Viên Thành thích liền gọi điện cho Điền Khánh Long, Điền Khánh Long nghe xong thầm chửi trong bụng. Cái con mẹ nó, không biết là cái chuyện gì mà lằng nhằng thế không biết. Thực sự mà nói thì trong thường ủy giang thành thời gian gần đây hắn là người tối phiền muộn nhất, không biết bao nhiêu án cứ đổ lên trách nhiệm của hắn. Hiện tại cảnh sát và quân đội lại có chút răng co. Điền Khánh Long và Viên Thành thích quan hệ không sâu, bất quá vì thân phận nên bình thường biểu hiện ra vẫn rất khách khí. Viên Thành Tích nói, đồng chí Khánh Long, công ty vận chuyển xương cắt là công ty của con trai A, hôm nay sinh ra một chút phiền phức, chuyện này ta không thích hợp đứng ra, người xem xem có phải hay không. Ý tứ của hắn là rất rõ ràng muốn Điền Khánh Long đứng ra giải quyết chuyện này hộ. Điền Khánh Long từ lâu đã rõ chuyện này, sự tình có liên quan tới thủ hạ của hắn thì hắn không muốn đứng ra cũng không xong, nếu đã đứng ra thì đơn giản là làm một cái nhân tình. Điền Khánh Long sảng khoái cười đáp ứng, viên phó thị trưởng yên tâm, ta sẽ cố gắng. Điền Khánh Long cúp máy xuống thì lập tức điện cho Trương Dương. Hắn đương nhiên biết Trương Dương có liên quan trong chuyện này, lòng thầm mắng tiểu tử kia thật sự là không ra gì, bộ hắn định nháo loạn cái giang thành này lên mới cam tâm sao. Càng khiến cho Điền Khánh Long căm tức chính là Trương Dương lại không thèm tiếp điện thoại của hắn. Kỳ thực không phải là Trương Dương không muốn tiếp, mà căn bản là hiện hai tay hắn bị còng không thể nhúc nhích được, nghe tiếng chuông điện thoại không khỏi nhếch miệng cười viên lập cương nhìn mặt hắn mà phân vân không biết có nên mở còng cho hắn không hắn bắt đầu ý thức được vì sao lúc nãy trương dương lại nói một câu nói kia an ngữ thần đứng bên cạnh sở yên nhiên nàng nhìn hắn ngồi trên xe không khỏi bật cười sư phụ cái vòng tay của ngươi thật không sai a à? trông sáng loáng đó trương dương cười nói ngươi thích không bảo hắn tặng cho một cái nói xong liền quay đầu ra bảo viên lập cương viên cảnh quan còn có thừa cái nào không tặng cho nha đầu kia một cái mấy tên cảnh sát xung quanh nghe mà tức giận thằng nhãi này thực sự là khi dễ người quá đáng một gã nói có gì hơn người mà vênh váo đừng tưởng bọn ta không dám đánh ngươi trương dương nhíu mày cười lạnh tiểu hai từ cẩn thận một chút kẻo làm bị thương bản thân đó quách trí hàng mang theo binh lính đã chế trụ hoàn toàn hiện trường bầu không khí hiện tại là rất căng thẳng viên lập cương biểu hiện ra vẫn rất chấn định nhưng kỳ thực nội tâm hắn loạn như ma huynh đệ bọn họ cả hai coi như đều rớt vào khốn cục, hiện tại vô lực có thể thoát ra. Đường Khánh Long không gọi được cho Trương Dương, thì không thể làm gì khác là điện cho Quách Lượng, Quách Lượng cũng là thành viên trong thường ủy Giang Thành, hắn và Điền Khánh Long cũng khá là thân thuộc cho nên vừa điện tới thì câu đầu tiên Điền Khánh Long đã oán giận nói ta nói ngươi này Quách tham mưu, ngươi thật là quân phiệt quá đó. Ngay cả huynh đệ trong ngành công an mà cũng không bỏ qua. Nhi tử ngươi dẫn quân sĩ tới làm loạn cái gì thế? quách lượng cười ha hả đáp ta cũng là không có biện pháp a à. cháu gái của lão thủ trưởng tới giang thành bị khi dễ ta mà không xuất đầu thì mặt mũi ta còn để đi đâu ai a à, điền khánh long khó hiểu hỏi lại sở yên nhiên cháu ngoại của nguyên tư lệnh quân khu bắc nguyên không phải là ta nói ngươi a à lão điền tối qua tại hoàng gia sở yên nhiên bị lưu manh quấy dày ngày hôm nay lại là cái chuyện thế này ngươi xem xem cái chức cục trưởng cục cảnh sát giang thành lại xem chị An Giang thành ra cái dạng gì rồi. Vì hai người rất thân nhau nên Quách Lượng nói cũng không lưu cho Điền Khánh Long chút mặt mũi nào. Điền Khánh Long đem hai chuyện này suy nghĩ, lẽ nào hai chuyện tối qua và hôm nay có liên quan. Không phải tự nhiên là Trương Dương lại tìm đến viên lập ba. Hắn nói với Quách Lượng hai câu, Quách Lượng đáp ứng, Điền Khánh Long liền dẫn người đi, Quách Lượng cũng bảo Nhi Tử rút lui. Điền Khánh Long thực sự là phiền muộn cái cực điểm, sự tình ngày hôm nay nguyên bản là việc nhỏ, nhưng tự nhiên thân là cục trưởng cục cảnh sát Giang Thành lại phải xuất mã, điều này căn bản là còn nhiều liên quan phía sau, ảnh hưởng mặt sau quá lớn. Điền Khánh Long trên đường nhận được điện thoại của thuộc hạ gọi tới, nói cố minh kiện kiên trì cáo buộc Trương Dương. Điền Khánh Long phiền muộn nói, hắn muốn thì kệ con mẹ hắn, không quan hệ tới lão tử. Điền Cục trưởng thực sự là phiền muộn cực điểm, miệng toát ra toàn ngôn từ thô tục điền khánh long tự thân dẫn một đội ngũ đi tới công ty vận chuyển xương cát lúc này cục trưởng phân cục hồ thiết phong cũng chạy tới hồ thiết phong trông thấy sắc mặt bất thiện của điền khánh long là biết không ổn rồi hấn vội đi tới bên cạnh thấp giọng nói điền cục hàng lông mày điền khánh long nhíu chặt hắn hung hăng trừng mắt làm sao hồ thiết phong thở dài thứ lỗi thuộc cấp bất tài nhưng thực sự là không quản được đám nhị thế tử kia lúc điền khánh long và hồ thiết phong tiến nhập cũng là lúc quách trí hàng cùng binh sĩ rút lui khỏi hiện trường. Điền Khánh Long phẫn nộ chỉ vào mặt viên lập cương, phế vật. Mặt mũi của cảnh sát Giang Thành đều bị các ngươi làm mất cả rồi. An ngữ thần nghe được Điền Khánh Long chửi ầm lên thì không khỏi bật cười khúc khích, Điền Khánh Long không khỏi trừng mắt nhìn nàng, bất quá với thân phận của hắn cũng chẳng thèm chấp nhặt với một tiểu nha đầu. Hỏi rõ ràng tình huống xong, hắn gọi một vài nhân vật then chốt tới bên cạnh nói chuyện. Viên Lập Cương biết ngay chuyện hôm nay không đấu được, đối mặt với Điền Khánh Long có chút sợ hãi. Điền Khánh Long mắng, biết nguyên tắc là thế nào không? Để để người phạm tội tới lượt ngươi xử lý sao? Không có lệnh bắt người, người bắt một cán bộ quốc gia. Lại còn tùy tiện nổ súng, người là cảnh sát hay cường đạo. Viên Lập Cương bị quát tới xanh cả mặt, điền cục. Là hắn khinh người quá đáng, sở du lịch lúc nào lại có quyền giữ người. Điền Khánh Long cả giận, đừng bảo ta không nhắc nhở ngươi, ăn cắp văn vật tội không nhẹ đâu. Viên lập cương nhỏ giọng lẩm bẩm khẳng định có kẻ vu oan. Hồ Thiết Phong không nhịn được quát lên, điền cục nói mà ngươi còn cứ cãi à. Có bản lĩnh thì sao không giải quyết từ nãy đi. Nghe vậy viên lập cương không dám nói gì nữa. Điền Khánh Long không nhịn được phất phất tay, biến sang một bên đi. Viên Lập Cương vừa đi hai bước thì Điền Khánh Long nói thả Trương Dương ra. Viên Lập Cương cắn cắn môi, dù hắn không đành lòng nhưng sự tình tiến triển tới mức độ này hắn không chịu cũng phải chịu đành ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của điền khánh long viên lập cương ủ rũ đi tới chỗ trương dương mở còng tay cho hắn trương dương nở nụ cười ta nói đây là gì thế mở còng cho ngươi a à. ấy viên cảnh quan đâu phải cứ nói mở là mở ta phải nghe ngươi sao nhớ lúc nãy ta nói cái gì với ngươi không viên lập cương đương nhiên nhớ rõ Trương Dương lúc nãy nói với hắn đeo lên thì dễ, nhưng tháo xuống thì khó. Hắn tràn ngập phẫn nộ nhìn Trương Dương, người muốn thế nào? Trương Dương vung tay nói, ta muốn cứ đi ra ngoài như thế này, để cho báo đài ở Giang Thành này xem xem cảnh sát Giang Thành chấp pháp như thế nào. Viên Lập Cương không nhịn được muốn phát hỏa, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì chuyện này hắn xác thực là đuối lý, cố nén trụ tức giận thấp giọng nói, Trương Trưởng Phòng, chúng ta là có hiểu nhầm, có gì đắc tội thì xin thứ lỗi nói miệng thì ai mà chả nói được hơn nữa người nói cái gì mà hiểu lầm người đủ tư cách sao câu này khiến cho viên lập cương thiếu chút nữa phát hỏa điền khánh long đứng xa xa nhìn hắn biết tính tình tiểu tử kia là cái loại không dễ buông tha cho người khác trong lòng không khỏi thầm mắng tiểu tử này bất quá sự tình hiện tại chưa rõ ràng hắn hướng hồ thiết phong nói ngươi ra đi ta hồ thiết phong trừng mắt thủ hạ của ngươi gây chuyện ngươi không lo thì ai hồ thiết phong biết không thể tránh được đành thở dài đi tới chỗ trương dương hắn tủm tỉm cười nói tiểu trương a có câu lụt cũng không ngập miếu long vương chúng ta là người một nhà cả mà chỉ là hiểu nhầm trương dương cũng nở nụ cười hồ thiết phong lấy chiếc chìa khóa từ trong tay viên lập cương tiểu viên còn trẻ cách công tác còn nhiều cái xung động đắc tội với mọi người mong đồng chí trương dương bỏ qua cho trương dương vô tâm vô phế cười nói một câu ta là người sở du lịch các ngươi là cục cảnh sát, tính ra chẳng phải là người một nhà gì. Viên Lập Cương tuổi còn trẻ, thì ta so với hắn càng trẻ hơn. Hắn công tác còn nhiều xung động, cũng là cán bộ quốc gia cả, ta thế nào có thể trụ chính đây. Cái này gọi là tố chất a, tố chất như thế mà cũng là phó đội trưởng, xem chừng là tiêu chuẩn chọn lựa cán bộ của các ngươi có chuyện a. Bộ dáng tươi cười trên mặt của Hồ Thiết Phong ngưng bật, tiểu tử này thực sự cũng là ngông cuồng a lão tử đích thân xin lỗi người mà cái con mẹ nhà ngươi còn vinh váo. Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào? Hồ Thiết Phong không muốn dây dưa ở lại để tiếp tục mất mặt, đem cái chìa khóa ném cho viên lập cương rồi rời đi. Viên lập cương hung tợn nhìn Trương Dương, lúc này trong đầu chỉ muốn giết quét tên tiểu tử này đi cho xong. Ăn ngữ thần cùng sở yên nhiên nhìn tràng cảnh này không nhịn được xoay người qua chỗ khác cười trộm. Điền Khánh Long thấy Hồ Thiết Phong quay lại đã đoán được, hắn nhìn ra hôm nay hẳn là trương dương cố tình làm to chuyện đối phó với công ty vận tải xương cát chỉ là một phần điền khánh long hướng trương dương đứng phía xa xa gật đầu một cái trương dương tủm tỉm cười nhìn hắn điền khánh long thì đương nhiên là hắn phải cấp mặt mũi cho rồi liền lưỡng thững đi tới chỗ điền khánh long điền khánh long nhìn trương dương đầy thâm ý vòng tay đẹp đấy hợp với ngươi lắm lần đầu tiên trong đời được mang đó cảm giác chân thật a à. vậy cứ mang luôn đi ta tặng ngươi luôn đó. Cũng tốt, dù sao ý định của ta cũng là để báo đài nhìn rồi cho dư luận bình luận một chút. Điền Khánh Long chừng mắt nhìn hắn, ngươi cũng thật là. Chuyện cố minh kiện ngày hôm qua còn chưa xong, hôm nay tới đây gây chuyện làm cái gì nữa thế? Trương Dương cười nói, ta nói Điền Cục A, à. ngươi nói thật không có chút công đạo nào A, à. viên lập ba trộm văn vật, lại còn buôn lậu xe máy. Ta thế này là chủ trì chính nghĩa A, à, vì quốc gia A. À phải được khen ngợi mới đúng. Điền Khánh Long hạ giọng nói, tiểu tử ngươi vòng vo ít thôi. chuyện này sao không cho ta biết trước? ngươi muốn làm cái gì? hai huynh đệ nhà hắn làm gì ngươi? hắn dừng lại một chút rồi nói, họ là nhi tử của viên phó thị trưởng, chuyện này không đơn giản a. À? nhi tử của viên phó thị trường thì sao? bọn họ phạm vào cái chuyện gì? ý ngươi là sao? Trương Dương mỉm cười nói, đám lưu manh tối qua đều là do viên lập ba làm chủ ta không phải là một kẻ không thông tình đạt lý. Người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Ngày hôm nay ta chỉ là đòi lại công đạo của mình mà thôi. Điền Khánh Long nói, người trước hết nói rõ xem nào. Viên Lập Cương không phải là có năng lực sao? Ta đã cảnh báo hắn rồi, hắn đeo còng lên thì ta cho lão tử của hắn phải tháo xuống. Điền Cục, việc này với ngươi không quan hệ, người đem án ăn cắp văn vật này và án buôn lậu điều tra rõ ràng đi. Điền Khánh Long biết tính tình tiểu tử này nói là làm, ngày hôm nay hắn quyết tâm đấu với nhà họ viên bằng được rồi, bắt quá ngẫm lại viên lập ba kia cũng là ăn no rửng mỡ, đương yên đương lành tự nhiên trêu chọc vào Trương Dương làm gì. chương 153, khi không lại kết oán. Hồ Thiết Phong tiến đến sát gần Điền Khánh Long thấp giọng nói, Điền Cục trưởng chuyện này giải quyết sao? Điền Khánh Long thản nhiên cười trả lời lại, niêm phong toàn bộ vật chứng chờ tiến hành điều tra làm rõ người ta báo án cũng đều có chứng cứ xác thực cả, chúng ta là công an nhân dân, không thể làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra được, cần phải làm gì thì cứ làm thế ấy. Hồ Thiết Phong cũng hơi hơi hiểu ý của Điền Cục trưởng. Điền Khánh Long chậm rãi trở lại xem mình, chưa ngồi yên vị hắn liền lấy di động ra gọi cho viên phó thị trường. Thấy đến cả Điền Khánh Long cũng không giải quyết được chuyện này, viên thành thích cũng có chút đau đầu, điền khánh long lạnh lùng nói có người tố giác các ngươi nhập lậu hai container xe giờ chuyện này có nhiều người tận mắt chứng kiến sợ rằng khó giải quyết dễ dàng được còn nữa hắn khăng khăng nói là do con trai ngươi làm nhất quyết không chịu bỏ qua viên thành thích trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi thấp giọng hỏi hắn muốn như thế nào điền khánh long lắc đầu thở dài cũng đều từ đứa con trưởng các ngươi mà ra cả tiểu tử này nhỏ người nhưng lớn gan lớn mật trời không sợ đất không sợ chỉ sợ thiên hạ không loạn Hắn còn định để cho cánh đài truyền hình chụp ảnh quay phim bêu xấu cục cảnh sát Giang Thành chúng ta nữa kia kìa. Viên Thành Tích nhỏ giọng nói, "Ta hiểu rồi, chuyện này cứ để ta giải quyết đi." "Giải quyết nhanh chóng một chút đi, chuyện này làm tới cũng chẳng có lợi cho ai cả." Điền Khánh Long chân thành khuyên nhủ một câu. Viên Thành Tích vừa đặt điện thoại xuống, vốn định gọi đi tiếp nhưng phân vân một hồi cũng quyết định đứng dậy đi ra ngoài. Văn phòng của Lý Trường Vũ cũng chẳng xa xôi gì. Sự việc đã phát triển đến mức này rồi thì đích thân tới bái phỏng người ta vẫn hơn. Thực ra từ trước tới nay Viên Thành Tích cũng không có mâu thuẫn gì với Lý Trường Vũ, mà không chỉ với riêng Lý Trường Vũ, hắn gần như không hề có mâu thuẫn gì với người khác trong ủy ban thường vụ thành phố. Hay có thể nói viên phó thị trưởng là một người hiền lành ôn hòa. Thực ra điều này một phần là do hắn không có lòng cầu tiến, hắn năm nay đã ngoài 50 tuổi, vậy mà vẫn còn làm ở cái chức phó thị trưởng thành phố căn bản đó gần như là cực hạn của hắn rồi, huống chi trên hắn còn hai người trẻ tuổi phù hợp cho cái ghế thị trường là tả viên chiêu cùng Lý Trường Vũ. Viên thành tích là người có chuẩn tắc riêng của mình, hắn không thuộc phe cánh nào cả, trên chính đàn thì thường ở phía trung lập, ít khi tỏ rõ quan điểm chính kiến của mình. Một dạng cán bộ bình thường, chỉ giữ vững sao cho đến khi về hưu là xong, thường thì rất khó tìm ra khuyết điểm của những cán bộ như vậy, mà vì là trung lập nên cũng ít người gây khó dễ hắn. Thế nhưng hôm nay lại có người chủ động gây phiền toái với hắn, mà phiền toái lần này lại là do con trai hắn gây ra. Lý Trường Vũ cũng biết chuyện tiểu từ Trương Dương kia làm loạn ở công ty vận chuyển xương cát, nhưng thật không ngờ viên thành tích lại đích thân tới tận cửa tìm mình. Viên thành tích ngồi xuống ghế sofa, không nói mấy lời sáo rỗng nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lão Vũ, lần này ta tới là nhờ ngươi giúp đỡ. Dù gì viên thành tích cũng là người lớn tuổi, Tuy cấp bậc ngang hàng nhưng Lý Trường Vũ vẫn kính nể hắn vài phần, trong số mấy người thì viên phó thị trưởng là người lớn tuổi nhất, có gì ngài cứ nói, nếu làm được tôi nhất định sẽ giúp hết mình. Hai chữ, giúp đỡ, kia chẳng phải là hơi khách sáo quá sao. Viên Thành Tích thấp giọng nói, ta nghe nói Trương Dương ở cục du lịch thành phố là con nuôi của ngươi. Chẳng là hai thằng con trai ta có chút hiểu lầm với hắn, dù gì Tiểu Trương cũng có chút ủy khuất. Nói đến mấy chữ này trong lòng Viên Thành Tích cũng thấy buồn bực, ủy khuất phải là con hắn mới đúng vậy mà còn phải hạ mình đi cầu cạnh người ta nó đâu phải con nuôi của tôi ngài đừng tin mấy tin vịt bên ngoài nói cho cùng thì hắn cũng chỉ là một cán bộ do tôi để bạt lên mà thôi mà viên phó thị trưởng nói vậy là có ý gì viên thành thích chậm rãi kể lại đầu đuôi sự việc một lần đương nhiên mấy việc con trai hắn nhập lậu xe với ăn cắp cổ vật được hắn khéo léo cắt bỏ đi không đề cập tới ngay cả như thế Lý Trường Vũ cũng nhận ra mấu chốt của sự việc nằm ở chỗ việc viên lập ba ổ đả với Cố Minh Kiện. Dù gì cũng không ít người biết vụ việc tối qua Cố Minh Kiện bị đánh ở hộp đêm hoàng gia, hơn nữa nghe nói Cố Minh Kiện còn định kiện Trương Dương tội hành hung người gây thương tích. Hiển nhiên sự tình gây bất lợi cho Trương Dương, mà Trương Dương muốn giải quyết chuyện này thì phải tìm kẻ đứng sau chuyện này. Quả nhiên là viên lập ba đứng sau xúi dục, giờ Trương Dương chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Lý Trường Vũ móc bao thuốc ra, rút hờ một điếu thuốc rồi đưa bao đến trước mặt viên thành tích, rồi tự mình rút ra một điếu cho mình. Hai người đều không nói gì một lúc, chỉ lặng yên hút thuốc. Mãi tới lúc điếu thuốc sắp hết, Lý Trường Vũ mới mở lời, xem chừng vụ việc ở Hoàng gia cũng hơi rắc rối. Cả hai đều là lão làng trên trốn quan trường, nhiều lúc không cần phải nói trực tiếp nhưng họ vẫn ngầm hiểu được ý của đối phương. Viên thành tích cũng biết Lý Trường Vũ đang nhắc nhở mình biết, tất cả cũng từ vụ việc ở hộp đêm hoàng gia, từ thằng con trai quý tử của ngươi mà ra cả. Một lúc sau viên thành tích cũng đành hạ quyết tâm, tỏ vẻ gian nan nói, để ta đến đó xem thế nào. Vậy ta đi cùng ngươi, Lý Trường Vũ cũng không quên nhân cơ hội cấp cho viên thành tích một món nợ ân tình. Viên thành tích lắc lắc đầu cười nói, dù gì cũng là chuyện do con trai ta gây ra, ta nghĩ cứ để ta đi một mình thì hơn, đã khiến Lý Phó Thị Trường phải chê cười rồi. Cả hai anh em Viên Lập Cương cùng Viên Lập Ba cũng không ngờ vì chuyện này mà cha phải ra mặt, hơn nữa lại là tới cúi đầu xin lỗi người ta nữa chứ. Cả hai anh em vừa xấu hổ vừa hận không có cái khe hở nào để chui xuống. Viên Thành Tích ngồi ở văn phòng của con trai mình, Điền Khánh Long vừa đi thì đám cảnh sát cũng lục đục kéo nhau về hết, còn Trương Dương thì vẫn nhàn nhã ngồi nghe nhạc trong xe của Sở Yên Nhiên. Viên Thành Tích cũng không có vẻ gì tức giận mắng chửi con trai ngay mà vẫn tỏ ra bình tĩnh nhận chén trà của Viên Lập Ba nhấp một ngụm nhỏ xong mới thấp giọng nói, có phải vụ đánh lộn ở hoàng gia tối qua là do con làm phải không? Ở bên ngoài thì viên lập ba là hán tử không sợ trời không sợ đất, thế mà những lúc đối mặt với cha thì hắn chẳng khác gì tiểu hài tử, lúc nào cũng thấy nơm nấp lo sợ. Viên lập ba mấp máy miệng một lúc, lấy hết dũng khí rồi gật đầu một cái, dạ phải. Là tiểu tử Trương Dương cùng cô nàng An Ngữ Thần kia đánh huynh đệ con, bởi vậy con mới báo thủ hộ. Hắn nói lý do này cũng là hợp tình hợp lý, phải bất kỳ ai thì cũng đều làm như hắn. Thực ra ban đầu hắn cũng không có ý định trả thù Trương Dương là gì, thế nhưng do cố minh kiện tham gia vào khiến mọi việc phát sinh biến hóa, rồi hứa ra dũng lại đứng sau suối dục mách nước nên viên lập ba mới nhân cơ hội này dạy dỗ cho thằng nhãi Trương Dương kia một bài học. Chỉ là hắn không ngờ tiểu tử kia lại có năng lực lớn đến vậy, chẳng mấy chốc đã điều tra ra được kẻ đứng sau màn là mình. Viên lập ba cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hắn biết nếu như chuyện này càng làm lớn hơn, càng liên lụy tới nhiều người hơn thì lại càng khó giải quyết. Bởi vậy hắn mới lấy lý do này chứ không nói cho cha biết thực ra kẻ chủ mưu đích thực là hứa ra dũng bày trò. Viên Thành thích thở dài một hơi rồi quay sang nói với con trai mình Viên Lập Cương, con đi mời Trương Dương vào đây. Tuy rằng trong lòng vẫn thấy khó chịu nhưng hắn không thể không làm, không thể không cúi đầu trước thằng nhãi Trương Dương kia. Viên Lập Cương cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, tự nhủ mình phải bình tĩnh, dù thằng nhãi kia có gây khó dễ cũng phải nhẫn nhịn. Thế nhưng ngoài dự đoán của hắn, vừa nói rằng cha muốn gặp mặt thì Trương Dương lại vui vẻ gật đầu, tỏ ra rất hợp tác mở cửa xe cùng đi vào văn phòng nói chuyện. Đích thân viên phó thị trưởng Hạ Cố tới nói chuyện cũng đủ chứng tỏ thành ý của người ta, người có chừng mực như Trương Đại Quan Nhân cũng biết lúc nào nên rắn lúc nào nên mềm mỏng. Lúc cha ra chân tướng sự việc Trương Dương cũng dù muốn giáo huấn dạy dỗ cho hai anh em họ viên kia một bài học, đừng tưởng bố làm to mà ra oai, sự việc trở nên khó giải quyết đến độ này thì cũng là do hai tiểu tử kia tự chuốc lấy mà thôi. Thấy Trương Dương hai tay vẫn đeo còng đi vào, viên thành tích cũng chỉ biết thầm cười khổ trong lòng, tự dưng lại chọc ngay gã trí phèo này. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ ngoài mặt viên thành tích vẫn tỏ ra tức giận quay sang mắng con trai mình, tiểu tử ngươi làm cảnh sát lâu năm như vậy rồi mà vẫn còn cái tính bốc đồng là sao? Chưa phân rõ phải trái sao lại đối xử với đồng chí của mình như vậy. Vừa nói hắn vừa giật chùm chìa khóa trong tay viên lập cương rồi quay sang cười khổ với Trương Dương, nào tiểu trương, để ta mở khóa cho ngươi. Viên thành tích quả không hổ danh là lão làng, chỉ một câu nói mà ý tứ huyền chuyển nói rằng con trai hắn có lỗi, và hắn thay mặt con trai xin lỗi Trương Dương. Luận tuổi tác thì viên thành tích cũng thuộc hàng trưởng bối, lại là phó thị trưởng thành phố, vậy mà hắn lại chịu xuống nước xin lỗi, Trương Dương cũng phải nể mặt hắn vài phần. Dù gì cả gia đình người ta cũng có quyền có thế, hơn hết cũng chỉ là dạy dỗ cho hai tiểu từ kia một bài học cũng không nên gây thù kết oán sâu đậm làm gì. Thêm một người bạn còn hơn kết thêm một kẻ thù. Trương Dương cười cười tỏ ra vô cùng hợp tác, giơ hai tay lên để viên thành tích dễ dàng mở còng hơn. Trương Dương tùm tỉm cười nói, xem ra cái còng này vẫn còn lưu luyến ta lắm, mãi mà vẫn không chịu mở ra. Nghe vậy viên lập cương vội vàng qua giúp cha mở còng. Là cảnh sát lâu năm nên viên lập cương mở còng khá nhanh trương dương xoa xoa hai cổ tay mắt thấy viên lập cương đang định dắt cái còng tay vào bên hông liền vội vàng hỏi có thể cho ta cái còng đó được không ta muốn lưu lại làm kỷ niệm viên lập cương do dự một lúc rồi vẫn đưa cả còng lẫn chìa khóa cho trương dương trương đại quan nhân cười càng tươi hơn cũng học theo viên lập cương dắt còng tay vào bên hông trông oai như cảnh sát viên thành tích thâm ý đánh mắt ra hiệu cho con trai mình bên cạnh một cái Viên lập ba trầm ngâm một lúc mới chậm rãi đi đến trước mặt Trương Dương thấp giọng nói Trương trưởng phòng. Xin lỗi. Trương Dương cợt nhả trêu đùa. Ủa? Sao lại phải xin lỗi ta? Viên lập ba vừa giận vừa thẹn mặt đỏ bừng, mãi sau mới giận ra được một câu, số gạch đó. Không phải là ta ăn trộm. Trương Dương nghệt mặt ra, ra vẻ như không hiểu chuyện gì, ta đâu phải công an, người có ăn trộm bảo vật quốc gia hay không thì liên quan gì tới ta thằng nhãi này đã giả vờ ra vẻ lại còn nhấn mạnh vào mấy chữ cổ vật quốc gia. Lão tử bảo gạch là cổ vật thì là cổ vật, bảo là gạch thì là gạch vụn vứt đi, trộm cắp cổ vật quốc gia là tội nặng lắm a. À. Suốt cuộc phiên lập ba cũng nhận ra một điều, trước mặt tiểu tử Trương Dương này càng vòng vo tam quốc thì càng bẽ mặt hơn mà thôi. Hắn thở dài một hơi chậm rãi nói, xin lỗi, là ta sai người hiếp đáp an ngữ thần cùng sở yên nhiên ở hoàng gia. Ta cũng dù là xả giận cho huynh đệ bị ngươi bắt nạt, chỉ là ta không có liên quan gì tới gã cố minh kiện kia cả. Sự việc cũng không phải nhỏ, đương nhiên hắn không muốn mua dây buộc mình, tự kiếm phiền phức vào mình. Trương Dương cười cười quay sang nói với viên thành tích, xem ra chúng ta không còn gì để nói nữa rồi. Mong rằng viên phó thị trưởng sẽ xét xử công minh, vì đại nghĩa diệt thân. Sắc mặt viên thành tích càng lúc càng khó coi. Trương Dương nói vậy ý chẳng phải là không muốn đàm phán mà cứ việc làm tới, không khoan nhược, không nể mặt ai. Viên Thành thích trừng mắt liếc nhìn hai đứa con trai mình một lượt rồi thấp giọng nói. Tiểu Trương à, cậu nói vậy là có ý gì? Hắn đang uyển chuyển nhắc nhở Trương Dương một điều. Chỉ cần ngươi nói ra thì không có gì là không đảm phán hòa giải được cả. Trương Dương hai mắt nhìn thẳng viên lập ba lạnh lùng nói, tuy rằng ta không có chứng cử xác thực nhưng ta dám khẳng định việc cố minh kiện bị đánh là do ngươi chủ mưu nhưng hắn ta lại cứ một mực cho rằng là ta làm. Ừ thì ta gặp phiền toái thật đó, nhưng so ra thì phiền toái của ngươi còn nhiều hơn ta rất nhiều đó lúc này trương dương cũng chẳng thèm nhỏ nhẹ đàm phán làm gì nữa chẳng phải thường ngày ngươi mạnh miệng lắm sao ta lật ngửa bài lên chơi với ngươi để xem ai chết trước ai viên lập ba trợn mắt nhìn lại môi hắn giật giật mấy cái nhưng không phản bác được gì trương dương lại cười lạnh nói tiếp ta và ngươi không thù không oán tại sao ngươi cứ muốn nhắm vào ta lần trước ở nhã vân hồ cũng có thể là do ngươi làm rồi lại tới hộp đêm hoàng gia nữa. Viên phó thị trưởng là lãnh đạo, là cấp trên của ta, theo lý thì ta phải nể mặt ngài ấy một chút, nhưng người thấy đó, căn bản là ngươi không có chút thành ý nào cả. Ta biết, nếu nói rõ ràng ra như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc từ đây về sau hai ta sẽ kết oán với nhau. Ta cũng biết chắc chắc ngươi không có chủ ý hãm hại ta như vậy. Nói đi, rốt cuộc là ai sai ngươi hay xúi dục ngươi làm chuyện này. Nếu ngươi nói ra, chúng ta sẽ giảng hòa, không những thế có thể làm bạn với nhau. Còn không? Nghe thấy vậy viên lập cương ở bên nóng ruột hỏi, tiểu ba, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nếu là hiểu lầm thì cứ nói ra, việc gì phải úp úp mở mở như vậy. Hắn cũng nhìn ra Trương Dương là người không đơn giản, đến cả điền cục trưởng lẫn cha tới tận nơi cũng không giải quyết được, người như thế thì không nên gây thù kết oán là hơn. Viên lập ba do dự một hồi, mãi sau mới thấp giọng nói, hứa ra dũng là bạn học với ta hai chúng ta. Trương Dương nhếch mép nở nụ cười nhạt, từ lần bị tập kích bất ngờ ở quán hải sản, Trương Dương vẫn nghi ngờ thằng nhãi hứa ra dũng kia, nay chính miệng viên lập ba khẳng định, vậy thì mọi việc đã sáng tỏ. Kẻ đứng sau màn suối dục giàn dựng vụ vụ oan giá họa này là hứa ra dũng. Đã đạt được điều cần muốn, Trương Dương liền đứng dậy cười nói, nếu nói sớm ra thì cũng đâu có phiên toái đến như vậy. Lúc này tâm tình viên thành tích cũng cực kỳ phức tạp, hắn thực không ngờ sự việc lại liên quan tới nhiều người như vậy. Hắn vừa thấy tức giận lại vừa lo lắng buồn bực, đáng lý ra con trai hắn không có liên quan tới vụ này, cũng chỉ là bị người ta lợi dụng cuối cùng mới xảy ra nhiều chuyện phiền toái đến như vậy. Trước khi đi Trương Dương còn buông lỏng lại một câu, nếu đã như vậy thì ngươi cũng nên tự mình thu xếp chuyện của cố minh kiện đi, ta không muốn hắn cắn loạn lên như vậy nữa. Còn nữa, tối qua hộp đêm hoàng gia cũng bị tổn hại ít đô, ngươi xem bồi thường cho người ta đi thì hơn ngoặc kép. Trương Dương đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba cha con viên thành thích. Hắn nhẫn nhịn đã lâu, lúc này hắn mới hầm hầm đúng dậy không nói không rằng tát một cái như trời giáng vào mặt con trai mình viên lập ba rồi mới lạng lùng bỏ đi. Nhìn em trai mình, viên lập cương cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, tiểu ba à, em có đầu óc hay không vậy? Hứa ra dũng là loại người nào? Hắn lợi dụng em, hắn muốn mượn dao giết người đó, em có hiểu không? Cuối cùng người chịu thiệt chỉ có mình em mà thôi viên lập ba một tay che bên má vẫn còn sưng đỏ trong mắt hắn toát ra lửa giận nồng đập anh vậy em phải làm thế nào dù rằng vẫn giận đứa em trai ngu ngốc này của mình nhưng dù sao nó cũng là em viên lập gương cũng không thể không nghĩ cách giúp nó được đã sớm khuyên em đừng có tham lam buôn lậu xe làm gì vậy mà em vẫn không chịu nghe cũng may chủ số hàng này không phải tên em coi như lần này là bài học đi nhớ kỹ lần sau không được làm cái trò này nữa còn nữa anh TB ấy em nên đứng ra nhận trách nhiệm với Cố Minh kiện là hơn. Mất tiền thì còn kiếm lại được, chứ nếu như đứng ra gánh trách nhiệm với Cố Minh kiện thì Viên Lập Ba thấy không yên tâm cho lắm, đến người ngu ngốc cũng biết chuyện này rắc rối đến nhường nào, anh. Dù sao Viên Lập Cương cũng là người ngoài cuộc nên nhìn nhận vấn đề cũng sâu rộng hơn, thương tích của Cố Minh kiện đủ để cấu thành tội danh, nếu em không đứng ra nhận trách nhiệm, Cố Minh kiện lại cho rằng Trương Dương là chủ mưu đến lúc hắn cắn bậy thử hỏi trương dương có cam chịu nhận việc hắn không làm không nhưng thằng nhãi đó còn định tố cáo em tội ăn cắp cổ vật quốc gia viên lập cương thở dài nói em cho rằng trương dương muốn tố cáo em chuyện đó thật sao hắn lấy bằng chứng đâu tố cáo như thế nào hắn chỉ muốn dọa em mà thôi nghe anh trai dạy dỗ một hồi cuối cùng viên lập ba cũng đành đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình không những hắn phải giao ra hai người huynh đệ của mình nhận tội cộng với một khoản tiền khá lớn bồi thường cho cố minh kiệt, hơn nữa còn phải chi tiền bồi thường thiệt hại cho hộp đêm hoàng gia nữa. Chuyện lần này chẳng khác gì giọt nước làm tràn ly, Trương Dương càng quyết tâm xử lý hai cha con gã tiểu nhân hứa thường đức. Đương nhiên Trương Dương không chọn cách hành hạ thể xác bọn họ làm gì, tuy rằng cũng xả được chút tức giận nhưng như thế thì sao đủ. Phải khiến hai cha con lão ta thân bại danh liệt, vĩnh viễn không móc đầu lên được như vậy mới xứng đáng với những gì hai cha con lão ta đã làm. Sau khi sự việc được làm rõ ràng, Trương Dương liền đến bệnh viên thăm cố Minh Kiệt, trên tay là bó hoa tươi cùng với nụ cưỡi dạng rỡ như ánh mặt trời. Cố Minh Kiệt cũng không bị thương nặng lắm, chỉ là mấy vết bầm trên mặt vẫn chưa tan, trông chỉ hơi chật vật một chút chứ không việc gì cả. Thấy Trương Dương cầm hoa đến thăm, cố Minh Kiệt hừ lạnh một tiếng rồi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trương Dương đặt bó hoa lên bàn ở đầu giường, thân thiết gọi một tiếng, Minh Kiệt. Cố Minh Kiện không trả lời lại cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Trương Dương lấy một cái, ý tứ vẫn lạnh lùng khinh thường. Trương Dương gượng cười thấp giọng nói, ta đã điều tra rõ ràng chân tướng sự việc rồi. Mấy gã đánh lén người ở hộp đêm tối đó không liên quan gì tới ta cả. Ta mong chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới tình bạn của hai chúng ta. Cố Minh Kiện lạnh lùng đáp lại, đừng giả bộ đạo đức giả nữa, người tưởng rằng ta là trẻ lên ba không biết gì sao. Tìm đại hai thằng quát ở đâu ra chịu tội thay là xong chuyện sao? Ta không biết vì sao ngươi lại có ác cảm với ta đến vậy. Minh Kiện à, ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh suy xét lại sự việc một chút. Trong chu viện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, là có người cố ý đặt điều hãm hại chia rẽ hai chúng ta. Cố Minh Kiện vẫn không chịu quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp ngươi nói xong chưa? Nói xong rồi thì xin mời đi cho, cầm cả bó hoa kia đi luôn đi. Trương Dương cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ thở dài lắc lắc đầu rồi xoay người bỏ đi. Cửa phòng vừa đóng lại, Cố Minh Kiện liền quay đầu lại giật phát bó hoa trên bàn hung hăng ném mạnh vào cửa ra vào. Trước khi tới Trương Dương cũng đoán trước thái độ của Cố Minh Kiện sẽ như vậy nên cũng không thấy khó chịu lắm. Đang đi trên hành lang bệnh viện Trương Dương liền thấy Cố dài đồng mặc một chiếc váy đỏ đang vội vàng đi về phía này. Chẳng là vừa nghe nói em trai bị đánh. Cố dài đồng liền vội vàng chạy từ Đông Giang đến thăm em. Ban đầu nghe em trai bị chính Trương Dương đánh, nàng cũng định gọi điện trực tiếp cho Trương Dương hỏi rõ chuyện ra làm sao. Nhưng suy nghĩ một lúc sau lại thôi mà hỏi vòng qua phương Văn Nam. Lúc biết được hai người chỉ là hiểu nhầm, nàng mới thấy yên lòng một chút. Thực sự nàng không hy vọng em trai có thù hận với Trương Dương, sau này mọi người sẽ khó nhìn mặt nhau hơn. Còn cách Trương Dương khoảng một thước cố Giai đồng liền đứng lại giữ khoảng cách rồi nhẹ giọng hỏi, đến thăm minh kiện sao? Trương Dương gật đầu thở dài ngao ngán trả lời lại, xem ra hắn cũng không có ý chào đón ta cho lắm. Cố dài đồng mỉm cười nói, từ nhỏ tính tình nó đã ương bướng như vậy rồi. Người không cần chấp nhất với nó làm gì. Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp, thế rốt cuộc chuyện này là thế nào? Việc đã qua rồi thì không nên nhắc lại. Ta cùng chỉ nói một câu này, dù thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ không làm tổn thương người thân bên cạnh mình. Ta tin ngươi, cố dài đồng nhìn sâu vào hai mắt Trương Dương quả quyết nói. Nghe cố dài đồng nói vậy trong lòng Trương Dương không khỏi cảm thấy ấm áp vài phần. Trương Dương cùng không muốn bị mất mặt nữa nên từ chối khéo không cùng cố dài đồng đi thăm em trai nàng ta nữa. Trước khi rời đi còn ra dấu ý bảo lúc nào xong việc thì liên lạc sau cố giai đồng vừa mở cửa phòng bệnh liền thấy bó hoa rơi lăn lóc vương vãi trên sàn nhà nàng không nói gì chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt những bông hoa còn nguyên vẹn rồi cắm vào bình để lên bàn cạnh đầu giường cố minh kiện cũng đoán rằng chị vừa mới gặp thằng nhãi trương dương ở ngoài cửa hắn lại càng tức giận hơn mắng lớn vứt đi em không cần cố giai đồng kéo ghế chậm rãi ngồi xuống cạnh giường nhìn gương mặt bầm tím của em trai lòng thấy đau nhói có bị thương nặng lắm không còn đau không Cố Minh Kiện nghiến răng nghiến lợi hét lên, không phải do gã bạn tốt của chị gây ra hay sao? Minh Kiện, kẻ đánh em đã ra đấu thú, công an cũng đã bắt giữ chờ xét xử, chuyện này không liên quan gì tới Trương Dương cả. Lúc này Cố Minh Kiện cũng không nhẫn nhịn được nữa, nói thẳng những ý nghĩ trong lòng bấy lâu nay, được rồi, chị không cần phải nói tốt cho hắn nữa. Em biết, trong lòng chị hắn còn quan trọng hơn đứa em trai này nhiều. Cố dài đồng giận đến mặt trắng bệch cả ra, nàng tức giận mắng lớn minh kiệt em nói vậy là có ý gì em chẳng có ý gì cả như thế nào trong lòng chị là người hiểu rõ nhất cố dài đồng tức giận mắng em đừng bướng bỉnh như trẻ con mãi thế được hay không xảy ra chút chuyện là làm ầm lên không chịu suy nghĩ chín chắn gì cả chỉ biết kêu trời kêu đất trách giận lung tung đừng tưởng chị không biết lúc ở hộp đêm hoàng gia nếu không phải do em trêu chọc con gái nhà người ta thì sao người ta lại kiếm cớ gây sự với em em tự nhìn lại bản thân mình đi. Cố Minh Kiện cười lạnh đáp trả, được lắm, vì một gà đàn ông mà chị mắng em thầm tệ như vậy. Nhưng chắc gì hắn đã cảm kích lòng tốt của chị, chị cho rằng hắn thích chị thật sao. Hắn cũng chỉ nhắm vào cái thân phận đại tiểu thư bí thư tỉnh ủy, chỉ nhắm vào tiền của chị mà thôi. Nói trắng ra là hắn chỉ muốn chơi đùa, kiếm chắc từ chị. Bị em trai nói thẳng ra như vậy, cố dài đồng vừa sợ vừa giận, khuôn mặt xinh đẹp đã trắng bệch cả ra nàng thực sự không tin em trai mình lại nói ra những lời cay độc đến vậy mắc máy môi một lúc cũng không nói ra được tiếng nào cố dài đồng vung tay tát cho em trai mình một cái thật mạnh lần đầu tiên bị chị tát trong mắt cố minh kiện toát lên vẻ không thể tin được lúc sau hắn giận dữ gào ầm lên chị đánh em sao chị vì một gã đàn ông mà chị đánh em sao đòi mắt đẹp của cố giai đồng đã rưng rưng nước mắt nàng gật đầu trầm giọng nói minh kiện em đã thay đổi quá nhiều từ bao giờ em trở nên ích kỷ vô tình như vậy? Đứa em trai hiền lành lương thiện của chị ngày nào đâu rồi? Chị quá thất vọng về em, nói xong câu đó nàng liền đứng dậy xoay người bỏ đi. Cố dài đồng ra khỏi phòng rồi mà vẫn nghe tiếng em trai mình gào lên, người trở nên vô tình là chị. Audio điện tử võ tấn bền Sau cố dài đồng là Vương Học Hải đến thăm cố Minh Kiện. Lúc thấy cố dài đồng từ trong phòng bệnh đi ra, hắn cũng định đánh tiếng chào hỏi thế nhưng dường như cố giai đồng không còn để tâm đến điều gì cả cứ cúi đầu xuống đi thẳng một mạch vương học hải cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ vừa mở cửa phòng ra lại thấy cố minh kiện đang ngồi trên giường sắc mặt thì giận dữ ngược lại phập phồng liên tục chắc hẳn vừa mới cãi nhau với chị gái vương học hải đem chút đồ tầm bổ để trên mặt bàn phía đầu giường cười nói sao vậy cãi nhau với chị gái à cố minh kiện nhíu nhíu mày nhìn lại vương học hải thấp giọng nói, chuyện riêng của nhà ta, không cần ngươi quản. Vương Học Hải cũng chẳng thèm tức giận mà ngược lại lại càng tươi cười rạng rỡ hơn, "Rồi rồi, là chuyện riêng của ngươi, ta không hỏi nữa." Ngoài miệng thì nói vậy chứ trong lòng Vương Học Hải lại thầm khinh thường tiểu tử phế vật này, mang tiếng là con trai của lão đại tỉnh thế mà lại để người ta đánh ra cái bộ dạng này. Mà kể cũng buồn cười, bên ngoài người ta lại nói rằng tiểu tử này không hợp với phong thủy gian Thành, bởi vậy mới tới liền bị ăn đòn như vậy. Cố Minh Kiện với tay lấy chén trà bèn cạnh uống một ngụm, nhàn nhạt hỏi, người đến lúc nào vậy? Vương Học Hải cười cười trả lời, vốn dĩ định đi Đông Giang, nhưng nghe nói người xảy ra chu viện nên mới tới Giang Thành thăm ngươi trước. Nghe ngóng tin tức cũng nhanh nhỉ. Hai bên hợp tác với nhau đương nhiên phải chiếu cố nhau nhiều hơn rồi. Vương Học Hải thâm tình vỗ vỗ vai Cố Minh Kiện thấp giọng nói, người không thích nói chu viện riêng vậy thì chúng ta bàn bạc công chuyện một chút đi, tuy rằng ngoài mặt thì Lương Thành Long tuyên bố rút lui không cạnh tranh với chúng ta nữa, nhưng xem chừng hắn cũng không cam lòng. Gần đây cửa hàng bách hóa dệt bị người ta đến quấy rối liên tục, chắc hẳn là do hắn ta đứng sau chủ mưu. Ta muốn người đánh tiếng cho bên cục công an Đông Giang kêu họ hợp tác với chúng ta điều tra làm rõ sự việc. Cố Minh Kiện chán nản uể oải tựa lưng vào thành giường hai mắt nhìn trần nhà, hờ hững nói, giờ bộ dạng ta thành ra như vậy, còn ra ngoài gặp người ta được hay sao? Vương Học Hải nhếch mép cười nhạt, chỉ là mấy vết thương ngoài da, như vậy thì có đáng là gì? Hay là để ta giúp ngươi xả giận một chút? An ngữ thần là cháu gái An Đức Hằng. Đúng vậy, ta đã đánh điện báo hắn một tiếng rồi, biết ngươi cùng An ngữ thần xảy ra xung đột hắn cũng thấy ngạc nhiên, còn nói sau này sẽ đích thân dẫn cháu gái đến xin lỗi ngươi nữa. Đột nhiên cố minh kiện lại ra vẻ rộng lượng khoát tay nói, bỏ đi, ta cũng chẳng thèm so đo với nàng ta làm gì. Thực ra hắn cũng không rộng lượng bỏ qua mọi chuyện như vậy, mà thực chất hắn lại quy hết tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Trương Dương. Vương Học Hải lại nói tiếp, Minh Kiện à, có câu này ta không thể không nói cho ngươi biết. Cố Minh Kiện trầm trọng gật gật đầu. Có một số việc ngươi là con thì nên nói chuyện với cha ngươi một chút. Bên ngoài người ta đang đồn đại rất nhiều, mà lại rất ảnh hưởng tới danh tiếng của Cố bí thư. Bọn họ đồn đại những gì? Vương Học Hải thờ dài một hơi rồi ra vẻ thần thần bí bí nhỏ giọng nói, ngươi cho rằng giữa Trương Dương cùng chị gái ngươi chỉ có quan hệ bạn bè bình thường hay sao? Mặt cố Minh Kiện đỏ lưỡng lên, từ nhỏ tới giờ lần đầu tiên hắn cảm thấy bị sỉ nhục thẩm tệ đến vậy nhưng vẫn cứng giọng đáp lại, ngươi tin mấy lời đồn nhảm sằng bậy đó sao? Lại nhắc tới Trương Dương, vừa ra khỏi bệnh viện thì phó thị trường thường vụ lý trường vũ lại đánh điện tới kêu hắn tới văn phòng nói chuyện gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên hai người cũng ít khi gặp mặt nói chuyện. Cho dù khấy tung cả cái công ty vận chuyển xương cắt nhưng Trương Dương vẫn không hề báo cho Lý Trường Vũ một tiếng nào. Lý Trường Vũ ký duyệt xong một số công văn giao cho thư ký rời đi xong mới quay sang nói với Trương Dương đang ngồi ở ghế sofa, dạo này bận rộn quá nhỉ. Đến cả điện thoại cũng không có thời gian nghe nữa. Trương Dương nở nụ cười tươi làm lộ ra hàm răng trắng bóng đầu tăm tắp của mình. Vừa thấy Lý Trường Vũ lấy thuốc lá ra, Trương Dương liền vội vàng đứng dậy móc bật lửa ra châm lửa giúp hắn. Vừa thấy chiếc bật lửa Zippo màu bạc tinh xảo của Trương Dương, Lý Trường Vũ thấy khá thích liền tỏ ý muốn mượn xem, cầm chiếc bật lửa trong tay Lý Trường Vũ càng thấy thích hơn, nắm nghĩa mãi không thôi. Hắn giết điếu thuốc thêm một hơi dài nữa rồi tiện tay bỏ cái bật lửa vào túi quần. Lần đầu tiên Trương Dương tỏ ra keo kiệt gượng cười nói, tôi nói Lý Phó Thị trưởng ngài, đây là đồ người ta tặng cho tôi, chắc ngài cùng không nghĩ tham ô đồ của cấp dưới chứ lý trường vũ trừng mắt liếc nhìn trương dương một cái ngươi không hút thuốc lá giữ bật lửa làm gì quả thật là đồ người ta tặng cho mà lý trường vũ lười nhác móc cái bật lửa ra ném trở lại thật nhỏ mọn người ta biếu quả lớn gấp mấy lần ngươi ta còn không nhận lấy của ngươi là nể mặt ngươi mà thôi nụ cười trên mặt trương dương càng nồng đậm hơn vừa cất cái bật lửa kia đi trương dương liền móc từ túi áo ra một chiếc bật lửa zippo vẫn còn nguyên đai nguyên kiện khác đặt xuống bàn thấp giọng nói, chẳng là tôi chỉ sợ lý phó thị trường ngài thanh liêm quá nên mới bày chút tiểu xảo nhỏ, nếu như ngài thích thì tôi mới dám tặng chứ. Lý trường vũ ha hà cười lớn, vội vàng xé túi lấy ra cái bật lửa mới cứng, cứ mân mê nhìn nắm cái bật lửa không rời mắt, là của an tiểu thư tặng phải không? Chẳng biết có phải càng là cán bộ lâu năm thì càng tinh quái không nữa. Lý trường vũ liếc mắt nhìn Trương Dương thấp giọng nói, quan hệ của ngươi với cố minh kiện cũng khá tốt, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? lại nhắc tới chuyện này trương dương thở dài chán nản nói nói ra cũng dài bên công an đã điều tra rõ sự việc người đánh hắn cũng tìm được rồi vậy mà hắn vẫn còn oán hận ta mà thôi hận thì hận ta cũng chẳng thèm quan tâm tới hắn làm gì cho mệt lý trương vũ nhàn nhạt nói năng lực ngươi cùng lớn lắm đó khiến cho bên quân đội gây áp lực cho cục công an giang thành rồi sau đó thì đích thân viên phó thị trưởng phải hạ mình đi mở còng tay mới chịu ngươi thì oai phong lẫm liệt rồi có bao giờ người nghĩ đến cảm nghĩ của người khác hay không? Trương Dương ra vẻ vô tội phản bác lại, bên quân đội là muốn bảo vệ sở yên nhiên đó chứ, đâu có liên quan gì tới tới. Mà ai bảo mấy gã cảnh sát có mắt không chồng kia chưa biết ai vào với ai đã bắt người vô tội. Bọn họ tưởng rằng mặc cảnh phục lẻn người là có quyền ức hiếp khi dễ người khác sao? Nghĩ rằng ai cùng sợ bọn họ sao? Là ai khi dễ ai? Lý Trường Vù cười lạnh hỏi lại. Trương Dương cười tủm tỉm, chẳng là cái còng tay đó khó mở một chút nên viên phó thị trưởng phái giúp con trai mình thôi. Hơn nữa sau đó tôi cũng đâu có truy cứu việc viên lập ba ăn cắp cổ vật quốc gia, như vậy cũng là nể mặt viên phó thị trường lắm rồi đó chứ. Lý Trường Vũ cũng biết biết tài thằng nhãi này là nhanh mồm nhanh miệng, lười chẳng thèm đôi co với hắn nữa, nhàn nhạt, nhạt nói, được học tập ở trường đảng tỉnh là cơ hội hiếm có, người cố gắng học tập để cao nhận thức một chút đi. Trương Dương giật mình sửng sốt cứ chân ngốc nhìn Lý Trường Vũ, chẳng hiểu hắn ta nói vậy là có ý gì nữa. Chẳng lẽ thấy mình công tác tích cực quá nên lại định thăng trước tiếp. Nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn, Lý Trường Vũ liền nhận ra thằng nhài này lại đang suy tưởng lung tung, nhịn không được mỉm cười đính chính lại, chỉ là một nhóm cán bộ trẻ được tinh chọn ra để đào tạo nâng cao nghiệp vụ mà thôi. Tất cả đều là cán bộ cấp phó xử trở lên, chỉ mình ngươi là cấp khoa mà thôi. Nói xong hẳn vẫy vẫy tay ý bảo Trương Dương lại gần hắn. Trương Dương châm rãi tiến đến sát hơn, Lý Trường Vũ hạ giọng nói, cũng vì ngươi mà ta cũng bị chỉ trích khá nhiều, nói rằng ta nể tình riêng mà cho một gã cán bộ cấp khoa như ngươi đi học tập ở trường Đảng tỉnh. Nhưng không sao, để ngươi đi là muốn ngươi học hỏi cho tốt sau này còn biết cách phối hợp với các ban ngành của tỉnh. Trương Dương bán tín bán nghi nhíu nhíu mày hỏi lại, không phải là ngài thấy ta gây nhiều phiền toái cho ngài, cho nên mới bắt ta đi học tập để ta ngoan ngoãn biết nghe lời hơn một chút đó chứ? làm gì có chuyện đó. cục du lịch Giang Thành đang phát triển rất mạnh, các dự án đường vành đai ba cũng sắp được khởi công. tất cả những việc này đều là công lao của ngươi cả. sao ngươi lại nghĩ ta chèn ép ngươi như vậy? có mới nới cũ, được chim quên ná, được cá bỏ nơm, qua cầu rút ván. lão tổ tông đều nói như vậy. Lý Trường Vũ Trừng mắt nhìn lại, ta có cắt chức ngươi đâu mà ngươi nói như vậy? ngươi vẫn là trường phòng kế hoạch cục du lịch vẫn là phó chủ nhiệm ban đầu tư và phát triển sở thương mại Giang Thành. Ta có lòng tốt mới tìm cách cho ngươi đi là để mạ vàng cho ngươi, giúp ngươi mở rộng mối quan hệ để thuận tiện cho công tác sau này. Được rồi, nếu như ngươi đã không thích thì để ta tìm người khác vậy. Trương Dương mỉm cười vội vàng nói, Lý Phó Thị trưởng đừng nóng, nếu chính phủ đã coi trọng tôi như vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tôi đi. Nói đến đây Trương Dương cũng nhanh chóng lên kế hoạch cho mình dù sao một khóa học ở trường đảng cùng không lâu lắm, lại có cớ nghỉ dài hạn ở cục du lịch, vậy cứ coi như là nghỉ phép đi chơi vài bữa. Hơn nữa còn phải thực hiện nhiệm vụ gắn máy nghe lén ở chi nhánh công ty của An Đức Hằng ở Đông Giang nữa. Thuận tiện đem mấy cái hoa đơn quyết toán cho bên cục an ninh quốc gia luôn thể. Một công mà có thể làm đôi ba chuyện như vậy Trương Dương sao không đi cho được. Đương nhiên Lý Trường Vũ không biết những tính toán này trong đầu Trương Dương, chỉ mỉm cười nói, người yên tâm đi, sau lần đi học tập nâng cao ở trường đảng tỉnh lần này, ta sẽ giao cho ngươi những trọng trách quan trọng hơn. Trương Dương liền được đà lấn tới, có phải như vậy là tôi được thăng lên hàng phó sử không? Nhắc tới chuyện này bỗng nhiên Lý Trường Vũ lại nhớ tới một chuyện, Trương Dương, năng lực công tác của ngươi rất khá, hơn nữa tuổi còn rất trẻ, tiềm năng vô hạn. Thế nhưng bằng cấp của ngươi quá tệ, muốn đứng vững trên chốn quan trường, hoặc muốn tiến xa hơn nữa mà không có bằng cấp tương ứng thì khó khăn vô bờ, ít nhất ngươi cũng phải có cái bằng chính quy mới tạm ổn. Những lời này của Lý Trường Vũ là thật lòng, nếu muốn tiến xa hơn trên con đường làm quan thì bắt buộc phải có bằng cấp, mà Trương Dương thì chỉ có mỗi cái bằng tốt nghiệp của vệ giáo. Hơn nữa lại là do Lý Trương Vũ dùng quan hệ của mình giúp hắn có được. Trương Dương đảo mắt một vòng rồi thấp giọng nói, hay là mua bằng giả vậy. Lý Trường Vũ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái lạnh lùng nói, người mới 21 tuổi, còn trẻ như vậy sao không tự dựa vào sức mình học lấy cái bằng chính quy. Ở trường đảng cùng có bên chuyên môn nâng cấp nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, ngươi tìm hiểu một chút rồi nhờ họ liên hệ với trường đại học nào đó, cứ từ từ mà học cũng được. Lúc Trương Dương chuẩn bị rời đi, Lý Trường Vũ còn nhắc nhở một câu, lần này là ngươi dùng danh nghĩa người của ban đầu tư và phát triển sở thương mại thành phố đi học tập ở trường đảng tỉnh, cũng nên đi giao lưu làm quen với nhân viên ban của ngươi đi thì hơn. Nhất là đồng chủ nhiệm, đồng hồng ngọc, cấp trên của ngươi. Ngẫm lại Trương Dương cũng thấy, tiếng là nhân viên của ban mấy tháng rồi mà vẫn chưa lần nào tới văn phòng của ban mình, thực cũng không phải cho lắm. Nếu như Lý Trường Vũ đã cố ý nhắc nhở như vậy Trương Dương cũng đành phải đến giao lưu làm quen với mấy gã cùng ban đầu tư và phát triển sở thương mại của mình cho phải phép. Tuy rằng là cấp dưới, lại còn là nhân viên không chính thức nhưng Đồng Hồng Ngọc vẫn tỏ ra khách sáo với Trương Dương như vậy, căn bản vì Trương Dương là do đích thân Hồng Bí Thư đề bạt, lại còn lý phó thị trường thường vụ chống lưng, nói gì thì nói Đồng Hồng Ngọc cũng không dám đắc tội với hai đại nhân vật của thành phố. Hơn nữa những chiến tích cùng tiếng tăm của Trương Dương vang dội cả thành phố, lan khắp cả tỉnh Bình Hải này, là một cán bộ trẻ đầy tài năng, được các cấp lãnh đạo luôn chú ý theo dõi. Tiếng là cấp trên nhưng Đồng Hồng Ngọc không những phải nể trọng vài phần mà còn tìm lời nịnh bợ. Đồng Hồng Ngọc cười nói, tuy rằng cậu chưa tới làm ở ban đầu tư và phát triển chúng ta được ngày nào, thế nhưng lại khiến ban chúng ta được nở mày nở mặt không ít đó. Những lời này thực chất là sự thật, gần đây Trương Dương có thể mời gọi được nhiều vụ đầu tư vào thành phố như vậy, suy đi tính lại thì thành tích đều tính cả cho ban đầu tư và phát triển. Nghĩ thông suốt điều này, Trương Dương cũng thấy vui vẻ hơn. Ta kiếm thành tích cho mấy người, mấy người liền giúp ta có cái danh ngạch đi học ở trường đảng, như vậy là không ai nợ ai. Ta bỏ công, các người bỏ sức, đôi bên đều có lợi. Trương Dương cũng chỉ là tới xem ban đầu tư của mình hoạt động ra sao, cùng với chào chủ nhiệm ban một tiếng, nên hàn huyên với Đồng Hồng Ngọc thêm giam ba câu nữa Trương Dương liền đứng dậy cáo từ. Đồng Hồng Ngọc tự mình tiến Trương Dương ra tận cửa, từ hành động này cũng có thể thấy nàng ta nể trọng Trương Dương đến nhường nào. Mà nói trắng ra là nể trọng hai vị lão đại sau lưng Trương Dương mới đúng. Lúc Trương Dương vừa ra khỏi tòa nhà thị chính chính phủ, Phương Văn Nam lại gọi điện tới chẳng là hắn cùng nghe ngóng thấy cố giai đồng vừa tới Giang Thành nên ngỏ lời mời hai người tới ngư mễ chi hương dùng cơm. Trương Dương cùng vui vẻ nhận lời, hẹn tối gặp lại. Nhìn đồng hồ mới có 5 giờ chiều, Trương Dương liền đánh điện báo cho cố giai đồng một tiếng. Nhưng điện thoại vẫn báo là đối phương tắt máy không liên lạc được. Trương Dương còn tưởng rằng nàng ta vẫn đang ở bệnh viện thăm em trai, nên chờ thêm 10, nữa lại gọi lại. Thế nhưng điện thoại vẫn báo là đối phương tắt máy không liên lạc được càng nghĩ trương dương càng thấy lo lắng từ lần tần thanh bị bắt cóc đến nay trương dương vẫn luôn lo sợ những người bên cạnh mình gặp nguy hiểm mãi một lúc lâu sau cố giai đồng mới gọi điện lại nghe cố giai đồng nói bằng giọng khàn khàn trương dương liền cảm thấy không ổn vội vàng hỏi chị giai đồng chị đang ở đâu vậy để em qua đón lúc nãy rời khỏi bệnh viện thấy tâm trạng không vui cố giai đồng liền đánh xe chạy thẳng tới bờ hồ nhã vân lần đầu tiên em trai khiến nàng thấy đau lòng đến vậy nàng có thể chấp nhận không thèm để ý người ngoài nói gì về mình, thế nhưng nàng không thể nào chịu được khi bị chính em trai mình chỉ trích mối quan hệ của mình với Trương Dương. Đột nhiên có người gõ gõ nhẹ lên cửa kính xe, Trương Dương đã đứng ở đó từ bao giờ, trong tay hắn là mẩu giấy thơm. Lúc nãy đứng bên ngoài xe nhìn thấy cố dài đồng mặt mày ủ rũ rơi nước mắt, Trương Dương cũng đoán được chắc hẳn vừa có chuyện không vui. Cố dài đồng hạ cửa kính xe xuống nhận lấy mẩu giấy trong tay Trương Dương rồi quay đầu lặng lẽ lau nước mắt. Trương Dương đi vòng sang bên cạnh, mở cửa xe chui vào ghế phụ. Hai mắt nhìn cố dài đồng rồi nhẹ giọng nói, hiện giờ tâm trạng ta cùng không tốt, cũng muốn đi dạo mát quanh nhã vân hồ một chút. Tìm chỗ nào thanh tĩnh một chút, hít thở không khí trong lành, quên đi mọi phiền nào khó chịu. Cố dài đồng mỉm cười nói, con gái là vậy, tính tình thay đổi bất thường lắm, người không cần lo lắng cho ta. Ta không sao đâu, miệng thì nói vậy nhưng vừa thấy mặt hắn nàng lại cảm thấy đau nhói trong lòng, hai hàng nước mắt không tự chủ được lại trực trào ra. Nàng vội vàng quay đầu đi không dám đối diện với hắn nữa. Trương Dương vuốt ve hai bờ vai gầy của nàng, cố dài đồng lấy tay che miệng lại cố không khóc thành tiếng. Nàng tựa chán vào cửa kính xe, giọng nín nín hỏi, người có yêu ta không? Trương Dương vòng tay ôm chặt cố dài đồng vào lòng, ghé sát miệng vào tai nàng nhỏ giọng nói, có. Nghe vậy cố dài đồng lại càng khóc to hơn, lúc này bao nhiêu uy khuất dồn nén bao lâu nay nàng đều phóng thích hết ra ngoài trương dương đánh mắt nhìn xung quanh một chút rồi lại nhỏ giọng trêu đùa đừng khóc to như vậy chứ ban ngày ban mặt nhiều người như vậy họ lại tưởng ta cưỡng gian ngươi thì sao đang khóc mà cố dai đồng cũng phải cười thành tiếng nàng quay mặt lại hung hăng đẩy hắn ra mắng nhẹ thế thì tránh xa ta ra một chút không ngươi lại bị người ta hiểu lầm đúng lúc này thì điện thoại lại kêu trương dương nhìn thoáng qua một chút hóa ra là số của Phương Văn Nam. Chắc hẳn hắn chờ lâu sốt ruột lên đánh tiếng dục Trương Dương không nghe máy ngay mà quay sang nói với cố gia đồng biết là Phương Văn Nam mời hai chúng ta ăn cơm. Lúc chiều Trương Văn Nam cũng gọi không ít cuộc cho cố gia đồng, nhưng Thủy chung máy vẫn báo không liên lạc được, nên hắn mới phải gọi qua cho Trương Dương. Cố dài đồng lắc đầu buồn bực nói, giờ ta như vậy còn đi gặp ai được nữa. Thôi ta không đi đâu, người đi một mình đi, Nói với hắn một tiếng là ta bận chút việc không đi được, đành hẹn khi khác vậy. Trương Dương cũng không muốn ngượng ép, chỉ gật đầu đồng ý, vậy cứ đi dạo hồ cho đỡ buồn một chút, rồi hắn về nhà nghỉ ngơi. Ta đi một chút rồi về ngay. Cố Gia Đồng gật đầu đồng ý. Trương Dương mở cửa xe đi lấy xe mình rồi đánh xe chạy thẳng tới Ngư Mễ Chi Hương. Thấy chỉ có mình Trương Dương tới, cả Phương Văn Nam lẫn Tô Tiểu Hồng đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Dù sao khách mời chính của bữa tiệc lần này là Cố Gia Đồng, vậy mà nàng ta lại không tới. Trương Dương cũng chẳng cần khách khí nhiều, trực tiếp ngồi thẳng xuống bàn, cười nói, "Chẳng là Cố tiểu thư thấy trong người không khỏe nên xin phép về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi, để ta thay mặt nàng ta dùng cơm vậy." Chỉ là một bữa tiệc nhỏ đương nhiên Phương Văn Nam cũng chẳng tiếc làm gì, nếu như Cố Gia Đồng không đến thì lần khác hẹn lại cũng chẳng sao. Hắn không hề tỏ vẻ bất mãn chút nào mà vẫn tươi cười niềm nở, như vậy lại cũng tốt hai ta có thể thoải mái nói chuyện với nhau rồi tô tiểu hồng mở một chai mao đài to rồi rót đầy cho trương dương một chén cười nói vậy thì tối nay phải vui vẻ một chút mới được trương dương vội vàng lắc đầu xua tay uống rượu nhiều có hại cho sức khỏe uống một chút cho vui thôi để bảo vệ sức khỏe nên dạo này ta không ham uống nữa mà chỉ ham ăn thôi cả bàn tiệc linh đình thế này ta cũng không khách sáo nữa đâu tô tiểu hồng cho miệng khanh khách cười duyên có trương dương ở đây Phương Văn Nam liền đề cập đến chuyện của Cố Gia Đồng. Dù sao sự việc cũng xảy ra ở hộp đêm Hoàng Gia của Tô Tiểu Hồng. Tô Tiểu Hồng thấp giọng nói, tối hôm đó ta lại không có ở hộp đêm, cũng thực không ngờ sự việc lại lớn như vậy. "Trương Dương à, đây là số tiền viên lập ba bồi thường cho hộp đêm, tiện đây ta cũng nên đưa cho ngươi mới phải." Vừa nói nàng vừa lấy một tờ chi phiếu ra. Trương Dương cười cười khoát tay, "Là hắn bồi thường tổn thất cho hộp đêm chứ đâu phải bồi thường cho ta mà ta dám nhận." Trương Dương lại đẩy tấm chi phiếu trở lại. Thấy Trương Dương cương quyết như vậy, Tô Tiểu Hồng cũng không ngượng ép nữa chậm rãi cất tấm chi phiếu lại. Nàng nhẹ giọng nói, ta cũng đã điều tra rõ, tối đó ở hiện trường sự việc ngoài viên lập ba còn có con trai của hứa bí thư, hứa gia dũng. Không biết chuyện này có quan hệ gì tới hắn không nữa. Trương Dương nhếch mép cười lạnh một tiếng, chỉ là một thằng hoát con hỉ mũi chưa sạch mà cũng đòi mượn đau giết người. Tưởng rằng trốn đằng sau dở trò ám toán mà người ta không biết gì sao?" Nghĩ thì nghĩ vậy chứ ngoài miệng Trương Dương chỉ nhàn nhạt trả lời lại, "Bên công an đã điều tra sự việc rồi, hơn nữa có truy cứu thêm nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, tốt nhất là nên dừng ở đây thì hơn." Nghe thấy vậy Phương Văn Nam không khỏi liếc mắt đánh giá lại Trương Dương một chút. Nếu Trương Dương thực sự nghĩ như vậy thì cảnh giới của hắn đã tăng lên được không ít rồi. Làm chuyện gì cũng phải có chừng mực không phải là để cho người khác một con đường sống, mà chính là tự tạo đường lui cho chính mình. Nếu lúc đòi làm sáng tỏ hết sự tình, càng liên quan tới nhiều người thì càng khó giải quyết, bản thân lại càng gặp nguy hiểm hơn. Đột nhiên Phương Văn Nam lại nói một câu, ta cũng thấy tiểu tử cố minh kiện là người lòng dạ hẹp hòi. Trương Dương cũng nghĩ như Phương Văn Nam, từ lúc rời khỏi bệnh viện, Trương Dương cũng tự nhủ từ giày về sau sẽ không tiếp xúc với cố minh kiện nữa, dù sao thằng nhãi này có thành kiến quá sâu với mình, lại nghĩ tới lúc chiều cố dài đồng thương tâm mà khóc nức nở, Trương Dương lại càng thấy khó chịu bực mình hơn. Có Trương Dương ở đây, tôi Tiểu Hồng cũng muốn xin sỏ nhờ vào một chút, Tiểu Trương à, chẳng là ta muốn mở một quán ba nhỏ ở khu phố cổ, cũng đã chuyển đơn xin cấp phép lên trên rồi, chỉ cần chờ cục du lịch bên các ngươi phê duyệt nữa là xong. Ta cũng muốn nhờ ngươi giúp ta chuyện này. Trương Dương tủm tỉm cười nói, xem ra ngươi làm việc cũng khá nhanh nhạy đó, Hiện giờ đường vành đai khu phố cổ còn chưa được khởi công xây dựng, vậy mà đã đệ đơn xin xây dựng quán ba rồi. Tô Tiểu Hồng che miệng cười duyên, cái này chỉ là hạ thủ vi cường thôi mà. Hơn nữa ta chỉ sợ sau này chỗ đó được xây dựng sửa sang lại thì giá đất lại tăng lên quá cao, ta muốn theo cũng không được. Các ngươi tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng thì ta cũng bước đầu xây dựng cái cơ ngơi nho nhỏ của mình, đến lúc các ngươi làm xong đường thì chắc cái quán nhỏ của ta cũng có thể khai trương được rồi. Trương Dương ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Phương Văn Nam rồi thấp giọng hỏi, "Giám đốc Phương, ngài giải thích chuyện này thế nào đây? Đây là chuyện cơ mật của thành phố, vậy mà ngài tùy tiện tiết lộ ra ngoài như vậy sao?" Phương Văn Nam ha hả cười lớn đáp trả lại, "Tôi quản lý là người một nhà cả mà." Tô Tiểu Hồng chu cái miệng nhỏ xinh của mình lên phản bác lại, "Ta với người đâu phải người một nhà. Hơn nữa, càng ngày ta càng nhận ra một điều, nữ nhân chỉ có thể dựa vào chính mình." không thể nhờ vào bất kỳ gã nam nhân nào được. Phương Văn Nam cùng Trương Dương đều nở nụ cười. Phương Văn Nam nói, dự án xây dựng nâng cấp lại khu phố cổ diễn ra khá thuận lợi. Dù sao mấy người bọn họ sống trong hoàn cảnh nghèo khó đã lâu, căn bản không ý thức được giá trị thực tế của mảnh đất mà họ đang sống, bởi vậy mà quá trình giải phóng mặt bằng có mà còn cao hơn gấp cả chục lần bây giờ nữa ấy chứ. Trương Dương lại nói tiếp, thực tế mà nói thì khu đất của nhà máy dệt kia mới là phiền toái nhất, cũng vì một chỗ đó mà đến giờ vẫn không thể cho khởi công xây dựng công trình xây dựng đường vành đai. Đột nhiên Phương Văn Nam lại nở nụ cười đầy bí hiểm, hắn thấp giọng nói, mỗi nơi đều có một quy tắc riêng. Có lúc thì tiền là giải quyết được, có lúc thì lại phải thêm một chút chất xúc tác nữa thì công việc mới hiệu quả nhanh chóng được. Nghe vậy trong lòng Trương Dương thoáng động, chẳng lẽ hắn ám chỉ phải động chút tay chân thì mới giải quyết được khu đất đó sao? Ngẫm lại ở Giang Thành này thì Phương Văn Nam thừa năng lực làm việc đó. Trương Dương cố ý hỏi ngược lại, ta chỉ sợ việc này sẽ khiến An Đức hằng đau đầu mãi không thôi. Phương Văn Nam mỉm cười nói, càng triển khai nhanh, càng mở rộng được dự án khu phố cổ thì lợi ích sau này đem lại càng lớn hơn gấp nhiều lần. Trương Dương cũng nở nụ cười tươi, nâng chén rượu lên cùng với Phương Văn Nam, chúc giám đốc Phương ăn nên làm ra, tiền vào như nước. Chúc Trương trưởng phòng mau chóng được thăng quan tiến chức. Thấy hai gã tầng bốc lẫn nhau, Tô Tiểu Hồng cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán một kẻ thì lăn lộn nhiều năm cả trên thương trường lẫn trốn quan trường, vừa có tiền lại vừa có quyền. Còn một người thì tuổi trẻ tài cao, chỉ mới bước vào trốn quan trường chưa lâu nhưng danh tiếng lại như mặt trời giữa ban trưa, cả thành phố không ai mà không biết tên. Uống cạn chén rượu, Trương Dương lại chuyển đề tài nói về nhận thức của hắn trên trốn quan trường, mới đây tôi mới nhận ra được một điều, thân là cán bộ nhà nước, dù rằng vẫn phải đi theo những định hướng của đảng và nhà nước, nhưng nhiều lúc cũng phải biết linh động, vượt ra khỏi những phạm trù quy tắc thường lệ, mà có lẽ người làm ăn buôn bán như mấy vị cũng vậy, phải không dám đốc phương. Làm sao Phương Văn Nam không nghe ra Trương Dương ẩn ý muốn nhắc nhở chính mình, hắn mỉm cười, Trương trưởng phòng cứ yên tâm, ta đã có thể đưa tập đoàn thịnh thế lớn mạnh như ngày hôm nay, hiển nhiên sẽ không ngu ngốc đi làm mấy việc trái pháp luật để tự hủy hoại công danh sự nghiệp của mình. Chẳng là chỉ muốn giúp chính phủ giải quyết chút khó khắp thôi mà. Tô Tiểu Hồng nhẹ giọng phân tích tiếp, ý ngươi muốn nói thương nhân có thể thay đổi lợi ích của mình. Phương Văn Nam gật nhẹ đầu cười nói, đúng vậy, lợi ích có nhiều loại, kinh tế, chính trị, xã hội. Chúng ta là người làm ăn, phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Lợi ích bên nào lớn hơn thì ta làm bên đó, đó cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Rất nhiều quan điểm Trương Dương không mưu mà hợp với Phương Văn Nam. Hơn một năm nay địa vị hắn càng lúc càng được nâng cao, cùng với đó là cảnh giới, tầm nhìn, đầu óc phân tích sự việc càng được nâng cao rõ rệt lúc Trương Dương trở lại căn biệt thự ở bên bờ Hồ Nhã Vân thì đã là 10 giờ 30 tối. Căn biệt thự này là của Phương Văn Nam, hắn lấy danh nghĩa tập đoàn thịnh thế mà xây. Chỗ này cảnh đẹp, lại khá yên tĩnh vắng vẻ thưa thất dân cư, vậy mà Phương Văn Nam lấy tiền cọc không cao. Tuy không được bao nhiêu nhưng cũng không đến mức lỗ vốn. Tuy rằng quan hệ với Phương Văn Nam không tệ, nhưng đã có những bài học xương máu từ trước. Trương Dương vẫn cẩn thận mời Thường Hạo tới kiểm tra xem có thiết bị theo dõi hay nghe lén gì không lúc chắc chắn không có vấn đề gì, Trương Dương còn kêu hắn lắp đặt một hệ thống camera chống trộm ngoài cửa, để phòng có người lẻn vào. Trương Dương vừa xuống ô tô liền thấy cố dai đồng mặc váy ngủ màu trắng đang đứng ở ban công tầng 200 chú nhìn mình. Trương Dương nở nụ cười tươi chậm rãi đi vào nhà, cố dai đồng vội vã chạy xuống mở cửa cho hắn, chắc hẳn nàng vừa mới tắm xong, mái tóc dài đen mượt vẫn còn ướt sũng nước. Nàng oán hận trách móc hắn một tiếng, sao muộn như vậy mới chịu về. Trương Dương mỉm cười nói, uống rượu bàn chút chuyện với Phương Văn Nam thôi. Cố Giai đồng lường huyết hắn một cái lạnh lùng sửa lại, cùng uống rượu với cô nàng Tô Tiểu Hồng mới đúng. Trương Dương gượng cười uể oải ngồi bệt xuống nền nhà cởi giày, hôm nay sao vậy? Sao nghe mùi giấm chua nặng thế nhỉ? Cố Giai đồng cũng ngồi xổm xuống đưa cho hắn cốc nước lọc rồi giúp hắn cởi giày ra đi dép lê vào, trông nàng ta cũng xinh tươi lắm đó. Trương Dương nghe thấy vậy suýt chút nữa thì sặc nước, nói gì vậy? Nàng ta là nữ nhân của Phương Văn Nam, có cho ta cũng chẳng dám động vào." Cố dài Đồng vỗ vỗ đùi hắn mấy cái thật đau, giả bộ như không nghe thấy gì, "Nhanh đi tắm rửa đi, người ngươi toàn mùi rượu thôi, khó người chết đi được." Trương Dương hôn trộm Cố dài Đồng một cái mới ba chân bốn càng chạy vào buồng tắm. Lúc sau Trương Dương tắm xong, ngồi ở ghế sofa Trương Dương liền kể lại chuyện tối nay cho Cố Gia Đồng nghe. Cố dài Đồng ngáp dài một cái hờ hững nói, Phương Văn Nam là người có năng lực, nhiều chuyện ở Giang Thành ta cũng không có khả năng giải quyết được, tất cả đều giao cho hắn xử lý. Dù sao hắn cũng là người lâu năm trong nghề, về phương diện này hắn rành hơn ta rất nhiều. Trương Dương cũng chẳng thèm bận tâm nàng ta nói gì nữa. Nhìn thấy cái cổ trắng muốt của cố gia đồng, nhịn không được cúi đầu hôn nhẹ một cái. Bị hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ mình, cố gia đồng phải dùng mình một cái, đáng ghét, người có thể thành thật một lúc được hay không? Trương Dương lắc đầu cười khổ, ai bảo ngươi có mị lực đáng sợ như vậy, thực sự không thể cưỡng lại được. Cố dài đồng đỏ mặt mắng nhẹ một tiếng, lưu manh. Nếu đã mang tiếng xấu như vậy thì ta cũng phải làm mấy việc lưu manh mới phải chứ nhỉ. Vừa nói Trương Dương vừa ngồi xích lại gần hơn. Cố dài đồng lùi lại phía sau một chút, nghiêm mặt nói, ngươi đứng đắn một chút đi, bằng không ta báo cảnh sát bắt ngươi đó. Cứ thử xem. Đột nhiên cố dài đồng vùng dậy bỏ chạy lên tầng 2. Trương Dương đuổi theo chụp được tay trái nàng ta. Cố dài đồng lại hung hăng quay đầu dùng tay thụi cho Trương Dương một cái. Dám đánh ta sao? Ừ đó, ta đánh người đó. Làm sao nào? Từ ánh mắt nóng rực của hắn, cố dài đồng liền chuyển ánh mắt xuống nhìn liền phát hiện tiểu đệ đệ hắn đang không ngừng móc đầu lên. Trương Dương nở nụ cười xấu xa thấp giọng nói, dám đánh ta, ta liền dùng roi đánh lại nói xong trương dương liền cúi xuống khiêng cố giai đồng lên vai mình chậm rãi đi vào phòng ngủ bị trương dương đè nghiến xuống giường cố giai đồng vừa thẹn vừa giận cố gắng dẫy ra tức giận mắng trương dương ngươi biến thái mau thả ta ra ta sợ thả tay ra ngươi sẽ chạy mất trương dương ới tay giật tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường cả căn phòng liền trở nên tối om cố giai đồng cảm nhận thấy váy ngủ của mình bị hắn vén lên nàng càng giãy dụa mạnh hơn không được trong bóng tối Trương Dương hăng hắc nở nụ cười xấu xa, hắn thấp giọng nói, ai bảo lúc nãy dám đánh ta. Ta đã nói sẽ dùng gậy đánh ngươi cho chừa mà. Nói xong hắn liền hung hăng cho cái vật cứng rắn của mình cắm sâu vào chỗ ướt át của cố giai đồng. chương 154, Vương Bát Khí Ánh dương quang xuyên qua khe mảnh cửa dọi lên trên mặt giường soi rõ thân hình giai nhân trắng nõn, thân thể mềm mại tựa như bạch tuộc quấn quanh người Trương Dương. Cảm nhận được ánh mặt trời chiếu rọi, Nàng mở Mỹ Mâu ra nhìn sang Trương Dương bên cạnh, trên khuôn mặt đẹp tràn đầy vẻ thẹn thùng, Cố Gia Đồng nhìn cái còng tay thì không khỏi nhớ tới sự cuồng loạn tối hôm qua mà thẹn thùng nhíu mũi lặng lẽ rời khỏi Trương Dương muốn đi ra ngoài. Trương Dương lim dim hai mắt buồn ngủ cười nói, "Dậy sớm vậy a?" À? Cố giai Đồng đem áo ngủ của hắn ném lên trên giường nói, "Còn sớm gì nữa, đã 8 giờ 30 rồi, không sợ đi làm muộn a?" À? Trương Dương ngáp một cái, mặc áo ngủ đứng dậy nói, thời gian gần đây địa điểm ta công tác chính là công trường tường thành cổ, đi một tí là đến nơi. Cố dài đồng đi vào phòng tắm, rất nhanh bên trong truyền ra tiếng xối nước ào ào. Trương Dương nói, người định ở lại Giang Thành mấy ngày a? À? Hai ngày, cùng chính quyền thành phố thảo luận về vài điểm chi tiết trong hợp đồng. Tốt, ta vừa vặn đi cùng với người trở lại Đông Giang. Cố dài đồng tắm xong đi ra, dùng khắn tắm lau người và có phần ngạc nhiên nói, người cũng muốn đi Đông Giang. Trương Dương gật đầu nói, thị ủy cử ta đi tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ ở trường đảng, thời gian phỏng chừng một tháng. Khóe môi cố dài đồng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này có nghĩa là nàng cùng Trương Dương sẽ có cả một tháng thời gian sống chung một chỗ. Trương Dương nhìn sang mỹ nhân trước mắt, tiểu huynh đệ lại ngóc đầu lên. Cố dài đồng nhìn ánh mắt hắn lập tức ý thức được cái gì, cuống quyết nói, chưa có bắt nháo, 10 giờ ta còn phải đi gặp Lý phó thị trưởng. Được Phương Văn Nam rót tài chính, việc tu sửa tường thành cổ tiến hành rất nhanh. Hôm nay thực đã bắt đầu dưới tường thành động dấu binh, Tần Truyền Lương, vị yêu thích văn hóa cổ cả ngày đều ở tại công trường. Khí trời nóng như vậy mà hắn vẫn mang theo mũ rơm lăn lê cùng đám công nhân kia đi khắp nơi kiểm tra. Tần Thanh vì thế mà cũng oán hận Trương Dương. Lúc Trương Dương đi vào công trường thì nhìn thấy Tần Truyền Lương đang chui vào động dấu binh hắn cuống quyết chạy tới vươn tay giữ chặt tần truyền lương nói ta nói tần thúc thúc ngài cũng đừng góp phần vào nơi náo nhiệt này nữa chờ sau khi công nhân dọn dẹp sạch sẽ xong thì hắn vào được không tần truyền lương cười nói ta chỉ có một điểm yêu thích này mà ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao có phải là sợ tiểu thanh nói ngươi lão tần đồng chí lòng sáng như tuyết đối với quan hệ giữa trương dương cùng nữ nhi mình rất minh bạch nhưng tính tình nữ nhi của mình thì hắn cũng tin tường nữ nhi không chủ động nói thì hắn cũng không đi hỏi trương dương nói với lão ngài là ta mời đến làm tổng cố vấn cho khu du lịch nên chỉ cần bàn về kế sách là chính không cần tự mình đi làm những việc tay cân này tần truyền lương nói những công nhân này mặc dù có ý thức bảo vệ di vật văn hóa nhưng dù sao trí thức có chỗ khiếm khuyết nên ta lo bọn họ lúc thao tác sẽ làm tổn hại gì đó trương dương đưa cho hắn một chai nước tần truyền lương uống một ngụm rồi lại khom lưng chui vào Trương Dương không thể làm gì được đành lắc đầu. Trong hầm giấu binh không có di vật văn hóa gì, dù sao trải qua nhiều triều đại như vậy, bên trong mà có vài món binh khí đau thương thì cũng đã bị người ta thu thập đi rồi. Hắn đi theo tần truyền lương chui vào, đi được vài bước thì thấy thông đạo rộng lớn, bên trong dâm mát do thời tiết nóng bên ngoài bị lấp tường gạch dày đặc ngăn trở không thấu vào được. Tần truyền lương nói, động dấu binh bố cục rất có điểm đặc thù. Có thể nói động dấu binh được bảo tồn hoàn hảo như vậy cũng là ít thấy. Trương Dương đối với cái động đất này cũng không có mấy hứng thú, ít nhất là thoạt nhìn cái động dấu binh này không có lực hấp dẫn bằng địa cung ở Nam Lâm Tự. Tần Truyền Lương dừng bước lại, chỉ vào bức điêu khắc trên vách tường gạch nói, bức điêu khắc trên gạch này khắc hỏa tràng diện chiến tranh, đáng tiếc lúc diễn ra cách mạng văn hóa đã bị làm tổn hại, hôm nay đại bộ phận đều đã hoàn toàn thay đổi rồi. Trương Dương nói, bên trong có đầy đủ hay không? Tần Truyền Lương cười gật đầu nói, chúng ta vừa mới khảo sát thì nguyên lai like phía dưới động dấu binh còn có một tầng hầm nữa, tuy tương đối nhỏ nhưng những gì trong đó đều được bảo tồn hoàn hảo. Ở bên trong chúng ta còn tìm được mấy trăm binh khí cổ. Các đồng chí trong cục di vật văn hóa đang kiểm kê. Trương Dương nghe được di vật văn hóa cũng có chút phản cảm, khâu thường vừa đoạt quyền chỉ huy công trường Nam Lâm tự của hắn nên Trương Dương nói, cho dù trong động có dấu binh thì cũng là chuyện của cục du lịch chúng ta đâu có liên quan gì đến cục di vật văn hóa bọn họ. Tần Truyền Lương cười nói, nói tới khảo cổ thì cục di vật văn hóa này vẫn chuyên nghiệp hơn, ta chỉ nắm giữ được một chút ít da lông bề ngoài thôi. Nếu chính thức nói tới khảo cổ thì ta là một kẻ ngoại đạo làm thôi. Hai người đang nói chuyện thì thấy cục trưởng cục di vật văn hóa khâu thường đội nón bảo hộ cùng một gã trợ thủ đi tới. Hắn nhìn Tần Truyền Lương gật đầu nói, lão thái a phía dưới ngoại trừ một số binh khí thì cũng không có di vật văn hóa gì khác. Giá trị khảo cổ cũng không lớn, nói xong mới hình Trương Dương cười cười. Trương Dương trên mặt vẫn thản nhiên cười nhìn lại khâu thường nói, khâu cục trưởng đến đây thì công trường Nam Lâm tự có vấn đề gì sao? Khâu thường nói, có một số vấn đề, địa cung bị úng thủy, thời gian gần đây đều ở công trình chống thấm. Hắn dừng lại một chút rồi lại thở dài nói, phảng phất như công nhân nơi đây không có việc gì tới quấy rầy hay sao? Trương Dương trong lòng cười thầm nghĩ, cái này phản phất vấn đề trước hán không được giải quyết thì việc triển khai khu du lịch Nam Lâm tự cũng không thuận lợi nhưng mà từ khi An Đức Hằng đem khu du lịch này giao ra thì đối với việc triển khai cảnh khu thật sự bỏ mặc. Khâu thường lại nói, xem ra tiến độ tường thành cổ bên này có vẻ tốt ga. À? Trương Dương vui tươi hớn hở nói, việc tu sửa đầu tường so với phòng chống ngập úng sao có thể đồng dạng A. À? Nếu ngài nguyện ý thì chúng ta lại trao đổi A. À? Khâu Tường trong lòng nói thầm tiểu tử ngươi chỉ sợ hận ta cũng không kịp a. À. Tần Truyền Lương đứng một bên nói, việc địa cung thấm nước cũng không phải là chuyện nhỏ, phải xử lý ngay, nhất là mùa mưa sắp đến. Nếu xử lý chậm thì có khả năng gây ra tổn thất không thể đo lường. Khâu Thường gật gật đầu rồi cáo từ hai người. Tần Truyền Lương nhìn theo bóng lưng hắn nhịn không được thở dài một hơi nói, không thể tưởng được việc triển khai khu du lịch Nam Lâm tự lại chậm chạp như thế. Thật không rõ vì sao chính quyền thành phố lại muốn đem một cái đại cảnh khu phân chia thành hai bộ phận chứ? Trương Dương tràn ngập tin tưởng nói, yên tâm đi, rất nhanh sẽ thống nhất về một mối mà thôi. Vì ba đường bao quanh thành phố còn có chút vấn đề nên cố giai đồng cũng không theo kế hoạch trước mà phản hồi Đông Giang. Trong khi đó chương trình học trường đảng của Trương Dương lại không thể trì hoãn nên hắn quyết định đi trước. Lần này đi Đông Giang hắn còn gọi đồng bọn là nhân viên an ninh cục thường hạo phải biết rằng lần này hắn còn có một nhiệm vụ rất trọng yếu là đi trước tới công ty An Đức Hằng ở Đông Giang để lắp đặt thiết bị nghe lén. Việc lẻn vào đối với Trương Dương mà nói không thành vấn đề nhưng việc thao tác cụ thể thì lại là một nan đề. Nhất định phải có chuyên gia như thường hảo theo bên cạnh chỉ đạo. Hai người đi xe của Trương Dương tới Đông Giang, vào ở đại tử điếm ghi nhĩ đốn tại trung tâm buôn bán ở Đông Giang. Sở dĩ hắn lựa chọn ở đây là vì nơi đây cách công ty An Đức Hằng mới mở không xa. Từ căn phòng của bọn họ có thể thấy toàn cảnh trung tâm thương mại đối diện. Thường Hạo trang bị kính viễn vọng, sau khi điều chỉnh thử thì nhắm ngay vào công ty Thế Kỷ An Khang tại tầng 21. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy công ty của An Đức Hằng Khí Thái bất phàm. Công ty khai trương không bao lâu mà đã có hơn 10 viên chức và 4 gã bảo vệ. Thường Hạo bưng một ly cà phê đứng bên người Trương Dương thấp giọng nói, bọn bảo vệ có vẻ cũng không nghiêm mặt lắm. Lẻn vài trong đó hẳn là không quá khó khăn. Trương Dương nói ta hiện muốn đột nhập vào. Thường Hạo lắc đầu nói, không vội, trước tiên nên xem xét kỹ tình huống đã. Trương Dương có chút khó hiểu nhìn hắn, còn cần minh bạch cái gì? Thường Hạo chăm chú nói, minh bạch xem cái công ty này bảo vệ là ai, xem rõ cảnh vật chung quanh cũng như xem trong công ty bộ có thiết bị giám sát hay không. Nếu có thì phân bố thế nào, căn cứ vào đó mới quyết định dùng loại phương thức nào để lắp đặt thiết bị nghe lén của chúng ta. Phiền toái như vậy sao? thường hạo mỉm cười nói loại công tác tình báo chính là ở chỗ này hết thảy hành động đều không cho đối phương phát giác ra nếu để cho bọn họ biết được thì hành động của chúng ta trở nên mất đi ý nghĩa trương dương nghe được thì gật đầu nói người cứ làm đi a à, ta ra ngoài tìm bạn bè cái lúc nào quyết định thì cho ta biết một tiếng ta mang thứ đó bỏ vào là được hắn nói lại có vẻ rất nhẹ nhàng thường hạo cũng không trông cậy vào hắn có thể hỗ trợ điều tra tình huống mà đành phải tự đi làm Trương Dương bất thời giờ đi tới trường học của Triệu Tĩnh để đưa đồ gì đó. Ai nghĩ được Triệu Tĩnh lại theo đồng học đi Lam Sơn tham gia một cuộc điều tra. Trương Dương đành rời trường đại học sư phạm Đông Giang, vừa rời khỏi thì hắn nhận được điện thoại của Cục Phó Cục Công an Trương Đức Phóng. Trương Dương và Trương Đức Phóng biết nhau thông qua cố minh kiện cho nên hắn rất dễ dàng suy đoán ra việc Trương Đức Phóng gọi điện thoại cho mình nhất định là có liên quan đến cố minh kiện. Quả nhiên Trương Đức Phong mời hắn gặp mặt để nói chuyện. Tấu Sảo là trương nước phóng đang ở ngay quán trà cạnh học viện nghệ thuật Đông Giang gần đó. Trương Dương hỏi địa điểm rồi đi ô tô vào đỗ ở học huyền trà. Trương nước phóng tươi cười đón Trương Dương đi vào. Trương Dương có chút kỳ quái vì việc hắn đến Đông Giang là bí ẩn, sao Trương nước phóng lại biết được? Trương nước phóng nhìn ra vẻ mê hoặc của hắn thì cười giải thích. Biểu Muội nói với ta, nghe nói người cùng Minh Kiện có một điểm hiểu lầm. Trương Dương cười cười, nâng chung trà lên uống một ngụm nhỏ ánh mắt nhìn xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài. Đối diện chính là Học viện Nghệ thuật Đông Giang. Hôm nay là thứ Bảy, mới 3 giờ chiều mà bên ngoài đã đỗ đủ loại ô tô, trong đó không thiếu Mercedes, BMWs. Trương Đức Phóng nhìn theo ánh mắt của hắn rồi không khỏi cười nói, Học viện Nghệ thuật là nơi quá coi trọng hư vinh. Ở đây nữ sinh chỉ cần hơi có tư sắc đã được người ta bao nuôi, người xem những chiếc xe này, 10 phần đều là tới đón tình nhân. Trương Dương đặt chén trà xuống, lạnh nhạt cười nói ta cùng minh kiện cũng không có cửu hận gì không thể hóa giải ta nghĩ hắn đối với ta có chút hiểu lầm thôi ta vốn giải thích với hắn nhưng hắn không muốn nghe trương dương mở hai tay nói ta cũng không có biện pháp trương Đức phóng thở dài nói tình tình minh kiện cũng hơi nóng nảy ngươi yên tâm chờ thêm hai ngày nữa hắn quay về đông giang ta sẽ an bài cho các ngươi gặp mặt có lời gì thì lúc đó nói rõ ràng dù sao có được thêm vị huynh đệ cũng không dễ dàng a à cái đoạn hữu tình này không thể cứ như vậy mà bỏ đi. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói, biểu muội cũng không muốn nhìn thấy các ngươi như vậy. Đây mới là điểm mấu chốt, hắn là nhân vật nào chứ? Quan hệ giữa Cố Giai Đồng và Trương Dương hắn đã sớm nhìn ra, hơn nữa bên ngoài tin đồn cũng không ít. Lần trước trải qua chuyện Ngụy Trí Thành, lời đồn về Cố Giai Đồng cùng Trương Dương truyền đi không ít. Trương Đức Phóng đối với chuyện này hiển nhiên không có bài xích như Cố Mịnh Kiện. Đâu là tại thời đại nào, Loại quan hệ giữa nam nữ là chuyện bình thường mà. Trương Dương lắc đầu nói, không cần phải miễn cưỡng. Minh Kiện đối với ta hiểu lầm rất sâu, người kiên quyết kéo hai người chúng ta ngồi cùng một chỗ thì cuối cùng cũng chỉ huyên náo rồi ta dã không vui mà thôi. Tâm ý của người ta nhận, chờ hắn tỉnh táo lại thì sau này nói lại chuyện này a. À. Trương Đức phóng nghe hắn nói cũng có đạo lý thì gật nhẹ đầu, mỉm cười nói, hy vọng tình hữu nghị giữa hai chúng ta sẽ không bởi vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. Trương Dương cười nói, tại sao, ta đã sớm coi ngươi là bạn thân rồi. Trương Đức phóng mặc dù trong giới cảnh sát danh tiếng không được tốt lắm nhưng ánh mắt vẫn rất độc đáo. Từ lúc hắn cùng Trương Dương tiếp xúc qua thì đã cho rằng tiểu tử này tuyệt không phải là vật trong ao. Giờ đây Trương Dương đã chứng minh được rồi, bất kể quan chức của hắn thế nào nhưng có thể đem vị biểu muội tâm cao khí ngạo kia thu thập dễ bảo thì phóng tầm mắt cả bình hải cũng chỉ có tiểu tử này. Trương Đức phóng tới đây để đón muội muội Trương Như Bình hắn nhìn đồng hồ thấy thời gian đã không sai biệt lắm thì đứng dậy nhìn trương dương cáo từ trương dương cùng hắn đi ra khỏi quán nhìn thấy trước của học viện nghệ thuật đông giang dòng xe cộ sắp xếp ngày càng dài rất nhiều nữ học sinh trang điểm từ bên trong đi ra rồi chui vào trong ô tô cùng trương như bình đi ra còn có triệu nhụy văn cùng hà ca nhan trương như bình nhìn thấy ô tô của ca ca mình thì nhìn triệu nhụy văn và hà ca nhan nói lời từ biệt rồi rời đi triệu nhụy văn cũng đi về một chiếc xe hơi chỉ có Hà Ca Nhan tự lấy xe đạp rồi ngoặt về phía bên phải đi nhưng nàng mới đi được vài bước thì cảm giác có một chiếc xe hơi đi theo phía sau. Nàng lập tức dừng bước, quay đầu phẫn nộ chừng mắt nhìn vào trong xe. Chỉ thấy Trương Dương ngồi ở bên trong xe cười tô tuyết há mồm nhìn nàng. Hà Ca Nhan kinh hỉ vô cùng nói, Trương Dương, ngươi đến khi nào đấy? Trương Dương đẩy cửa xe đi xuống nói, vừa đến lúc trưa, buổi chiều đã tới gặp ngươi luôn. Ta không tin, ngươi mà nhớ tới ta sao? Hà Ca Nhan khi nói ra những lời này thì lại cảm thấy có chút không ổn, khuôn mặt hơi có chút hồng lên. Nàng đem xe đạp gửi vào bãi xe của ký túc xá sau đó lên xe Trương Dương nói, trước tiên phải nói, tiền sinh hoạt tháng này của ta đã hết nên không có tiền mời ngươi ăn cơm. Ngươi nếu kiên trì để ta mời ngươi thì chỉ có thể ăn sỏi. Trương Dương cười ha hả, trong lời nói của Hà Ca Nhan lộ ra vẻ hồn nhiên cùng chất phác hắn cảm giác càng tiếp xúc thì càng cảm thấy yêu mến nữ hài nhi có tinh thần cố gắng tự lập này nhưng đây cũng không phải là điều tốt gì. trương địa quan nhân sau khi năm đầu tiên bước vào quan trường thì dần dần có ý thức trách nhiệm. Pháp luật hiện nay không cho phép một chồng nhiều vợ, mình nếu để lại quá nhiều khoản nợ phong lưu thì sau này dù sao cũng phải cấp cho người ta một cái công đạo. Trường địa quan nhân mãi suy nghĩ thiếu chút nữa là xông qua một cái đèn đỏ. Hắn cuống quyết phanh gấp dừng lại, Hà Ca Nhan đầu suýt nữa va vào kính chắn gió cả giận nói, "Mưu sát a. À? Ngươi?" Trương Dương ha ha cười một tiếng, nhìn sang Hà Ca Nhan giận tái đi mà lộ ra bộ dáng mê người rồi bỗng nhiên nói, "Ngươi thật là đẹp." Hà Ca Nhan cùng Trương Dương tiếp xúc đã lâu nhưng chưa thấy thằng nhãi này từng nói qua một câu như vậy khiến cho tâm hồn thiếu nữ lập tức mềm yếu, Hà Ca Nhan cắn cắn đôi môi anh đào đỏ mặt nói, "Ngươi thật xấu a." À? Trương Dương cười nói, "Nghĩ xem buổi tối ăn cái gì?" ai mời khách a à? đương nhiên là ta hảo vậy thì đi lẩu ba ba ơ ờ, nhà đầu khẩu vị rất nặng a à? khách sạn giáp ngư vương vị tại đông giang có bề ngoài bình thường nhưng sinh ý lại rất tốt ở đông giang chuyện ăn cơm cũng giống như ca khúc được yêu thích vậy chuyện gì cũng theo trào lưu tết âm lịch năm nay đột nhiên lưu hành phong trào ăn ba ba hoang dã cơ hồ tất cả các khách sạn đều làm món ăn này khiến cho trong lúc nhất thời giá của nó lên cao khó món nào bị kịp mà giá trị ba ba cũng đi theo lên như diều gặp gió. Giá ba ba xào đến 50 đồng một cân. Ba ba đều được nuôi trong hồ để khách nhân quan xem chọn lựa, Trương Dương cùng ca nhan đứng ở bên cạnh hồ. Hai người bọn họ ăn cơm vốn định chọn con nhỏ nhưng điếm lão bản lại nói ba ba trong hồ nhẹ nhất cũng phải ngoài ba cân. Đây cũng là một loại ép mua ép bán biến tướng, chỉ có điều thủ đoạn xảo diệu hơn một điểm. Trương Dương chỉ chỉ vào một con trong đó, con ba ba này nhìn có vẻ rất hoạt bát, cái đầu của nó rất dài vươn cao. Hà ca nhan nói khẽ quá lớn, người nhìn xem kìa, thật lớn và thật dài. Một câu nói khiến cho các thực khách chung quanh đều nhìn về phía nàng. Hà ca nhan lúc này mới ý thức được chính mình lỡ lời, khuôn mặt đỏ hồng tựa như quả táo hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng túm lấy cánh tay Trương Dương hung hăng véo một cái, Trương Dương đau đớn kêu lên một tiếng, trong lòng tự nhủ ngươi nói sai sao lại chút giận lên đầu ta. Ca nhan cắn cắn môi anh đào chỉ vào cổ con ba ba nói. Chính là nó, trong lòng tự nhủ ngươi không phải để cho ta xấu mặt sao. Hôm nay tự ăn ngươi, tuy nhiên con ba ba này lại quá to, nặng tới 4 cân. Trương Dương cho tới bây giờ ra tay đều rất lớn, lúc này mang theo ca nhan đi lên đại sảnh lầu hai ngồi. Hà ca nhan thấy đầu hắn trụi lùi thì đột nhiên nở nụ cười. Cười cái gì, hà ca nhan nghe hắn vừa hỏi đến thì càng cười lớn thật vất vả mãi mới dừng tiếng cười nói ngươi và nó giống nha trương đại quan nhân tức giận đến mức tái mặt nói miệng quá mức a à. có thách ta dày xéo người không hà ca nhan hiểu rõ trương dương sẽ không thực sự tức giận nên sảng khoái kêu một tiếng tiểu nhị cho mấy chai bia hai người uống chai bia ba ba cũng đã được bưng lên nói thật cũng không có gì cảm thấy đặc biệt trương đại quan nhân kẹp đầu con ba ba trước mặt ca nhan cua cua nói rất lớn a à. hà ca nhan đỏ mặt nói biến người hạ lưu a à. ta nói gì cho ngươi ăn hà ca nhan thở vào một cái nói ngươi rất không thú vị a à. muốn ăn thì chính ngươi ăn đi ta mới không ăn chán ghét trương dương ha ha nở nụ cười buông đầu ba ba kẹp một miếng diềm đặt vào bát hà ca nhan nói chỗ ngon nhất là phần diềm này có nhiều chất ăn giúp đẹp ra Hà ca nhan gắp miếng diềm lên cắn một miếng, tư vị tuy không tệ nhưng quá cay, nàng không thể không cầm lấy cốc bia uống một ngụm. Hà ca nhan nói, hai ngày trước vương chuẩn gọi điện thoại cho ta, muốn cùng ta đi gặp người đại diện, giúp ta quản lý về phương diện điện ảnh và truyền hình. Trương Dương nói, người đáp ứng rồi a. À. Hà ca nhan lắc đầu, không có, ta cuối cùng cảm thấy nghề diễn viên cũng không thích hợp với ta. Qua sự tình lần trước người cũng thấy đó, ngành này cực kỳ hắc ám, ta cũng không muốn đưa chân vào vũng nước đục này. Điều kiện của ngươi tốt như vậy, nếu cứ lãng phí như vậy thì không tiếc sao. Hà ca nhan cười nói, ta là người dễ thấy thỏa mãn, ta không muốn dựa dẫm vào bất luận kẻ nào, ta không cần quá nhiều tiền tài, chỉ cần sinh hoạt thoải mái thanh thản ổn định là đầy đủ rồi. Trương Dương từ trong nội tâm thưởng thức nữ hài nhi có tinh thần tự lập này. Hà ca nhan gần bùn mà không lấm bùn, nhất là thời hiện đại như hôm nay lại càng khó được hắn nhấp một hớp bia nói, ta đã nói qua với An Ngữ Thần. Nàng có thể giúp ngươi liên lạc làm đĩa nhạc, ngươi không cần lo lắng. Hà ca nhan cười nói, đêm mai chúng ta tiến hành diễn xuất báo cáo tại hội đường, ngươi có đến không? Trương Dương gật nhẹ đầu, lúc nào? Chính thức bắt đầu lúc 7 giờ 30 tiết mục của ta thì khuya hơn, đại khái tầm 10 giờ. Trương Dương cười nói, ta nhất định đi. Thường hạo thấp giọng lặp lại nói, trước 5 giờ chiều người lẻn vào đại lâu lúc này là lúc tan tầm, người có thể thong dong tiến vào. Hắn trải tấm bản đồ tầng 21 ra chỉ vào nói, sau khi tiến vào đại lâu, người trực đi vào toilet nấp ở trong đó. Trương Dương nhíu mày nói, ta phải ở trong này đợi bao lâu? Hắn đối với việc phải ẩn núp tại địa điểm này vẫn có chút bất mãn. Thường Hạo mỉm cười nói, 5 giờ rưỡi đến 6 giờ. Trong đại lâu tất cả các công ty đều bắt đầu tan tầm, đến 7 giờ gì đó thì bảo vệ đại lâu sẽ khóa cửa. Ta sẽ ở trong này tiến hành giám thị, tùy thời quan sát tình huống và thông báo cho ngươi. Bọn họ khóa cửa rồi thì làm cách nào ta có thể tiến vào công ty của An Đức Hằng? Thường Hạo nói, đường ống thông gió, ta đưa cho ngươi sơ đồ của đại lâu, từ toilet ngươi có thể tiến vào đường ống thông gió sau đó dọc theo đường ống thông gió mà leo lên đến phòng nội bộ của công ty An Đức Hằng. Đối với ngươi mà nói hẳn là không quá khó khăn chứ? Thường Hạo đưa ra một tầm bản đồ khác đây là bản đồ nội bộ công ty An Đức Hằng trong công ty bộ kết cấu đồ. Hắn dùng cả ngày mới tra rõ ràng tình huống trong nội bộ. Thường Hạo nói, thiết bị nghe trộm lắp đặt tại phòng của An Đức Hằng. Người phải nhớ chính xác vị trí, ngàn vạn lần không thể không may xuất hiện. Trương Dương gật nhẹ đầu, dựa theo suy tính của hắn thì thừa dịp buổi đêm trực tiếp dùng khinh công bò lên trên đại lâu, sau đó lẻn vào văn phòng của An Đức Hằng còn theo kế hoạch của Thường Hạo thì có vẻ khả thi hơn và khó khăn cũng tương đối thấp hơn. Thường Hạo nói, khi rời khỏi công ty ngươi có thể theo đường cũ trở về. Sau khi về đến toilet thì đi vào thông đạo khẩn cấp. Theo quy định buổi tối bọn họ sẽ khóa cửa nhưng ta đã kiếm được một cái chìa khóa, người có thể theo thông đạo đi xuống lầu 2 rồi từ lầu 2 qua cửa sổ dọc theo đường ống nước mà trượt xuống rời đi. Thường hạo tính toán lộ tuyến đường đi tương đối chu toàn. Trương Dương mỉm cười nói, chẳng qua là một công ty bình thường mà thôi, cũng không phải là long đàm hổ huyệt gì ta nhất định sẽ thoải mái hoàn thành nhiệm vụ. Thằng nhãi này đối với năng lực của chính mình vẫn có lòng tin. Ngày hôm sau, tầm 4 giờ chiều Trương Dương mặc quần áo lao động, giả mạo làm công nhân sửa chữa điều hòa tiến vào trung tâm thương mại, dựa theo kế hoạch của thường hảo hắn rất thuận lợi tiến vào trong toilet. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc 5 giờ rưỡi hắn nhận được đèn tín hiệu từ thường hảo, Trương Dương, công ty đã tan tầm, chú ý che dấu tích không để bị người phát hiện. Trương Dương trốn vào WC mà trong lòng tự nhủ trốn cái rắm, chỗ này ta còn có thể trốn ở đâu nữa. Cũng may cũng không có người nào tiến vào toilet, đến 6 giờ 30 thì thường hạo thông chi cho hắn có thể hành động. Trương Đại Quan Nhân đã ở trong nhà vệ sinh nhẫn nhịn hơn 1 giờ. Thế mới biết làm việc cho Cục An ninh Quốc gia cũng không dễ dàng. Hắn cậy tấm trần chống cháy trên đỉnh đầu bò lên rồi lại đem cái tấm phòng cháy lắp trả lại chỗ cũ, dựa theo lệ tuyến trong trí nhớ bỏ đi tiến vào đường ống thông gió chờ một chút thường hạo chợt nói trương dương dừng lại thường hạo nói an đức hằng đã trở lại hắn có vẻ đang xử lý sự tình gì đó người ở tại chỗ chờ đợi sau khi hắn rời đi thì lại triển khai hành động trương đua ơm buồn bực lúc này thời tiết cuối tháng 5. đông giang bắt đầu nóng bức trương dương ngồi trong đường ống thông gió co quắp mà là nín thờ. trên người thấm đẫm mồ hôi mà an đức hằng lần này dừng lại rất lâu mãi đến 8 giờ mới nghe được thường hạo thông chi tốt lắm. Hắn đi rồi, bảo vệ cũng khóa cửa rồi, có thể hành động. Trương Dương Tứ Chi đều có chút nhức mỏi, trong miệng khẽ chửi bới rồi nhằm về phía trước bỏ đi. Đúng như lời thường hạo, hệ thống an ninh của công ty của An Đức Hằng cũng không tính là nghiêm mật. Hắn theo đường ống thông gió trực tiếp bò tới phía trên văn phòng của hắn, mở đèn pin ngậm trong miệng rồi sử dụng tô vít gỡ tấm thông gió xuống, Trương Dương chui ra ngoài rồi nhảy xuống hắn cầm đèn pin hướng ra phía ngoài nháy nháy vài cái, đây là chào hỏi thường hạo giám thị đối diện. Thường hạo cười nói, nhanh lên a, à, người còn chưa ăn cơm chiều. Trương Dương lấy ra trang bị nghe trộm, lúc trước thường hạo sau khi lựa chọn địa điểm lắp đặt đã huấn luyện cho hắn nên đối với những công việc này khá quen thuộc. Không đến 20, sau hắn đã hoàn thành việc lắp đặt trang bị nghe trộm. Lúc hắn lắp thiết bị cuối cùng thì thanh âm gấp gáp của thường hạo đột nhiên vang lên, nhanh rời khỏi nơi đó, có người đến đây. Trương Dương nội tâm khẽ giật mình, không thể tưởng được giờ này còn có người đến công ty. Hắn cuống quyết thu dụng cụ, dựa theo lệ tuyến ban đầu bò lên nhưng vừa muốn thả tầm trần xuống thì chợt nghe cửa văn phòng được mở ra rồi một người có cước bộ trầm ổn đi vào trong. Trương Dương tuy tài cao mật lớn nhưng lần này dù sao cũng là lèn vào, hắn cũng sợ hãi bị người khác hiện nên trong nội tâm không yên ổn. Bên tai nghe được thường hạo nhỏ giọng nói, không phải là An Đức Hằng. Hắn là người bên cạnh hắn, hắn đi bàn làm việc lấy cái gì đó. Một lát sau thường hạo lại nói, không hay, hắn dường như phát hiện ra cái gì. Trong văn phòng, tên nam tử mặc ti shirt màu đen kia ánh mắt rơi vào bàn làm việc, hắn thấy trên bàn làm việc có một dấu chân mờ mờ thì chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, sau đó đi đến vách tường phía tây, từ trên kệ rút ra một thanh mã tấu sáng ngời tựa như thu thủy. Đi mau, thường hạo quát to nói. Trương Dương cuốn quyết bò dọc theo đường ống thông gió nhưng một đôi đồng tử của nam tử kia bỗng nhiên có rút lại, hắn theo động tĩnh trên đỉnh đầu mà truy đuổi theo. Trương Dương vừa mới bò, đến phía trên hành lang thì nam tử kia liền nhảy lên, một đạo hàn quang đâm lên lớp trần phòng mà xuyên qua giữa hai chân Trương Dương. Trương Dương tiếp tục leo lên, nam tử kia một đao chưa trúng thì ngay sau đó lại nhảy lên, hắn dụng lực ấn mạnh, mã tấu dạch đứt lớp trần một vệt dài đen một mét. Trương Dương hiểu rằng không thể tiếp tục bò trong đường ống thông gió, hắn dùng chân phá vỡ lớp trần phía dưới mà nhảy xuống. Không đợi Trương Dương đứng vững, Hắc Y nam tử hai tay giơ cao mã tấu đâm về phía ngực hắn. Trương đua Ân ngả người ra sau, đao phóng xẹt qua ngực hắn, đao khí bức người xé rách quần áo hắn để lộ ra lồng ngực to lớn vạm vỡ. Hắc Y nam tử suốt đao cực kỳ mau lẹ, lại một đao nữa chém xuống phía dưới. Trương Dương dùng hai tay kẹp lấy thân đao đối phương vội vặn một cái khiến trương dương không thể không nhả hai tay ra rồi lại hướng về phía sau liên tục thối lui năm bước mới tránh thoát được sát chiêu từ khi trương dương sống lại đến nay hắn chưa từng gặp phải đối thủ có sát khí mãnh liệt như thế hắc y nhân nhìn trương dương một đôi mắt lạnh như băng trong đôi mắt toát ra hàn quang lạnh thấu xương hắn gầm nhẹ một tiếng rồi lại một đao chém tới trương dương lui về phía sau một bước sau đo lấy đà nhảy lên không vọt qua đỉnh đầu hắc y nhân sau khi xẹt qua hắn đá hậu một cước vào hậu tâm hắc y nhân khiến hắn bị xô về phía trước một bước nhưng hắc y nhân lại lập tức trụ lại thuận tay đâm về phía sau gạch nối dài trương dương khẽ vặn người nắm được cổ tay hắn toàn lực lôi kéo sau đó là một cước đá vào lồng ngực hắn một cước này dùng hết toàn lực có đủ sức để khai bia phá thạch nhưng khi chân sắp chạm vào mục nam tử kia thì cảm giác ngực đối phương khẽ hóp lại khiến đại bộ phận lực lượng của hắn tan đi sau đó vứt bỏ mã tấu tay trái dương lên một đạo hàn mang bắn về phía cổ họng trương dương trương dương đột nhiên nghiêng người phi đao bay sượt qua hai gò má hắn thừa dịp trương dương né tránh hắc y nhân lại nhặt lên mã tấu rồi chém xéo xuống cổ trương dương tuy nhiên sau khi tránh thoát một đao trương dương phản ứng thần tốc hắn nhanh chóng nhập nội vò tới trước mặt hắc y nhân một quyền đánh trúng bụng hắc y nhân tuy cường hãn nhưng cũng vô pháp thừa nhận một quyền uy mãnh này mà mặt run rẩy méo mó Trương Dương lại bắt lấy tay hắn đem thằng nhãi này nâng lên rồi hung hăng ném lên trên tường. Tuy nhiên năng lực chịu đòn của Hắc Y Nhân rất mạnh, dường như hắn không bị ảnh hưởng quá nhiều nên rất nhanh lại bỏ dậy, giữ dội giống lên một tiếng rồi lao về phía Trương Dương. Trương Dương đợi khi hắn đến gần thì đột nhiên ngồi sụp xuống, chân phải vung lên đá vào bụng hắn. Hắc Y Nhân vốn đang theo đà vò tới trước rất mãnh liệt lại bị Trương Dương đá một cước trợ lực nên chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi bay ra cửa sổ rơi từ tầng 21 xuống dù năng lực chịu đòn của hắn có cường đại đến mấy thì cũng khó trốn thoát cái chết. Trương Dương cũng biết vấn đề này trở nên náo loạn lớn, thường hạo phía đối diện cũng nhìn thấy có người từ tầng 21 rơi xuống. Hắn cuống quyết nhắc nhở Trương Dương lập tức rời đi. Trương Dương tỉnh táo nhìn chung quanh rồi lúc này dựa theo lộ tuyến trước nhanh chóng rời đi. Hắn vừa mới rút lui khỏi trung tâm thương mại cởi quần áo ra nhét vào trong túi thì chợt nghe tiếng xe cảnh sát vang lên. Thường hạo nói, đi theo hướng đông, theo đường Vân Nam quay trở lại. Trương Dương sau khi quay về khách sạn Hy Nhĩ đốn thì được Thường Hạo kéo vào phòng, đem hắn vào phòng trong rồi hai người không kịp nói chuyện mà tiến đến phía cửa sổ. Phía dưới trung tâm thương mại đối diện đèn cảnh sát lập lòe, cảnh sát đã kéo tới quay khu vực này lại rồi chụp ảnh thi thể. Trương Dương thở dài nói, mẹ nó thật xui xẻo, uống phí nhiều công phu như vậy mà đều bị tên kia phá hủy. Thường Hạo thấp giọng nói, không việc gì, ta xem người chết cũng muốn lẻn vào phòng An Đức Hằng tìm cái gì đó, cảnh sát chưa chắc đã có thể tra ra được đầu mối gì. Trương Dương gật nhẹ đầu, chỉ hy vọng như thế. Thường hạo vỗ vỗ đầu vai Trương Dương nói, người yên tâm, chuyện này ta sẽ lập tức thông chi cho thượng cấp để bọn họ xử lý. Tuyệt sẽ không có phiền toái. Trương Dương cũng không phải là sợ phiền toái, hắn chỉ lo lắng toàn bộ công lao của mình đêm nay sẽ bị phế bỏ. Sợ những thiết bị lắp đặt trong văn phòng An Đức Hằng sẽ bị tìm ra. Bây giờ trở về mới nhớ lại, người áo đen vừa rồi công phu thật sự là không tệ, đao pháp âm hiểm, hơn nữa tố chất thân thể vô cùng tốt. Đây là một trong những đối thủ hiếm thấy mà Trương Dương gặp được từ sau khi trùng sinh. Lúc này đồng hồ phía trên trung tâm thương mại gõ chuông báo 9 giờ, Trương Dương chợt nhớ tới mình đã đáp ứng Hà Ca Nhan đi hội đường xem nàng diễn kịch thì cuống quyết đi thay quần áo rồi lái xe trực tiếp về phía hội đường. Khi Trương Dương đến hội đường thì đã 9 giờ 40 hắn tìm một cửa hàng bán hoa mua một bó hoa tươi đặt ở trong xe rồi bước nhanh vào hội đường. Hà ca nhan đêm nay nhảy điệu thủy chi vật, dưới ánh đèn hơn 10 thiêu nữ múa hát, các nàng vũ động dây lụa màu xanh tựa như sóng ba đảo ba động. Hà ca nhan tựa như thủy chi tinh linh xuất hiện ở giữa sân khấu, nàng thong rong mà múa, hình thư ý rộng, một lòng tạm thời quên đi hết thảy chung quanh mà ngao du giữa vô biên đại hải. Động tác của nàng ung dung không vội vã, ôn nhu mà tự nhiên, khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được. Thân hình nàng ẩn hiện giữa vô số dây lụa như là tự do bay lượn hoặc như là lăng ba vi bộ. Động tác lơ đáng mà cũng không sai, thủ nhãn thân pháp đều phù hợp với nhạc khúc. Vạt áo theo gió phấp phới, ống tay áo tả hữu giao hành bay múa không dứt. Thủ cước khúc chiết, bước nhẹ múa hay, kỹ thuật múa uyển chuyển nhu mị nhẹ như gió, diệu thái tuyệt luân. Nhìn nàng nhảy múa mà như thấy cái thế nguy nga của núi cao, cái tình ý triền miên bất tận của lưu thủy. Hà Ca Nhan dừng khúc múa lại, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Khi Hà Ca Nhan chào cảm ơn thì nhìn quanh khắp nơi nhưng người trong hội trường quá nhiều nên nàng cũng không có tìm được thân ảnh Trương Dương nhưng nàng tin tưởng Trương Dương đã đáp ứng thì nhất định sẽ tới. Khi Hà Ca Nhan đi vào phòng thay quần áo trang sức thì có người đem vào một bó hoa tươi. Hà Ca Nhan vốn tưởng là hoa của Trương Dương nhưng khi xem giấy gắn trên mặt thì lại để tên Chu Vân Phàm. Một cô gái khác bên cạnh thét to, "Chu Vân Phàm a!" Đại danh của Chu Vân Phàm tại Đông Giang này rất nhiều người biết, một thân được xưng là hào phú Đông Giang. Lúc xảy ra cách mạng văn hóa đã từng cầm đầu phái tạo phản, sau khi cách mạng văn hóa kết thúc thì bị bỏ tù, 8 năm sau mới được thả. Sau khi ra tù hắn gia nhập thương giới, tài phú tựa như quả cầu tuyết tích lũy nhưng tài sản của hắn lai lịch cùng bất minh. Là nhân vật trong hắc bạch cường đạo tại Đông Giang đều có tiếng tăm. Chu Vân Phàm chẳng những có tiền mà còn thập phần háo sắc một thân thanh danh thật không tốt nhưng bởi vì hắn tài phú hơn người nên vẫn có không ít nữ sinh ở đây lên thuyền của hắn hà ca nhan tiện tay đem bó hoa ném ở trên bàn chuẩn bị rời đi thì lúc này nhận được điện thoại của trương dương khen nàng múa cực kỳ đẹp ta chờ ngươi ở cửa ra vào hà ca nhan khóe môi lộ ra một tia hiểu rồi bước nhanh về phía cửa hà ca nhan vừa mới rời khỏi phòng thay quần áo thì một thân hình nam tử cao lớn đón chào cung kính nói hà tiểu thư lão bản của chúng ta đã đợi ở bên ngoài Hà Ca Nhan căn bản không có đẽ ý tới tên nam tử kia mà tiếp tục hướng chỗ cửa lớn đi đến, nam tử kia cuốn quyết đi theo phía sau nàng. Vì cảm thấy cầm một bó hoa tươi lớn quá gây chú ý nên Trương Dương cất hoa ở trong xe rồi dừng xe ở trước khu hội đường. Mãi đến khi người đến xem tản đi thì mới nhìn thấy Hà Ca Nhan mặc quần màu đen, lưng đeo một cái ba lô nhỏ màu hồng nhưng đi theo sau còn có một người vạm vỡ. Trương Dương lập tức cảm thấy được có chút không đúng liền đẩy cửa xe đi xuống dưới. Hà Ca Nhan từ xa xa đã nhìn thấy cái xe phong biển của Trương Dương nên cười vẫy tay thì lại bị trung niên nam tử kia ngăn lại. Trung niên nam tử này đúng là Chu Vân Phàm bình tĩnh mà xem thì thằng nhãi này bộ dáng cũng coi như được, nghi biểu đường đường nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ dâm dật, nhìn có vẻ hèn mọn bị ổi. Hắn mỉm cười nhìn ca nhan nói, hạt tiểu thư, ta một mực chờ cô, hãnh diện được mời cô ăn bữa ăn khuya a à hà ca nhan lạnh nhạt cười nói như vậy trước tiên phải hỏi qua bạn trai ta đã chu vân phàm nao nao hắn trước đây đã điều tra qua hà ca nhan cũng không có nghe nói cô bé này có bạn trai hắn quay đầu theo ánh mắt hà ca nhan nhìn lại thì thấy trương dương đi nhanh tới đầu trương dương trụi lủi vừa mới dài ra được một ít nên so với ngày thường thì lại có thêm vài phần biêu hãn hắn chừng lớn hai mắt nói làm gì mẹ nó ngăn cản bạn gái của ta làm gì chu vân phàm nhíu mày theo cử chỉ của Trương Dương thì hắn cho là tiểu tử này mười phần là đám tiểu côn đồ xã hội đen nên chỉ nhàn nhạt cười. Chu Vân Phàm gần đây tự cho mình là tinh anh xã hội, thành công nhân sĩ cư cho nên đương nhiên sẽ không cùng loại người này phát sinh xung đột chính diện. Hắn rất lễ phép nhìn ca nhan cười nói, nếu hạt tiểu thư có việc thì sau này sẽ mời người ăn cơm sau vậy. Hắn xoay người tiến vào con BMW rồi đưa mắt nhìn Trương Dương cùng Hà ca nhan sóng vai đi lên xe phong biển, trong đôi mắt toát ra vài phần oán độc thấp giọng nói: "A à, Khôn, tiểu tử này rất càn dở a." À. Trương Dương cầm bó hoa hồng đưa cho Hà Ca Nhan, Hà Ca Nhan lúc này mới lưu ý đến trên tay hắn có một vết thương, nàng kinh sợ nói: "Tay ngươi làm sao vậy?" Vết thương này khi hắn cùng tên hắc y nhân kia đã đấu lưu lại. Trương Dương cười nói: "Không sao, vừa rồi xe hỏng, lúc sửa xe không cẩn thận bị thương." Hà Ca Nhan bán tín bán nghi nhìn nhìn hắn, lúc này xe BMW của Chu Vân Phàm chạy qua bên cạnh bọn họ. Trương Dương thấp giọng nói, cái lão này là người nào? Hà Ca Nha nói, Chu Vân Phàm, Đông Giang Hào Phú, lão là một tên lưu manh, lừa gạt không ít nữ sinh trong trường của chúng ta. Trương Dương cười lạnh nói, nhìn hắn cũng không phải là cái gì thứ tốt, lần sau còn để cho ta thấy tới dây dưa với người thì ta cắt đứt cái chân chó của hắn. Hà Ca Nha nở nụ cười, tuy lời nói của Trương Dương có chút thô lỗ nhưng lại làm cho nàng cảm thấy thật ấm áp, nhỏ giọng nói, ngươi vừa mới nói. Ta là bạn gái của ngươi." Hà Ca Nhan từ trước đến nay tác phong mạnh mẽ dám làm dám chịu lúc này đột nhiên trở nên xấu hổ. Trương Dương cười cười, không nói gì, thằng nhãi này sáng mặt sáng lòng, đương nhiên nhìn ra biến hóa vi diệu của Hà Ca Nhan. Như vậy mà nói, biểu thị quan hệ giữa hai người đã không còn đơn thuần giống như quá khứ. Trương Đại Quan Nhân giờ đây đã khá có khả năng tự chủ, cũng biết cảm tình là thứ thanh kiếm hai lưỡi làm không không sẽ làm người ta bị thương mà cùng làm bản thân bị thương nhưng nha đầu Hà Ca Nhan này đối với mình có một loại lực hấp dẫn khó có thể ngăn cản được. Trương Dương nhìn sang Hà Ca Nhan. Hà Ca Nhan dưới ánh mắt nhìn soi mói của hắn thì lông mi rủ xuống. Ánh mắt Trương Dương rơi vào đôi môi đỏ hồng nhuận của nàng mà chậm rãi ghé đầu sang. Mỹ mâu của Hà Ca Nhan dũng cảm mở ra, nhìn sang Trương Dương, đôi môi anh đào tựa như nụ hoa tươi đợi nở đang lúc hai người dần dần tiếp cận thì phía sau chợt có một cái xe điên cuồng đụng vào phía sau phong điền. Đuôi xe phong điền sau khi bị đâm thì hoàn toàn móc vào, Trương Dương theo bản năng ôm lấy Hà Ca Nhan, thân thể hai người đầu tiên là ngửa ra sau rồi lại văng lên đụng vào táp lô. Cửa xe vỡ nát, mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi. Xe phong điền bị lực đâm hất về phía trước rồi đụng vào một cái xe con phía trước. Nắp capu bật tung, động co toát ra đại lượng khói trắng. Trương Đại Quan Nhân võ công tuy cường hãn nhưng cũng bị đòn đột nhiên này khiến mơ mơ hồ hồ. Hà Ca Nhan bởi vì được hắn ôm vào trong ngực cho nên ít bị thương tổn nhất, sợ hãi nói, nhanh xuống xe. Trương Dương ừ một tiếng muốn đẩy cửa xe nhưng cửa xe đã bị đè ép nát. Hà Ca Nhan dùng sức đem mình một cái cửa xe bên cạnh đá văng ra rồi đi xuống dưới mà trợ giúp Trương Đu Âm từ bên trong bỏ ra. Đầu Trương Dương vừa rồi đụng vào kính chắn gió nên sưng vù lúc này lại thấy bốn gã tráng hán dáng người cao to đi về phía quanh hắn khép lại hà ca nhan nhận ra một người trong đó chính lã vệ sĩ của chu vân phàm trong giới hắc đạo đông giang chu vân phàm có thể nói là hô phong hoán vũ nữ nhân nào hắn vừa ý ít có khi chạy thoát khỏi tay hắn hà ca nhan đêm nay tỏ thái độ làm cho hắn rất không vui phong cách làm việc của hắn chính là dựng xào thấy bóng hắn muốn trừng phạt tiểu tử không biết trời cao đất rộng này Vệ sĩ Phùng Hồ của Chu Vân Phàm trong quá khứ đã từng là đội viên đội tán thủ của tỉnh, nhiều lần đạt được giải thưởng tại các giải thi đầu cấp quốc gia, có thể nói là đệ nhất mãnh tướng dưới tay Chu Vân Phàm Khi Chu Vân Phàm có việc cần ra tay thì hắn thường là người thứ nhất công kích. Hà Ca Nhan nhìn thấy Trương Dương có vẻ chóng mặt hồ đồ thì không khỏi có chút lo lắng, nàng lớn tiếng nói: Các ngươi đứng lại cho ta, ta báo cảnh sát. Phùng Hồ cười lạnh vọt lên hướng về phía Trương Dương đá ra một cước. Trương Dương trong hai mắt đột nhiên lóe lên một tia lãnh khốc, hắn đưa tay trái ngăn chân phùng hổ, tay kia đấm vào sống mũi phùng hổ. Lão hổ không phát huy, mẹ nó người còn tưởng ta là con mèo bệnh sao. Một quyền này đem phùng hổ đánh cho ngã bốn vó chồng lên trời. Ba người còn lại nhìn thấy phùng hổ một chiêu đã bị đối phương đánh ngã thì mới biết Trương Dương khó đối phó. Đang chuẩn bị đào tẩu thì Trương Dương nhanh như báo, thân hình nhảy vọt lên không chung, hai chân như kéo cắt tách ra đá chúng hai người trong đó rồi mượn đà vọt lên tiếp. Người cuối cùng vừa mới chạy ra được hai bước thì đã bị Trương Dương vượt qua giơ tay vỗ vào ót mà ngã gục trên mặt đất. Bên này động tính khá lớn khiến cho tuần cảnh tuần tra gần đó chú ý nhưng khi bọn họ chạy tới thì Trương Dương đã đem bốn gã tập kích đánh ngã trên mặt đất, chân phải dẫm lên tay phùng hổ mà tiến hành tra tấn. Hai gã tuần cảnh cuống quyết quát bảo Trương Dương ngừng lại hà ca nhan nhanh mồm nhanh miệng đem việc mấy người này tập kích bọn họ nói ra trương đại quan nhân nổi giận ra tay tất nhiên rất nặng phùng hổ bị đánh vài cái mà nói không nên lời hai gã tuần cảnh chứng kiến chuyện này thì cũng chỉ có thể gọi xe cứu thương tới một người trong đó hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trương dương lúc này đầu óc đã hoàn toàn thanh tỉnh lại hắn lớn tiếng nói chu vân phàm là kẻ chủ sử nghe tên chu vân phàm hai gã cảnh sát đều nao nao không thể tưởng được nhân vật đứng sau màn ẩu đả này cũng không đơn giản. Chu Vân Phàm cũng không nghĩ đến sự kiện này lại phức tạp như vậy. Hắn nghĩ tại Đông Giang muốn giáo huấn một tên mao đầu tiểu tử đối với hắn chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi nhưng lần này hắn lại chọn sai ngươi rồi. Đêm đó phân cục trưởng cảnh sát Bạch Sa khu tầng Vũ Hành gọi điện thoại cho hắn, lão Chu, ngươi làm ra chuyện gì vậy? Chu Vân Phàm vốn tưởng rằng bọn phùng hổ ra tay quá nặng, làm ra án mạng, nếu như vậy thì cũng có chút phiền toái nên giảo hoạt trả lời, có chuyện gì xảy ra? Ta đang ngủ a à? Tàng Vũ Hành thở dài nói, bốn tên vệ sĩ của người bị người ta đánh, giờ đây tất cả đều đưa đến bệnh viện nhân dân rồi. Người ta một mực chắc chắn là do ngươi sai xử, muốn tố cáo ngươi có ý định mưu sát. Cái gì? Chu Vân phàm thoáng cái liền từ trên giường bật dậy. Tàng Vũ Hãnh nói, người biết hắn là ai không? Hắn dừng một chút nữa rồi nói, Trương Dương trước đó vài ngày đã đánh lương thành long kia. Hắn nói những lời này là có dụng ý rất rõ ràng, chu vân phạm người rất là cố chấp a à. Người có nghĩ là lương thanh long cố chấp sao? Lương Thành Long là cháu ruột bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính mà đồng dạng bị Trương Dương đánh. Đánh xong còn không giải quyết được gì. Chuyện Lương Thành Long bị Trương Dương đánh được truyền đi khắp Đông Giang nên Chu Vân Phàm đương nhiên biết rõ. Hắn giờ đây mới hiểu được kẻ đêm nay mình trêu chọc đến là Trương Dương đầu hắn trở to như cái đấu. Hắn sở dĩ sai bọn thủ hạ đối phó với Trương Dương chỉ là vì tức giận nhất thời. Hắn trầm mặc một hồi rồi nói, việc này ta không quản được. Tàng Vũ Hành cười lạnh một tiếng, Chu Vân Phàm thân gặp việc mà ngay lập tức tìm cách né tránh phủi tay, tính tình này thật sự làm cho người ta cảm thấy hắn hèn mọn. Loại người này không thể thâm giao, hắn nhắc nhở Chu Vân Phàm, ta cũng không gạt ngươi, vài tên thủ hạ dưới tay ngươi tất cả đều tố cáo ngươi phái bọn họ đi đánh Trương Dương bây giờ người ta đã có chứng cứ, chỉ cần tố cáo ngươi thì ngươi cũng rất phiền toái. Lời cần nói ta đã nói với ngươi còn muốn làm như thế nào thì tùy ngươi thôi. Tăng Vũ Hành nói xong liền cúp điện thoại. Chu Vân phàm sửng sốt, hắn cũng không có nghĩ đến đám phùng hổ lại dứt khoát phản mình như vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ nửa ngày hắn mới nhớ tới một sự kiện, gọi một cú điện thoại, thấp giọng nói, Đức Phóng, ta gặp phiền toái, nhờ ngươi hỗ trợ. Đêm nay Trương Dương không ngủ được, dù sao án mạng bên kia còn chưa xong, không biết khi mình lẻn vào có để lại dấu vết hay không và những chứng cứ này có thể bị cảnh sát phát hiện hay không. Bên cạnh đó những thiết bị nghe trộm do mình lắp đặt có thể bị An Đức Hằng phát giác hay không? Thường Hạo đồng dạng trắng đêm không ngủ, hắn thủy chung vẫn dám sát động tĩnh phía đối diện. Cảnh sát tiến hành điều tra văn phòng của An Đức Hằng nhưng cái khiến cho hắn vui mừng là cảnh sát cũng không có tìm được thiết bị nghe trộm Trương Dương lắp đặt. 3 giờ sáng, An Đức Hằng chạy tới công ty, trong văn phòng hắn tiếp cảnh sát tới hỏi thăm. Thường hạo đánh thức Trương Dương, mở trang bị nghe trộm. Thanh âm trò chuyện giữa An Đức Hằng cùng cảnh sát rõ ràng truyền đến. An tiên sinh, người có nhận ra người chết này không? An Đức Hằng lắc đầu, quả quyết phủ quyết nói, ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Trên người người chết còn có tài liệu của công ty các ngươi, ngoài ra căn cứ điều tra của chúng ta thì hắn cũng không phải là người Trung Quốc mà là người Thái Lan và có kỷ lục về sát nhân. An Đức Hằng nhíu mày nói, chẳng lẽ hắn muốn mưu sát ta? Chúng ta không biết, nhưng theo tình huống hiện trường thì người này trước khi chết đã trải qua một phen kịch đấu. Nếu như chúng ta dự đoán không lầm thì lúc ấy ngoại trừ hắn ra bên trong còn có một người khác. An Liên Sinh có cửu nhân nào không? An Đức Hằng thở dài nói, ta chỉ là một người làm ăn bình thường, không cùng bất luận kẻ nào phát sinh mâu thuẫn. Ta gần đây đều giúp đỡ mọi người làm điều tốt nên ta có vẻ không có cửu nhân như vậy An Tiên Sinh cho rằng người này vào đây chủ yếu là để trộm cướp. Ta không biết, những cái này thuộc phạm vi chức trách của cảnh sát các ngươi. Ta rất muốn phối hợp với các ngươi nhưng ta xác thực không có đầu mối. Cảnh sát gián đoạn câu hỏi, Hảo, đã quấy rầy ngươi An Tiên Sinh, sau này chúng ta có lúc cần phải phiên toái tới ngươi. Yên tâm, ta sẽ hết sức phối hợp. Cảnh sát đi rồi, An Đức Hằng kéo ngăn kéo ra, lấy một hộp xì gà, châm lửa một điếu ngậm trong miệng sau đó đứng dậy đi ra phía cửa sổ nhìn ra ngoài cảnh giác kéo bức màn lên. Hết thảy yên tĩnh, qua một hồi lâu sau mới nghe An Đức Hằng gọi điện thoại, Tần Việt, dã lang đã chết, hắn lẻn vào phòng làm việc của ta muốn trộm gì đó. Điều tra cho ta xem nội tình thế nào, xem ai phái hắn tới. Thường hạo cùng Trương Dương liếc mắt nhìn nhau, An Đức Hằng hiển nhiên đã nói láo đối với cảnh sát. Tên rơi lầu mà chết danh hiệu là dã lang. An Đức Hằng khẳng định đã sớm nhận ra hắn nên có thể kết luận. Dã lang lẻn vào phòng An Đức Hằng cũng là muốn đánh cắp cái gì đó. Hắc vừa rồi khi gọi điện thoại đã lộ ra một cái tên rất trọng yếu là Tần Việt, có lẽ tên này sẽ trở thành đột phá khẩu điều tra. Thường hạo thấp giọng nói, ta sẽ tiến hành giám thị đối với hắn, hy vọng có thể tìm được thêm nhiều manh mối. Buổi chiều chủ nhật, Trương Dương đi vào trường đảng báo danh. Cỗ xe phong điền của hắn trải qua lần kiếp nạn này đã triệt để hỏng, hắn chỉ có thể gọi taxi đi nhưng lại gặp đúng xe hỏng điều hóa nên khi đến trường đảng thì trương dương đã mồ hôi đầm đìa gã tài xế kia luôn miệng xin lỗi nhưng trương dương cũng không cùng hắn so đo dù sao người ta kiếm tiền cũng không dễ dàng ta là một đảng viên cộng sản một cán bộ quốc gia không đáng vì việc nhỏ ấy mà cùng người bình thường so đo trương dương xuống xe taxi đi vào trường đảng trước cổng xe xếp hàng không dứt lần này cán bộ tham gia học tập ít nhất đều là cấp phó cục nên đi học có xe đưa đón cũng là chuyện bình thường trương dương móc khăn tay lau mồ hôi trên trán mà lại nhớ tới cỗ xe phong điền tuy cũ nát một ít nhưng điều hòa vẫn rất tốt nghĩ vậy thì sự kiện đối với chu vân phàm càng thêm vài phần cừu hận mẹ nó đều là lão cầu ngươi làm hại lão tử mồ hôi đầm đĩa lần này lấy cớ ngươi mưu sát chưa thành lão tử sẽ không tha cho ngươi Trương Dương báo danh xong đang nghĩ có nên đi học viện nghệ thuật tìm Hà Ca Nhan uống rượu không thì Trương Đức Phóng gọi điện tới, Trương Dương, ngươi ở chỗ nào à? Giáo viên trường đảng đưa tin sáng mai bắt đầu hâm lại tinh thần cách mạng của chúng ta. Trương Đức Phóng ha ha nở nụ cười hai tiếng, huynh đệ, ta đã đặt cơm ở vọng giang lầu chờ ngươi, buổi tối nhất định phải tới a. À. Thành, Trương Dương nói xong lại nghĩ tới một sự kiện, hắn thấp giọng nói có phải là minh kiện trở về không? Không phải, người yên tâm đi chỉ là cho người đổi gió thôi trương dương lo lắng trương đức phóng ra mặt cho hắn cùng chú ý minh kiện nói vun vào loại khó xử tràng diện vẫn có thể thoát thì thoát nghe được chú ý minh kiện không tại hắn cũng thản nhiên rất nhiều rất vui sướng đáp ứng rồi trương đức phóng mời trương dương vốn gọi hà ca nhan đi cùng nhưng nghĩ lại trương đức phóng là biểu ca của cố giai đồng chuyện này mà rơi vào tai cố giai đồng thì không hay nên đành bỏ đi ý nghĩ này xem ra thời gian cũng không còn nhiều lắm nên gọi xe đi vọng giang lâu. Chờ khi đến nơi Trương Dương mới biết được đêm nay người mời khách lại là Chu Vân Phàm Gã Trương Đức phóng hỗn đản này thật đúng là trầm ổn. Hắn hiểu rõ tính tình Trương Dương, nếu nói thẳng việc Chu Vân Phàm mời khách thì hắn chưa hẳn đã chịu nên che giấu điểm mấu chốt này. Khi Trương Dương đi vào phòng nhìn thấy Chu Vân Phàm thì vẻ cười trên mặt lập tức thu liễm lại, thằng nhãi này lạnh lùng nói, xem ra ta đi nhầm địa phương. Trương Đức Phóng vẻ mặt tươi cười đi tới kéo tay hắn nói, ta đã nói huynh đệ, hôm nay người phải cấp cho ca ta mặt mũi, ngồi xuống, ngồi xuống. Chu Vân Phàm nhìn thấy gã Trương Dương coi trời bằng vung này thì trong lòng cũng căm tức. Tại Đông Giang này hắn cũng là đại nhân vật, hôm nay có thể chủ động bày ra chàng diện hướng về phía Trương Đu Cưng cúi đầu đã là rất hiếm có rồi, không thể tưởng được thằng nhãi này lại có thể không cho mặt mũi như vậy. Nhưng hắn dù sao cũng là người từng trải, tinh tường, nếu như Trương Dương chỉ là một tiểu tử chân đất không thân không thế thì Trương Đức Phóng thân là phó công an huyện sẽ không khách khí đối với hắn như vậy. Hơn nữa Trương Đức Phóng đã ám chỉ hắn, cây đại thụ sau lưng Trương Dương chính là bí thư tỉnh ủy họ cổ. Từ xưa đến nay, dân không đấu cùng quan, đạo lý này Chu Vân Phàm vẫn hiểu được. Nghĩ thấu đạo lý này, Chu Vân Phàm mặt đầy tươi cười nói, Trương trưởng phòng mời ngồi. Trương Dương nhìn thấy cục diện này thì liền minh bạch ý nghĩ của bữa tiệc đêm nay hắn lặng lẽ suy nghĩ ngồi xuống, mặt mũi của Trương Đức Phóng sẽ cấp cho những cái lão lưu manh Chu Vân Phàm thì nhất định phải gõ. Hắn không chút khách khí ngồi tại ghế chủ tịch sai Chu Vân Phàm thượng rượu. Rượu là mao đài chôn trong hầm 30 năm, Chu Vân Phàm nhìn qua lão bản vọng giang lầu, thức ăn đêm nay đều do hắn sai đầu bếp chuẩn bị tỉ mỉ có thể nhìn ra hắn rất có thành ý. Ba người uống một chén rượu, Trương Đức Phóng mở máy nói, huynh đệ a, à, ta với người cũng không vòng vo nữa, chu lão bản là đại ca ta. Chuyện ngày hôm qua là mọi hồi hiểu lầm, cho ta một cái mặt mũi, các người uống hai chén rượu rồi đem chuyện này quên đi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta là bằng hữu được không? chu Vân phàm mỉm cười nhìn sang Trương Dương, nhưng trong lòng hẳn đều ngứa răng. Trương Dương không chút hoang mang gắp món ăn nói, Trương Cục, nếu có người muốn mưu sát ngươi, mưu sát chưa thành sau đó cho người uống chén rượu bồi thường thì ngươi có thể chấp nhận hay không? Trương Đức Phóng minh bạch, thằng nhãi này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn nghĩ cơn tức này chưa xả được thì hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Vân Phàm nói, Trương Trưởng Phòng, chuyện ngày hôm qua là ta không đúng nhưng ta cũng không muốn mưu sát ngươi. Ta thừa nhận, giữa chúng ta có phát sinh mâu thuẫn nên ta muốn thủ hạ dưới tay cho ngươi chút giáo huấn. Trương Dương Quời lạnh nói, ngươi cứ như vậy giáo huấn ta, tạo ra tai nạn ô tô, thiếu chút nữa là lấy mạng ta rồi. Trương Đức Phóng chứng kiến cục diện muốn lâm vào thế bế tắc thì cuống quyết cười nói, bọn họ cũng là không biết lượng sức. Huynh đệ của ta thân thủ thế nào? Giờ đây bọn bọ đều nằm ở trong bệnh viện, đây là huynh đệ của ta hạ thủ lưu tình. Bằng không không có nửa năm thì bọn họ đừng mơ đứng lên được. Chu Vân Phàm nói, Trương Trưởng Phòng, ta thật sự không muốn làm thương tổn ngươi, chuyện này ta thừa nhận là đã có chút quá phận. Ngươi yên tâm, sau này ta tuyệt đối không tìm Hà Tiểu Thư làm phiền nữa, lời này trương dương ưa nghe hơn dù sao hắn không có khả năng thời thời khắc khắc canh giữ ở cạnh hà ca nhan nếu như tên địa đầu xà chu vân phàm này quả thật bất chấp tất cả gây phiền toái thì nhất định sẽ rất khó chịu trương dương cười lạnh một tiếng đây vị là thành ý chu vân phàm trong lòng muốn giết người nhưng cố cúi đầu xuống đất con mẹ nó người đừng được đằng chân lân đằng đầu khi hắn đang muốn chống đối một câu thì trương đức phóng lại mở miệng cứ như vậy a à, xe ngươi đã bị chu ca cho đụng hỏng ta xem chu ca cho ngươi chiếc xe khác a à. ngươi thời gian gần đây không phải mới nhập khẩu một lô xe sao sáng mai ta đưa trương dương đi chọn một cái xe chu vân phàm rất uất ức a à. ta nhổ vào trương đức phóng a à. trương đức phóng lão tử là nhờ ngươi hỗ trợ hòa giải chứ không cho ngươi chém giết ta a à. cái xe phong điền của hắn cũng chỉ bán phế liệu mà thôi ngươi lại bảo ta bồi thường cho hắn một cái xe mới chu vân phàm ta không quan tâm đến tiền mà là nuốt không trôi cục tức này ngày thường đều là hắn hạch người ta nào có bị người ta hạch lại, hắn ho khan một tiếng nói, đông minh khí. Hắn là muốn nói giúp Trương Dương sửa xe. Thì Trương Đức Phóng lại lặng lẽ đá chân hắn dưới bàn mỉm cười nói thành. Chọn xe tốt nhé, Trương Dương có thể đi xưởng đông minh khí tu trang hoàng, nơi đó cũng đã có chu ca. Chu Vân Phàm thiếu chút nữa bị nghẹn thở, mẹ nó, dựa vào cái gì mà bảo ta xin lỗi hắn a? À? Đây không phải là ức hiếp người quá sao? dựa theo ý tứ của Trương Đức Phóng người ta chẳng những phải bỏ ra một chiếc xe hơi, nay còn phải độ xe cùng trang hoàng cho hắn nữa. Chu Vân Phàm ta dễ khi dễ như vậy sao? Hắn đang muốn nói một hai câu bực tức thì cửa phòng mở ra. Phó Cục trưởng Bạch Sa khu Túy Thắng Văn đi đến. Nhìn thấy Túy Thắng Văn mấy người đều đứng lên, Túy Thắng Văn cười nói, xấu hổ, ta nghe nói Trương chủ nhiệm ở trong này cho nên tới chào hỏi. Thật ra Túy Thắng Văn dưới lầu đã nhìn thấy Trương Dương tiến vào phòng này, hắn hỏi qua người bán hàng mới biết bên trong có trương nước phóng cùng chu vân phàm thì lập tức đoán ra nhất định là trương nước phóng ra mặt làm trung gian hòa giải nói đến trùng hợp tại đông giang này trương dương mấy lần làm ra nháo sự đều là tại bạch sa khu cơ hồ mỗi lần đều đi qua túy thắng văn xử lý hắn hiểu rõ nơi nào có trương đua Ân là nơi đó chuẩn bị có nháo sự thông qua mấy lần nháo sự túy thắng văn cũng kiến thức được năng lượng của trương dương ngoài thưởng thức ra thì cũng cao hứng nổi lên ý niệm muốn kết giao trong đầu. Người trong quan trường đặc biệt nhạy cảm đối với các mối quan hệ có thể lợi dụng được. Tuy Thắng Văn làm trong ngành cảnh sát nhiều năm nên cũng không thể ngoại lệ. Tuy Thắng Văn tuy chỉ là một phó cục nhưng trong ngành công an có uy vọng rất cao, vô luận là Chu Vân Phạm hay Trương Đức Phóng đối với hắn đều rất tôn kính. Tuy Thắng Văn đi tới bên người Trương Dương ngồi xuống, cười tùm tìm nói, Trương chủ nhiệm, ta tới là muốn cầu ngươi một việc, lần sau gây nháo sự thì ngươi có thể đừng gây ra tại chỗ ta hay không? Ta đã đủ bận rộn rồi, ngươi đừng một lần nữa gây cho ta thêm phiền phức được không? Trương Dương ha ha nở nụ cười, Trương nước Phóng cùng Chu Vân Phàm cũng cười nhưng mà là cười khổ. Hắn đã nhìn ra ngay cả túy thắng văn cũng rất cho thằng nhãi này mặt mũi. Chó chết, con chó nhỏ này thật sự rất có năng lượng. Túy thắng văn nhìn nhìn Chu Vân Phàm nói, có mâu thuẫn thì nói với nhau là được rồi, cần gì phải huyên náo dùng đau thương tương kiến mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân phải hiệp thương giải quyết đây chính là chính sách của đảng ta trương dương cười nói lần này không phải là muốn đánh người mà là người ta muốn đánh ta tuy thắng văn nói khó được a à, khó được nhưng mà ngươi đánh cho mọi người nhập viện rồi trương chủ nhiệm lần sau trước khi đánh người ngươi có thể báo trước cho ta hay không ta muốn nhưng lúc đó thời gian thật cấp bách nên không kịp a à. mấy người vừa cười lên Chương 155, hư tình giả ý. Đối với việc xử thế Chu Vân Phàm có một bộ chuẩn tắc riêng cho nên hắn mới có thể vượt qua giai đoạn loạn lạc trước đây mà nổi lên tại Đông Giang. Từ một gã bị quy tội phản phái mà nhanh chóng biến hóa thành một vị thương nhân thành công. Trương Dương đi chọn xe lại kêu cố gia đồng đi cùng. Tại nơi Chu Vân Phàm để hàng có hơn 10 cái xe ô tô nhập khẩu, những thử này tất cả đều là xe buôn lậu nhưng mà Chu Vân Phàm bằng quan hệ của hắn mà xin được giấy phép hợp thức hóa. Trương Dương liếc một cái đã nhìn chúng một con xe Jeep dành cho sĩ quan chỉ huy. Cái xe Jeep hầu như hoàn toàn còn mới, giá Chu Vân Phàm buôn lậu cũng phải ngoài 20 vạn. Cố Giai Đồng nhìn thấy Trương Dương mở cửa xe ngồi vào thì trong lòng không khỏi cười thầm, gã Chu Vân Phàm này sẽ đau lắm đây. Chu Vân Phàm xác thực là đau, cái xe Jeep này hắn vốn muốn lưu lại sử dụng. Mấy thằng bán bàng này rõ là, mình đã sớm nói chuyện qua, bảo bọn chúng cất giấu đi, sao chiếc xe này vẫn còn ở đây nói đến trùng hợp cái xe jeep này tối hôm qua được tân quản sự cửa hàng lấy đi chơi sáng sớm hôm nay vừa mới về tiện tay dừng ở đây hắn đâu có nghĩ đến chuyện trương đại quan nhân sẽ đến chọn xe trương dương ngồi trên ghế lái loay hoay hai cái rồi gật đầu nói cái xe này được a à, ta xem chúng rồi trương đức phóng cũng có chút không đành lòng trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi cũng quá đáng đi một đau này cũng quá hung ác nếu Trương Dương lấy chiếc xe này đi thì sau này hắn nhất định sẽ bị Chu Vân Phàm chút giận. Trương Đức Phóng cười nói, hay thì hay thật nhưng chi phí vận hành dầu mỡ rất cao, ta xem ngươi vẫn nên chọn một cái xe Nhật Bản, vừa kinh tế mà vẫn tiện nghi. Trương Dương cười tủm tỉm nói, ta không thiếu tiền, cố dài đồng đứng một bên thiếu chút nữa cười không ra tiếng, lúc này Trương Dương trông lại đáng yêu ra phết. Chu Vân Phàm đau đến lòng nhỏ máu, hắn không phải keo kiệt chỉ là cảm thấy tặng cho trương đua ân một phần lễ lớn như vậy thật không đáng tuy nhiên biểu hiện ra mặt hắn tỏ ra đại lượng nói trương trưởng phòng yêu mến cái xe này a à, dù sao xe này vận hành cũng quá tổn kém ta bán cũng khó trương dương mở cửa xe đón cố dài đồng rồi lái xe đi chu vân Phàm đưa mắt nhìn theo mà biểu hiện trên mặt như thể vì bị người ta quất cho một cái trương Đức phóng đồng tình vỗ vỗ vai chu vân Phàm nói chu ca bảo trọng Chu Vân Phàm thở dài, tiếp đó vừa cười lên, ta lăn lộn giang hồ nửa đời người, không ngờ lại thất thủ trong tay một tên tiểu bối. Trương Đức Phóng rất chân thành nhìn hắn nói, cũng không phải quá nặng a, à, Chu ca, người cùng hắn làm bằng hữu so với làm địch nhân thì thoải mái hơn nhiều. Giang Thành sau khi Trương Dương rời đi không vì thể mà bình tĩnh hơn. Bề ngoài biểu hiện như chính đàn lạng sóng mà kỳ thực sóng ngầm bắt đầu khởi động. Lúc này Hồng Vĩ cơ sắc mặt khó nhìn đang ngồi ở bàn làm việc trên bàn gạt tàn chất đầy tàn thuốc, trong văn phòng khói thuốc tràn ngập. Lúc Lý Trường Vũ bước vào văn phòng cũng không khỏi ngạt lắp bắc kinh hãi, Hồng Bí Thư, người ở đây toàn độc khí A. Hắn đi đến sau lưng Hồng Vĩ Cơ mở cửa sổ ra để thải bớt khói thuốc trong phòng. Hồng Vĩ Cơ thấp giọng nói, bạn học cũ, có người đem chuyện của ta bẩm báo lên tỉnh rồi. Lý Trường Vũ cười cười ngồi xuống đối diện với Hồng Vĩ Cơ hắn cũng nghe nói có người báo cáo lên tỉnh về giao tình giữa Hồng Vĩ Cơ và Phương Văn Nam từ xưa đến nay, hơn nữa còn nói Hồng Vĩ Cơ và Phương Văn Nam cấu kết với nhau. Giờ đây quan điểm trong tỉnh đối với Giang Thành cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần nghe nói cấp lãnh đạo có cái gì gió thổi cỏ lay thì cũng sẽ trở thành chuyện lớn. Chuyện của Hồng Vĩ Cơ lần này căn bản là không có chứng cứ thực tế, bất quá vẫn bị ban kỷ luật tỉnh chỉnh đốn nên trong lòng hắn rất buồn bực. Lý Trường Vũ nói, Hồng Bí Thư, vàng thật không sợ lửa. Đảng viên chúng ta đâu sợ hãi chút gió mưa nho nhỏ ấy." Hồng Vĩ Cơ cả giận nói, "Quan trường Trung Quốc mấy ngàn năm nay đã hình thành lệ tập, cứ đem chuyện này xọ chuyện kia. Ta cùng Phương Văn Nam trong quá khứ có quen biết tuy nhiên chỉ là kết giao bình thường. Lần này việc đấu thầu công trình ba đường bao quanh thành phố ta căn bản không có ý kiến nhưng những người này thật sự là vô sỉ, lại nhân sự kiện này vu oan rồi còn tố ta và Tô Tiểu Hồng có quan hệ nam nữ. Thật sự là vô đạo đức, vô sỉ, đúng là vô sỉ." Lý Trường Vũ có thể hiểu được sự kích động của Hồng Vĩ Cơ vì từ khi chính đàn Giang Thành thay đổi bất ngờ, Hồng Vĩ Cơ liền áp dụng nguyên tắc xử sự, sự bo bo giữ mình, thậm chí cả việc đấu thầu công trình ba đường bao quanh thành phố hắn vì tị hiểm mà đều giao cho mình. Thật ra từ việc Phương Văn Nam sớm có được tin tức này, Lý Trường Vũ cũng đã đoán được quan hệ giữa hắn và Hồng Vĩ Cơ nhưng Lý Trường Vũ vẫn lựa chọn Phương Văn Nam không chỉ là bởi vì Hồng Vĩ Cơ ám chỉ mà cũng là kết quả từ thực lực chân chính của Phương Văn Nam nên có thể nói lần đấu thầu này cũng không có vấn đề gì. Hồng Vĩ Cơ cho dù có tư tâm bên trong thì bề ngoài sẽ không làm gì thái quá. Lý Trường Vũ tin tưởng Hồng Vĩ Cơ vốn trầm ổn nên tại thời khắc mẫn cảm này sẽ không phạm sai lầm còn về phần quan hệ giữa Tô Tiểu Hồng và Hồng Vĩ Cơ thì hắn cũng không biết. Lý Trường Vũ nói kẻ tạo ra tin đồn đều là một ít kẻ tiểu nhân có dụng tâm kín đáo. Hồng Bí Thư không cần phải để tâm. Hồng Vĩ cơ hung hăng dí đầu mẩu thuốc lá nói, có ít người vì ta đem quyền chỉ huy đấu thầu ba đường bao quanh thành phố giao cho ngươi mà trong nội tâm khó chịu, bọn họ muốn gây chuyện. Lý Trường Vũ liền minh bạch, hồng vĩ cơ hiển nhiên ám chỉ người khởi xướng chuyện này là tả viên chiêu nhưng mà cẩn thận ngẫm lại thì tả viên chiêu thật sự là kẻ đáng hiểm nghi nhất vì trong công trình ba đường bao quanh thành phố này hắn là kẻ mất mát lớn nhất tả viên chiêu chính là người lúc trước đưa ra dự án này nhưng cuối cùng quyền chỉ huy lại rơi vào tay lý trường vũ nên hắn có thể không cam tâm tuy nhiên lý trường vũ đối với việc này vẫn rất tỉnh táo hồng vĩ cơ chẳng qua là muốn lợi dụng hắn để áp chế tả viên chiêu mà thôi hắn muốn đem mình trở thành một con cờ Lý Trường Vũ thấp giọng nói, "Hồng bí thư mọi việc đều cần có chứng cứ, không có chứng cứ thì loại lời đồn này nhất định sẽ tự sụp đổ." Hồng Vĩ cơ thở dài nói, "Tuy tổ chức sẽ làm rõ thị phi nhưng những lời đồn đại này đối với quan thanh liêm như ta lại rất có ảnh hưởng. Những lời bàn tán này thật sự quá ghê tởm." Lý Trường Vũ thầm nghĩ trong lòng, "Không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn đã không có, chuyện này thật đúng là rất khó nói." quyền thị trưởng Giang Thành tả viên chiêu trong thời gian gần đây cũng không dễ chịu. Hắn mơ hồ đoán được Hồng Vĩ Cơ 10 phần đem món nợ này tính tại lên đầu mình. Tả viên chiêu thật sự có chút phiền não, mà những lúc hắn phiền não thì cũng không thích ngồi một mình ngây ngốc mà lại ưa thích tụ tập người uống trà đánh bài nói chuyện. Điền Khánh Long thời gian gần đây cũng không được như ý. Hệ thống công an Giang Thành Luân phiên gặp chuyện không may, cái chức cục trưởng công an của hắn bị dính đầy bụi đất. Hắn và tả viên chiêu đều có tâm sự, nên một cân rượu trên bàn cơ hồ chui vào bụng hai người bọn họ tả ủng quân cười nói các ngươi hôm nay có chuyện gì vậy giống như đều có đầy bụng tâm sự a à. ta thời gian gần đây đọc tài liệu điều tra nghiên cứu của nước ngoài nói quan chức càng lớn thì hạnh phúc lại càng thiếu nhìn các ngươi thì có thể nghiệm chứng được a à. điền khánh long thở dài nói thời gian gần đây gian thành lắm sự tình khiến cho ta không vui vẻ gì ta làm trong ngành công an nhiều năm như vậy chưa bao giờ nghẹn khuất như năm nay a à. Tả viên chiêu nói, Giang Thành thật sự là đang thời buổi rối loạn. Đủ loại chuyện phiên toái tầng tầng lớp lớp, chuyện hồng bí thư chúng ta tố cáo các người có nghe nói không? Điền Khánh Long gật đầu nói, không có chứng cứ gì, không biết kẻ nào lại quấy lên vũng nước đục. Tả viên chiêu thở dài nói, có người cảm thấy ta là vật cản trở a. À. Điền Khánh Long cùng tả ủng quân đồng thời nhìn hắn. Tả ủng quân đối với việc đấu tranh trong thành phố không có bao nhiêu quyền phát ngôn, điền khánh long thân là ủy viên thường vụ thị ủy giang thành nên cũng hiểu được quan hệ giữa tả viên chiêu và hồng vĩ cơ không hề hòa thuận giống như biểu hiện ra ngoài chuyện quyền chỉ huy dự án ba đường bao quanh thành phố rơi vào tay lý trường vũ đủ để chứng minh vị hồng bí thư này đối với tả viên chiêu vẫn rất cảnh giác điền khánh long nói hay là có muốn cố ý tạo ra mâu thuẫn tả viên chiêu nhẹ nhàng gõ ngón tay trên bàn hắn thủy trung vẫn hoài nghi chuyện này là do lý trường vũ làm cái vị trí thị trường này người có đủ sức cạnh tranh nhất chính là Lý Trường Vũ mà sắp tới Lý Trường Vũ sẽ có một loạt cử động tại Giang Thành, mờ mờ ảo ảo có thể chống lại hắn. Cái phiền toái nhất là Lý Trường Vũ cùng Hồng Vĩ Cơ lại là bạn học cũ, Hồng Vĩ Cơ tuy là người khéo đưa đẩy nhưng tại trong nội tâm nhất định vẫn có khuynh hướng nghiêng về Lý Trường Vũ hơn một ít. Tả viên chiêu chính thức có quan hệ với bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Chi, đúng là do Cố Duẫn Chi một tay đưa hắn lên vị trí quyền thị trường hơn nữa hắn và cố minh kiến có quan hệ cực kỳ hòa hợp nhưng lý trường vũ và cố duẫn chi tựa hồ cũng có quan hệ không tệ mà tầng quan hệ kia là thông qua trương dương mà thành lập từ khi quyền chỉ huy dự án ba đường bao quanh thành phố rơi khỏi tay tả viên chiêu sinh ra cảm giác nguy cơ trước đó chưa từng có hắn bắt đầu ý thức được là chuyện xóa đi chữ quyền đằng trước chữ thị trưởng cũng không phải là hoàn toàn nắm chắc Tạ ủng quân nói người tài trí không bị đố kỵ mới là lạ người khác sở dĩ nhằm vào ngươi là vì thấy ngươi mạnh hơn bọn hắn. Trên quan trường chính là như vậy, chỉ có không ngừng dẫm đạp lên người khác thì mình mới có thể thăng tiến. Điền Khánh Long cười ha hả nói, ủng quân, lời này của ngươi cũng hơi quá, đa số khi làm quan đều là đi làm việc. Rất ít thời gian dùng để đi dẫm đạp người. Tả viên chiêu không nói gì, yên lặng tập một ngụm rượu, một lát sau mới thấp giọng nói, đại ca, người xem ta và Lý Trường Vũ có cái gì bất đồng hắn đột nhiên đưa ra một câu hỏi khiến điền khánh long nao nao hắn nghĩ mỗi lúc rồi nói trường vũ tuổi trẻ còn ngươi so với hắn thì quyết đoán hơn lại mạnh dạn đi đầu tả viên chiêu cười nói ta không muốn nghe ngươi chỉ khen ta điền khánh long nói tiếp nhưng mà trường vũ so với ngươi thì trầm ổn hơn hắn làm việc phong cách tứ bình bát ổn rất có phong phạm của cố bí thư câu nói sau cùng khiến cho trong lòng tả viên chiêu không nhịn được mà run rẩy điền khánh long thấp giọng nói thật ra có câu ta vẫn một mực muốn nói với ngươi có khi danh tiếng quá lớn chưa chắc đã là chuyện tốt tả viên chiêu chậm rãi buông chén rượu trong tay xuống lúc này hắn đã hoàn toàn minh bạch điền khánh long cũng không muốn tiếp tục đề tài này hắn chuyển hướng nhìn tả ủng quân nói hứa ra dũng có qua nhà ngươi hay không tả ủng quân nhìn ra phía ngoài vợ hắn tưởng tâm tuệ đang cùng tỉ tỉ trò chuyện vui vẻ hắn cười cười nói đã tới người trẻ tuổi kia rất không tồi hiểu tình có đưa đến một ít lễ vật, đúng rồi, còn có phần của các ngươi, hôm nào ta sẽ đưa sang cho các ngươi. Điền Khánh Long thấp giọng nói, có câu hỏi không nên hỏi, hiểu tình cùng hắn có xác định quan hệ nam nữ hay bằng hữu gì hay không? Ta nghe tâm tuệ nói hai người bọn họ đang luyến ái. Tả ủng quân lại hướng ra phía ngoài nhìn, cười khổ nói, không có chuyện này, hiểu tình gọi cho ta trong điện thoại nói, nàng sang Mỹ là để học tập nên rất ít gặp mặt hứa ra dũng, Hắn cảm thấy Điền Khánh Long đối với chuyện này rất quan tâm nên có chút kinh ngạc hỏi, tỷ phu có vẻ rất quan tâm đến chuyện tình cảm của Hiểu Tình. Điền Khánh Long cười một tiếng nói, ta là dượng nàng mà nhưng mà ta có câu muốn nói ra. Nữ hài tử lớn rồi, về mặt tình cảm nên để nó tự chủ, cha mẹ không cần phải can thiệp quá nhiều, có những người trẻ tuổi không thể chỉ nhìn mặt ngoài, cần lưu ý nhân phẩm. Tạ ủng quân nhíu mày, lúc này thê tử ở bên ngoài gọi hắn ra đánh bài hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. Tả viên chiêu ý vị thâm trường nhìn Điền Khánh Long nói: Đại ca có ý tứ gì? Hứa ra tiểu tử này không được sao? Điền Khánh Long nói: Ta cũng không minh bạch nhưng mà chuyện Kim Tôn hai ngày trước ta nghe nói cùng hắn cũng có chút quan hệ. Nếu hắn xúi dục viên lập ba đi đánh cố Minh Kiến thì tiểu tử này tâm cơ đủ thâm. Tả viên chiêu cười lắc đầu nói: chuyện này thật sự làm cho người ta đau đầu. Người trẻ tuổi tranh giành tình nhân cũng rất thông thường, chẳng cần phải đi trông non bọn họ. Điền Khánh Long nói, ta chỉ là không muốn hiểu tình chọn lầm người. Tả viên chiêu nhìn ra bên ngoài quan sát nói, chuyện này ngươi không nên tính toán làm gì. Ta cũng không tính, anh của ta nói cũng không tính. Chuyện trung thân đại sự của hiểu tình phải là chị dâu ta nói. Điền Khánh Long cười khổ nói, đàn bà quản nhà A, ủng quân lúc nào có thể làm đàn ông một hồi A. Tả viên chiêu cười ha ha. Trương Dương lái xe jeep đưa cố dài đồng đến cửa nhà, nguyên bản hắn không muốn nhưng cố giai đồng muốn hắn tới nàng nói cố dưỡng dưỡng thời gian gần đây thường xuyên kêu đau bụng cố minh kiến vẫn đang ở giang thành nên trương dương tất nhiên không sợ gặp mặt khó xử cho nên đã tới đi vào cửa tiểu lâu cố dưỡng dưỡng đang vẽ tranh trong phòng nhìn thấy trương dương và cố giai đồng đi đến liền buông họa bút nói trương ca ngươi đã đến rồi trương dương cười tủm tỉm gật đầu hắn lần này cũng mang tới cho cố dưỡng dưỡng một kiện lễ vật là một con dấu do tần truyền lương giúp hắn khắc trên mặt có khắc tên dưỡng theo lối cổ. Cố Dưỡng Dưỡng nhận con dấu, lật qua lật lại xem, yêu thích không nỡ rời tay. Trương Dương hỏi nàng thời gian gần đây thân thể thế nào, Cố Dưỡng Dưỡng thừa dịp tỉ tỉ đi châm trà lặng lẽ nhìn Trương Dương nói, chính là bộ luyện khí công phu ngươi dạy ta kia. Ta thời gian gần đây sau lúc tu luyện thường cảm thấy bụng đau đớn, rồi sau đó lan đến kinh mạch tứ chi. Ta lo lắng có phải là luyện công sai lầm hay không. Trương Dương dò xét mạch môn của nàng, hắn nhắm mắt thật lâu, khi mở hai mắt ra thì không khỏi nở nụ cười nói, không ngại, không thể tưởng được nội lực của ngươi lại có chút thành tựu. Xem ra ngươi thanh tâm quả dục, tâm vô bàng vụ lại có hiệu quả, như vậy, ta sẽ dạy ngươi một bộ công phu. Cố dưỡng dưỡng kinh hỉ nói, thật a à. Trương Dương gật nhẹ đầu, thật ra sau khi Tần Thanh bị ép buộc, Trương Dương nảy ra ý nghĩ muốn dạy cho những cô gái bên người một số đòn phòng thân hắn căn cứ đặc điểm nữ tính và hiểu biết bác chúng của mình mà nghiên cứu ra một bộ phòng thân thuật, hôm nay thấy cố dưỡng dưỡng nội công đã có cơ bản nên truyền cho nàng. Cố dưỡng dưỡng học rất chăm chú, cùng Trương Dương học hơn một giờ đã đem 36 động tác hoàn toàn nắm giữ. Cố giai đồng nhìn thấy hai người bọn họ trong sân quyền qua cước lại diễn luyện khí thế ngất trời thì không khỏi cười nói, dưỡng dưỡng nhanh mau trở thành hiệp nữ. Cố dưỡng dưỡng phi thân đá một cái, Trương Dương lách mình tránh thoát cười nói, hữu mô hữu dạng, dưỡng dưỡng thật có năng khiếu tập võ trời cho. Đang nói chuyện thì bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Chi đi đến, chứng kiến nữ nhi đá song phi trong mắt, Cố Duẫn Chi cười nói, gia đình chúng ta xem ra sắp tới sẽ có vị nữ trung hào kiệt. Trương Dương cuốn quyết nghênh đón chào hỏi, Cố Duẫn Chi cười cười, Trương Dương đến đây, hắn cũng không có dừng bước, đi tới trước cổng rồi nói, Trương Dương, lúc nào xong đến thư phòng ta một chuyến. Cố Giai Đồng cùng Cố Dưỡng Dưỡng liếc mắt nhìn nhau, không biết phụ thân tìm Trương Dương làm cái gì. Cố dài đồng đem trà ngon phân biệt đưa cho Trương Dương cùng cố dưỡng dưỡng. Trương Dương uống một ngụm nói, không biết ba của ngươi có phải là muốn hỏi ta về chuyện của Minh Kiến. Cố dài đồng cười nói, không có việc gì đâu, ngươi không thẹn với lương tâm thì sợ cái gì. Trương Dương đi đến thư phòng cố duẫn chi nhẹ nhàng gõ cửa phòng, sau khi được cho phép thì đẩy cửa đi vào. Cố duẫn chi đang đứng lau một cái thanh hoa bát xứ. Trương Dương thấy rõ ràng, cái bát sứ này đúng là lần trước cố dưỡng dưỡng đi thanh thai sơn chơi được Trần Sùng Sơn đưa cho. Cố Duẫn Chi cẩn thận lau bát sứ rồi đặt lại vị trí, sau đó nhìn về phía Trương Dương mỉm cười nói, đây là minh thanh hoa, rất chân quý. Dưỡng dưỡng cũng không biết giá trị, sao có thể thu lấy lễ trọng như vậy, có cơ hội ta muốn trả lại cho người ta. Trương Dương cười nói, cô Bí Thư, lúc ấy chúng ta chỉ dùng cái này để ăn cơm trong mắt ngài minh thanh hoa là vật báu vô giá nhưng trong mắt người nông ra nó chẳng qua chỉ là một cái bát cơm bình thường bỏ đi mà thôi cô duẫn chi rất thưởng thức những lời này của trương dương một câu nói bình thường nhưng bên trong tựa hồ ẩn chứa triết lý rất sâu ánh mắt cửa hắn rơi lên tác phẩm thư pháp trên tường thấp giọng ngâm tụng bất hoạn vị chi bất tôn nhi hoạn đức chi bất sùng bất xỉ lộc chi bất đa nhi xỉ trí chi bất bác sau đó quay lại bàn ngồi xuống đưa tay chỉ vào ghế dựa một bên ý bảo Trương Dương ngồi ở bên cạnh hắn, nói khẽ không thể tưởng được nơi sơn giã lại có loại cao nhân này. Trương Dương nói, Trần Lão Bá trong quá khứ cũng là quân nhân mãnh chiến, chỉ là trong cách mạng văn hóa đã bị đối đãi bất công cho nên nản lòng thoái chí lựa chọn ẩn cư nơi sơn giã, cố dẫn chi hiểu rõ, nếu như mỗi một nhân viên chúng ta đều có thể ghi nhớ mấy câu nói đó thì như vậy đội ngũ cán bộ chúng ta sẽ thuần khiết nhiều lắm. Trương Dương tràn đầy đồng cảm gật nhẹ đầu. Cố Duẫn chỉ biết lúc này mới đem chủ đề chuyển đến đứa con mình, hắn thấp giọng nói, nghe nói Minh Kiến tại Giang Thành cùng ngươi phát sinh một ít chuyện khó chịu a. À. Trương Dương đã sớm dự kiến Cố Duẫn Chi sẽ hỏi đến sự kiện này. Cố Minh Kiến dù sao cũng là con của hắn, lần này tại Giang Thành lại bị thiệt thòi như vậy, lão tử của hắn không có khả năng không nhìn đến nhưng Trương Dương cũng không có phủ nhận, gật đầu nói, là có chút hiểu lầm, nhưng mà sự tình đã điều tra xong. Bên ngoài đồn đại rất nhiều trong đó có một bộ phận lớn đều nói là hắn đánh cố minh kiến. Người khác nói như thế nào cũng không trọng yếu nhưng hắn muốn trước mặt cố duẫn chi giải thích rõ ràng. Cố duẫn chi biết lẳng lặng nhìn sang Trương Dương, hắn chờ mong. Trước mặt cố duẫn chi, Trương Dương cũng không có dấu diếm. ta đã tra rõ ràng là viên lập ba con trai phó thị trưởng viên thành thích tìm người đánh minh kiến. Tuy nhiên viên lập ba cùng minh kiến cũng không nhận ra nhau, kẻ đứng sau xui khiến là hứa ra dũng. Trương Dương dừng lại một chút lại nói, hứa ra dũng là con trai hứa tỉnh trường. Thằng nhãi này nói đều là lời nói thật, hắn chính là muốn ăn ngay nói thật, chân tướng đúng là như thế, cô bí thư thích nghĩ sao thì nghĩ. Cô Duẫn Chi khóe môi lộ ra vẻ tươi cười, mình kiến tiểu tử này tâm cao khí ngạo, làm việc ẩu đả, gặp chút điểm ngăn trở cũng là chuyện tốt. Hắn nói xong thì lại rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này, nói khẽ, nghe nói khu du lịch Giang Thành mở ra không tệ, việc thu hút tài chính vào làm rất tốt. Trương Dương gật đầu nói, Lý Phó Thị trưởng đưa ra chính sách kinh tế đa dạng thôi động Giang Thành. Cục du lịch chúng ta tự nhiên là muốn làm ngọn cờ đầu đi hành động, chung quanh chuyện này chúng ta đã tiến hành chiêu thương thu hút đầu tư, mở một loạt công tác du lịch, theo tình huống trước mắt thì nếu hết thảy thuận lợi thì trong vòng 3 năm hẳn là có thể nhìn thấy hiệu quả sơ bộ. Cố Duẫn Chi là ai? Vừa nghe đã biết thằng nhãi này cổ suý Lý Trường Vũ cùng chính hắn nhưng mà nói trở về, có thể trong khoảng thời gian ngắn dùng chính sách kinh tế này hấp dẫn nhiều khoản đầu tư như vậy thì tiểu tử này thật sự có chút năng lực. Cô Duẩn Chi lại hỏi thăm một số chuyện gần đây ở Giang Thành. Trương Dương thấy đã là giờ cơm tối nên biết điều cáo lui. Cô Duẩn Chi cũng không giữ hắn lại ăn cơm. Trương Dương đi xuống dưới lầu. Cô Giai Đồng chào đón ân cần nói, ba của ta tìm ngươi có chuyện gì. Chuyện công tác ấy mà. Cô Giai Đồng không khỏi nở nụ cười, nàng không tin bí thư tỉnh ủy tìm một gã cán bộ cấp cục để bàn công tác gì. Cố dưỡng dưỡng nói, Trương ca, buổi tối ở đây ăn cơm đi, ta bảo Lý Mụ chuẩn bị. Trương Dương cười nói, buổi tối ta còn có việc. Cố gia đồng đưa Trương Dương đến cửa lớn, nhỏ giọng nói, người sớm trở về nghỉ ngơi. Trương Dương gật đầu rời khỏi cố ra, khi hắn đang chuẩn bị lên xe thì cách đó không xa, dưới đèn đường có một người đứng nhìn về phía hắn, người nọ đúng là hứa ra dũng. Hứa ra Dũng cũng không có nghĩ được ở chỗ này lại gặp được Trương Dương. Hắn mỉm cười chủ động tiến về phía Trương Dương rỗi tay ra nhiệt tình nói, Trương trưởng phòng, không thể tưởng được ngươi lại tới Đông Giang. Trương Dương tuy ở đáy lòng không thích thằng nhãi này, nhưng khí độ biểu hiện ra cũng không muốn thua. Hắn và hứa ra dũng bắt tay, hứa tiên sinh làm việc như thần long không thấy đuôi, hai ngày trước mới gặp tại Giang Thành hôm nay đã trở về Đông Giang. Như nhau, như nhau thôi, hứa ra dũng cười bắt tay, Trương Dương nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, chỉ cần hắn thoáng dùng sức thằng nhãi này nhất định sẽ gần đứt xương gãy nhưng mà cái ý niệm này mới lóe lên trong đầu thì lại tắt đi. Hứa ra dũng người không phải là yêu thích trò chơi chỉ số thông minh sao? Lão tử ta sẽ dùng chỉ số thông minh chơi ngươi, động đến vũ lực có vẻ thô lỗ a. À. Hứa ra dũng nói, trương trưởng phòng ăn cơm chưa? Đi, ta mời ngươi uống rượu. Cái này thì thật là có chút vượt quá ngoài ý liệu của Trương Dương thằng nhãi này lại có thể mời mình uống rượu, liệu có phải lão tử nghe lầm không a? À? Hứa ra dũng cười nói, trương trưởng phòng sẽ không để cho ta mặt mũi chứ. Trương Dương cười nói, ta đang đói, khó được hứa tiên sinh thịnh tình như vậy, cầu còn không được a. À. Hai người hư tình giả ý cười, Trương Dương mời hứa ra dũng lên xe jeep, hứa ra dũng chỉ đường, hai người tới tử lâu vương phủ lộ ngọc lũy. Hứa ra dũng thường xuyên tới nơi này ăn cơm, nên gọi vài món ăn đặt sắc và một lọ nhị hoa đầu tinh phẩm hồng. Rót đầy ly thủy tinh trước mặt hai người, hứa ra dũng giơ chén rượu lên nói, vì chúng ta một lần nữa gặp lại, cụng ly. Trương Dương cười tủm tỉm nói, nói ra thật xấu hổ. Hứa tiên sinh tới Giang Thành ta cũng chưa kịp chiêu đãi, vừa đến Đông Giang ta lại khiến người tiêu tốn rồi. Hứa ra dũng nói, ta cùng trương trưởng phòng hợp ý, ngồi cùng một chỗ uống chút rượu. Nói một hai câu tri tâm cũng là một chuyện vui trương dương đưa mắt đánh giá hứa gia dũng ánh mắt hắn bình tĩnh không có sóng vẻ mặt bình tĩnh loại người này thật đúng là hiếm thấy rõ ràng làm việc trái với lương tâm mà lại giả vờ như không có việc gì trương dương cùng hứa gia dũng uống hết chén rượu gia dũng lại rót rượu cho hắn trương dương nói hứa tiên sinh đi giang thành là vì tìm người thân hay tìm bạn hứa gia dũng cười nói ý tìm thân hay bạn là một mục trong đó ta nghe nói tại Giang Thành mở ra khu đầu tư hoàn cảnh không tệ cho nên đi xem xét một chút. Trương Dương có chút kinh ngạc nhướng nhướng lông mày. Hứa ra Dũng nói, thời gian gần đây ngành sản xuất máy tính cá nhân tại Mỹ đang phát triển nhanh chóng. Ta lần này về nước mục tiêu chủ yếu là muốn khảo sát tình huống các nơi ở Bình Hải, căn cứ vào đó mới đưa ra kế hoạch đầu tư cụ thể. Hai ngày nữa ta sẽ quay về Mỹ, tranh thủ đạt được nguồn tài chính rót về. Hắn cười tùm tỉm nói, trong khoảng thời gian ta về nước, tại Mỹ có rất nhiều sự tình phải ủy thác cho hiểu tình xử lý. Nàng giúp cho ta rất nhiều việc, thằng nhãi này thủ đoạn mềm dẻo, lại bắt đấu hướng về phía trương đại quan nhân công kích. Trương Dương đêm nay tâm tình rất đoan chính, hứa ra dũng người càng muốn chọc ta nỗi giận thì ta lại càng không để ý tới ngươi. Hắn bình tĩnh nói, hứa tiên sinh chuẩn bị đầu tư tại Giang Thành sao. Hứa ra dũng hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng được vài ngày không gặp mà khí độ tu vi của thằng nhãi này lại tiến vào một tầng mới hắn lợi dụng chuyện tả hiểu tình để đả kích hắn mà lại rõ ràng không có hiệu quả. Cái này khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác một quyền đánh hụt. Hứa ra dũng gật đầu nói, căn cứ khảo sát sơ bộ, ta thấy các phương diện điều kiện đầu tư vào Giang Thành đều rất thích hợp. Trương Dương bỗng nhiên nói, điều kiện tại Giang Thành tuy không tệ nhưng chị An cũng không quá tốt. Thời gian gần đây con trai cố bí thư tỉnh ủy tại Giang Thành bị đánh. Hứa ra dũng nở nụ cười nói, làm chuyện gì đều có rủi ro người ăn cơm cũng có thể bị nghẹn chết nhưng lại không thể vì chuyện nhỏ đó mà bỏ việc lớn hắn và trương đua âng đụng chén rượu rồi nói chuyện này ta cũng nghe nói qua nghe nói thì cố công tử tố cáo người đánh hắn chính là ngươi trương dương mỉm cười nói trong miếu đường không có ma quỷ hắn quá đơn thuần không thấy có người cố ý muốn khơi mào mâu thuẫn giữa ta và hắn ai mà âm hiểm như vậy à trương dương bưng chén rượu lên nói vương bát đản hứa ra dũng có chút kinh ngạc Trương Dương cười nói, ta nói kẻ chủ mưu phía sau là vương bát đản. Người nói hắn nấp ở sau lưng làm ra nhiều âm mưu quỷ kế như vậy làm gì? Vì sao không dám đường đường chính chính đi ra, theo ta đánh giá loại người này có đáng là nam nhân không? Hứa ra dũng mỉm cười nói, âm mưu dương mưu đều thuộc về phạm chủ trí tuệ. Chỉ có trí giả chính thức mới hiểu được cách dùng như thế nào. Cậy mạnh hiếu thắng, dựa vào vũ dũng chi lực đánh đánh giết giết, loại người này chỉ là một giới vũ phu. Trương Dương cười ha ha nói, ta chính là một kẻ vũ phu, cho nên ta đánh cho viên lập ba. Hứa ra dũng dưới đáy lòng cũng không cho Trương Dương là một kẻ vũ phu, thằng nhãi này mặt ngoài nhìn có vẻ cực kỳ lỗ mãng kỳ thực khắp nơi đều chấp động tiểu trí tuệ. Trong mắt hứa ra dũng những người khác chỉ có tiểu trí tuệ còn bậc trí chí giả chính thức thì chỉ có hắn mà thôi. Trương Dương nhắc tới chuyện cố minh kiến chẳng khác nào nói cho hắn biết, chuyện hắn ở sau lưng xui khiến gây sóng gió đã bị hắn biết được. Hứa ra Dũng cũng không sợ Trương đua ân vì hiểu rằng loại chuyện này sẽ không tra ra được trên người hắn. Trung Quốc là xã hội pháp trị, bất cứ chuyện gì đều phải có chứng cớ. Hứa ra Dũng nói, có nhiều chuyện không thể dùng vũ lực được, nắm tay một người có lợi hại cũng không lại thương pháo. Trương Dương nói, ở đây không phải nước Mỹ, mang súng là trái pháp luật. Hứa ra Dũng ha ha cười nói, cho nên, người tốt nhất là đừng đi Mỹ. Trương Đại quan nhân uống cạn chén rượu trước mặt chẹp chẹp ba tiếng nói, nước Mỹ. Ta nếu phải đi, không cần súng ngắn ta đem bọn bắt hết. Hắn đứng người lên, không có ý tứ, ta phải đi rồi, nếu đến Mỹ có gặp tả hiểu tình thì thay ta hỏi thăm nàng A. Nhất định, hứa ra dũng đáp ứng nói. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 155.